Giữa không trung, trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi xuống. Bàn Hủy huynh, còn cách cấm địa kia xa không? Lục Lâm Thiên hỏi. Hẳn là còn một ngày lộ trình nữa. Bàn Hủy nhìn về phía trước rồi nói. Gần đây có người, cấm địa kia liệu có bị người khác phát hiện không? Lục Lâm Thiên có chút lo lắng, người Thánh Linh Cốc xuất hiện ở gần đây, sợ rằng gần đây cũng có người khác. Rất có thể, cấm địa kia cực kỳ khổng lồ, cũng vô cùng thu hút sự chú ý, nếu như phát hiện ra thì cũng là chuyện bình thường. Bàn Hủy nói, chỉ là nếu như người phát hiện cấm địa kia dám đi vào thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Tuyết Sư, dùng tốc độ nhanh nhất đi. Lục Lâm Thiên nhíu mày lập tức nói với Thiên Sĩ Tuyết Sư. Vâng, chủ nhân. Thiên Sĩ Tuyết Sư đáp, hai cánh rung động, gợn sóng trong không gian chung quanh đôi cánh vặn vẹo. Không khí rít gào mang theo thanh âm trầm thấp. Không khí hai bên tai rít gào, y phục trên người Lục Lâm Thiên khẽ tung bay. Một lát sau quanh thân được một vòng quang cháo vô hình bao phủ. Đôi mắt nhắm chặt, tâm thần chìm đắm trong lĩnh ngộ thuộc tính phong. Quanh thân tràn ngập khí tức thuộc tính phong. Trong không gian, có một cỗ năng lượng thuộc tính phong quay chung quanh Lục Lâm Thiên. Hiện tại tốc độ lĩnh ngộ của Lục Lâm Thiên tuy rằng không dám nói là tiến triển cực nhanh. Thế nhưng chỉ trong nháy mắt Lục Thiếu Du lập tức tiến vào trong trạng thái lĩnh ngộ. Hiện tại Lục Lâm Thiên cũng không dám bỏ lơ một chút thời gian nào. Chờ sau khi lĩnh ngộ thuộc tính phong tới một trình độ nhất định thì Hoàn Vũ Thất Toàn Trảm kia hắn cũng có thể tu luyện được rồi. Còn một hai ngày nữa mới tới cấm địa, Lục Lâm Thiên chìm đắm trong lĩnh ngộ lại không biết được trong lúc lĩnh ngộ thời gian trôi qua cực kỳ nhanh chóng. Dọc đường đi, có Bàn Hủy và Bàn Vân ở đây không có một yêu thú nào gây phiền phức. Cho dù có chút yêu thú lớn mật sau khi cảm nhận khí tức của Thiên Sĩ Tuyết Sư thì lập tức không dám tới trêu chọc. Trong núi non phía dưới bắt đầu xuất hiện không ít thân ảnh. Nhìn thấy Thiên Sĩ Tuyết Sư trên bầu trời cũng không có ai dám chặn lại. Ở bên trong này tất cả mọi người đều vì tầm bảo mà tới cho nên sẽ không chủ động đi gây chuyện, người chủ động sợ rằng không có bao nhiêu. Cứ như vậy một đường phi hành, tới ngày thứ hai Lục Lâm Thiên từ trong lĩnh ngộ tỉnh lại, một ngụm chọc khí từ trong miệng Lục Lâm Thiên được thở ra. Khóe miệng khẽ nhếch lên mang theo nụ cười, dường như đối với việc lĩnh ngộ của mình Lục Thiếu Du cực kỳ thỏa mãn. Trưởng môn phía trước không xa chính là cấm địa. Thanh âm của Bàn Hủy truyền đến. Lục Lâm Thiên nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy lúc này trong không gian phía xa một mảnh mông lung. Sương mù che trời, cả không gian phía trước mông lung, có một ngọn núi khổng lồ xuất hiện trước mặt mọi người, thế nhưng cũng không phải quá rõ ràng. Lục Lâm Thiên nhíu mày, phía trước là cấm địa như trong lời Bàn Hủy nói sao? Khí tức kia khiến cho trong lòng hắn chấn động, giống như phảng phất có một cỗ nguy hiểm kinh người tồn tại ở bên trong. Thảo nào Bàn Hủy nói tất cả yêu thú và linh thú căn bản không dám tiến vào cấm địa này. Trưởng môn, cấm địa này cực kỳ khổng lồ. Phía trước có một điểm dừng chân, cũng có một cái động khẩu tiến vào. Ta đã từng thử tiến vào ở những nơi khác thế nhưng không có một nơi đặt chân nào. Trên toàn bộ cấm địa có một cấm chế vô cùng lợi hại, nếu không tiến vào từ nơi nhập khẩu thì căn bản không thể tiến vào được. Bàn Hủy nói, vậy thì chúng ta đi vào từ nơi đó. Lục Lâm Thiên nhíu mày, nơi này còn có cấm địa, quả thực là không đơn giản. Chúng ta đã chậm một bước, phía trước đã không có ít người ở đó. Hắc Vũ đứng dậy, chắp tay mà đứng, ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước, trong tâm thần của hắn ở bên trong dãy núi phía trước có không ít khí tức tồn tại. Sắc mặt Lục Lâm Thiên có chút bất đắc dĩ, hắn đã làm lỡ không ít thời gian. Cho dù có Bàn Hủy dẫn đường đi tới cũng vẫn tới chậm một chút. Không gian mông lung kia càng lúc càng gần, khí tức thê lương cũng càng lúc càng đậm. Trong lúc mơ hồ Lục Lâm Thiên thậm chí còn có thể cảm giác được một cỗ sát khí tiết ra ngoài, khiến cho tim đập nhanh hơn. Để Thiên Sĩ Tuyết Sư thu hồi bản thể, mọi người sau khi tới gần lập tức đi theo Bàn Hủy đi tới lối vào. Đám người Lục Lâm Thiên ở trên không trung trực tiếp đi tới trước cấm địa. Ngẩng đầu nhìn phía trước, Lục Lâm Thiên chỉ thấy trước mặt là một mảnh không gian mông lung vô bờ. Trong không gian này dường như có một ngọn núi vô cùng lớn, khí tức thê lương không ngừng tràn ra, chứng minh cấm địa này sợ rằng đã tồn tại chỉ ít mấy vạn năm. Từ không trung hạ xuống, một cái sân rộng lớn xuất hiện trong ánh mắt của mọi người. Cái sân này vô cùng lớn, trên mặt đất là đá phiến màu xanh, trong khe có không ít cỏ dại, mơ hồ còn có hài cốt yêu thú và linh thú càng khiến cho khí tức của cấm địa này thêm vài phần thê lương.
mà khi thân ảnh còn chưa đáp xuống, sắc mặt Lục Lâm Thiên lập tức biến hóa. Trên sân rộng lúc này không ngờ có rất nhiều thân ảnh, liếc mắt nhìn qua Lục Lâm Thiên lập tức nhìn thấy không ít kẻ đối đầu với hắn. Những người này không ngờ cũng tới cấm địa, cũng không biết vì sao đám người này lại tìm được nơi này. Chắc cũng vì nơi này cũng không quá khó tìm, chỉ cần tới gần sợ rằng ai cũng có thể cảm nhận được khí tức thê lương bàng bạc trong không gian. Tất cả cẩn thận một chút. Lục Lâm Thiên đáp xuống đất rồi nhẹ giọng nói với mọi người. Tuy rằng hiện tại hắn không sợ một kẻ nào, thế nhưng mọi chuyện vẫn phải chú ý một chút thì tốt hơn. Được. Lục Lâm Thiên nói xong đám người dương quá, Lục Tâm Đồng lập tức gật đầu đáp nhẹ một tiếng, cả đám đề phòng chung quanh. Nhân số trên sân rộng hiện tại sợ rằng ít nhất cũng hơn 1.000 người. Dựa theo nhân số ban đầu tiến vào đây trong tính toán của Lục Lâm Thiên là gần vạn người. Lúc này có hơn 1.000 người tới đây quả thực cũng không ít. Xem ra tốc độ cũng những người này cũng không chậm. Nhìn thấy đám người Lục Lâm Thiên tiến tới, vô số ánh mắt trên sân rộng lập tức nhìn lại rồi rời đi. Dù sao chuyện có người tới cũng không phải là chuyện gì quá kinh ngạc. Huống chi lúc này mọi người đều đang nhìn vào động khẩu kia. Ngay cả Lục Lâm Thiên cũng không ngoại lệ, sau khi đáp xuống sân rộng lập tức nhìn kỹ vào trong động khẩu. Động khẩu này lớn không gì sánh được. Hai bên cao vót, trong không gian mông lung có vẻ cực kỳ hùng vĩ, nguy nga, còn có một cỗ khí tức chấn động nhân tâm từ đó truyền ra. Mà thứ khiến cho Lục Lâm Thiên khiếp sợ chính là bên trong động khẩu kia có một cỗ khí tức thê lương, mang theo sát khí kinh người. Từ động khẩu nhìn vào bằng mắt thường cũng có thể thấy được có vô số hài cốt yêu thú, linh thú, sát khí lan tràn, đại hồn anh trong đầu cũng có xung động muốn nhảy ra. Cấm địa này thật kỳ dị, không biết bên trong có nguy hiểm gì nữa. Lục Lâm Thiên nhìn động khẩu lớn rồi thầm nói, bên trong động khẩu vô cùng rộng lớn, hai bên mơ hồ xuất hiện đường viền lớn, từ xa nhìn lại trong không gian mông lung này dường như có một đầu mãnh thú viễn cổ tồn tại khiến cho người ta sởn tóc gá. Từ đám hài cốt yêu thú, linh thú trong thông đạo cũng có thể hiểu được nơi này cũng không phải nơi tốt lành gì. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng, nếu không cẩn thận một chút, sợ rằng ngay cả cái mạng nhỏ của mình cũng phải bồi táng ở trong này. Mặc kệ ra sao hắn vẫn phải đi vào, cẩn thận một chút là được. Càng nhìn kỹ về phía trước, Lục Lâm Thiên càng cảm thấy ở bên trong cấm địa này có một cỗ khí tức đáng sợ tồn tại. Cỗ khí tức này thậm chí còn không tồn tại ở trong thế giới này khiến cho hắn có cảm giác bản thân mình nhỏ bé. Thậm chí ở dưới cỗ khí tức này Lục Lâm Thiên lần đầu tiên có cảm giác hoảng hốt. Địa phương thật đáng sợ, nơi này rốt cuộc có cái gì? Vẻ mặt Lục Lâm Thiên ngưng trọng. Trong ánh mắt thất thần kia hiện lên vẻ chấn động, một lát sau mới hồi phục tinh thần lại. Trên sân rộng lúc này còn có không ít người lục tục tiến tới. Nhìn vào động khẩu lớn trước mắt cả đám lập tức thất thần. Dường như mọi người cũng cảm giác được khí tức bên trong. Có thể tới đây không có ai là người bình thường, có người thậm chí dường như còn đã tới đây trước đó. Thế nhưng cũng chưa có ai dám tiến vào trong động khẩu lớn kia. Không có ai dại đột cam nguyện làm người đầu tiên tiến vào trong động khẩu. Nếu như không có nguy hiểm thì mọi người đã sớm đi vào trong thám hiểm, thế nhưng hiện tại ở trên sân rộng có nhiều người như vậy cũng không ai muốn làm kẻ mở đường cho người khác. Lục Lâm Thiên vốn rất nóng ruột, thế nhưng hiện tại có nhiều người như vậy đương nhiên Lục Lâm Thiên cũng không gấp gáp. Từ khí tức có thể thấy được nơi này không có nguy hiểm mới là lạ. Ai đi vào trước đồng nghĩa với việc là người thứ nhất đối mặt với nguy hiểm không biết trước. Mà coi như có bảo vật thì người đầu tiên đi vào tuyệt đối không phải là người đầu tiên nhận được. Ngay trong lúc Lục Lâm Thiên suy nghĩ, đột nhiên cảm nhận được vô số ánh mắt lạnh lẽo phóng tới. Lục Lâm Thiên nhíu mày, ngẩng đầu lên rồi lập tức nhìn về một đám người. Đám người này không phải là ai khác mà là người của Khôn Dương Đảo. Mà lúc này ngoại trừ người của Khôn Dương Đảo ra còn có Nguyệt Long Các, Địa Viêm Đảo, Thần Kim Các đều có mặt, không ngờ đám người này đều có mặt đông đủ. Vận khí quả thực có chút kém. Ánh mắt đảo qua đám người, Lục Lâm Thiên lập tức gặp được một thân ảnh quen thuộc. Đó chính là Huyền Minh Tôn Giả, Nam Thiên Nhị Tôn của Linh Vũ Giới, còn có đám người Không Linh Vương. Thu Thủy Vương Bối Hải Linh, Địa Cương Vương Thần Bộ Tiêu, Thần Hảo Vương Dương Tề Thuyên, Không Linh Vương, Huyền Minh Tôn Giả, Nam Thiên Nhị Tôn. Lục Lâm Thiên đưa mắt đảo qua, những người này đều là kẻ đối đầu với hắn. Nhất định phải chú ý một chút mới được. Những người này một khi liên hợp lại thì thực lực tuyệt đối cường hãn. Cũng tới rồi sao? Trong đoàn người Lục Lâm Thiên lập tức gặp được người hắn muốn gặp nhất. Đám Thánh Linh Thiên Tôn, Thánh Võ Thiên Tôn,
còn có Viên Tự Thành, Quân Bất Phàm lúc này cũng đang đứng ở một góc. Lục trưởng môn, các ngươi rốt cuộc cũng tới rồi. Một thanh âm truyền tới, lập tức có hơn 10 người đi về phía đám người Lục Lâm Thiên. Người trước là một nam tử tuổi chừng 40, phong độ, vóc người cao ngất, thân mặc một bộ hoa phục thoạt nhìn cực kỳ cao ý, đây chính là Thiên Ưng công tử của Thiên Ưng lâu Hàn Tử Khiêm. Hàn lâu chủ, Quân Bang chủ còn chưa tới sao? Lục Lâm Thiên nhíu mày, trong đám người hắn cũng không nhìn thấy người của Tiêu Diêu Bang cùng với Quân Lâm Hàn. Về phần người Thánh Linh Cốc thì đang ở phía sau hắn, đương nhiên còn chưa thể tới nơi được. Còn chưa nhìn thấy đám người Tiêu Diêu Vương, ta chỉ mới thấy ngươi tới mà thôi. Nơi này sợ rằng có chút bất phàm, bên trong có một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm, hiện tại dường như không có ai dám đi vào. Thiên Ưng công tử nói. Vậy thì chúng ta ở đây chờ một chút xem. Lục Lâm Thiên nói, ánh mắt khẽ đảo qua đám người lần nữa, sắc mặt có chút biến hóa. Trong đám người hắn lại lần nữa gặp được không ít thân ảnh quen thuộc. Một thân ảnh màu cam linh lung, khí chất quyến rũ mê hoặc xuất hiện trong mắt hắn. Thiên Vân Đảo cũng tới. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng, Đạm Đài Tuyết Phi và Thiên Vân Đảo đã có mặt. Hỏa Đao Vương và đám người Kiếm Linh Vương đang nhìn vào trong động khẩu lớn kia. Hai bên còn có cường giả của Tinh Ngục Các và Kiền Hiên Đảo. Lão đại, dường như nơi này không đơn giản. Tiểu Long vẫn luôn nhìn chăm chú vào trong động khẩu lúc này mới mở miệng nói. Bên trong động khẩu có một cỗ khí tức khiến cho nó cảm thấy chấn động. Cẩn thận một chút, tất cả phải chú ý. Lục Lâm Thiên nói xong ánh mắt lại nhìn về phía động khẩu trước mặt. Tâm thần tỏa ra nhìn vào trên bề mặt đồ cổ trong nhẫn chữ vật. Ánh mắt tỉ mỉ tìm lộ tuyến trên đồ cổ, hắn phát hiện ra động khẩu này quả thực có đánh dấu bên trên địa đồ, chỉ là nhìn địa đồ này dường như cũng là nơi tiến vào. Chúng ta đi xem một chút. Nhíu mày, Lục Lâm Thiên xác định đồ cổ này có quan hệ nào đó với động khẩu cho nên hắn lập tức chậm rãi đi về phía trước, muốn đi vào quan sát động khẩu một phen. Tiểu tử, dừng lại, người bên cạnh chúng ta không phải ai ngươi cũng động vào được. Lúc này khi Lục Lâm Thiên vừa mới tiến lên mấy bước thì đột nhiên có một tiếng quát lạnh lẽo truyền đến, một ánh mắt lạnh lùng mang theo hàn ý dán vào trên người Lục Lâm Thiên. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng quát lạnh lẽo cùng với ánh mắt tràn ngập hàn ý này, bước chân Lục Lâm Thiên lập tức dừng lại rồi quay đầu nhìn về phía thanh âm phát ra. Nhìn về phía trước, khóe miệng Lục Lâm Thiên lập tức nhếch lên mang theo hàn ý. Thiên Dương Vương Tề Thuyên. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ trầm xuống, người vừa lên tiếng không phải là ai khác mà chính là đảo chủ Khôn Dương Đảo, Thiên Dương Vương Tề Thuyên. Tiếng quát lạnh lẽo của Thiên Dương Vương Tề Thuyên lập tức đưa tới không ít ánh mắt kinh ngạc trên sân rộng. Ai cũng có thể nghe ra bên trong thanh âm này tràn ngập hàn ý. Khi ánh mắt đám người Không Linh Vương của Linh Vũ giới nhìn về phía Lục Lâm Thiên thì lập tức nở nụ cười nhạt. Trong mắt có chút hả hê, chờ xem kịch vui. Đám người Đạm Đài Tuyết Phi, Kiền Hiên Đảo, Tinh Ngục Các mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Thiên Dương Vương Dương Tề Thuyên và Lục Lâm Thiên. Mâu thuẫn của hai người này bọn họ cũng biết tới. Về phần những người khác, ánh mắt phân biệt rơi vào trên người Lục Lâm Thiên và Thiên Dương Vương Dương Tề Thuyên, trong mắt đại đa số tràn ngập vẻ nghi hoặc, còn một chút người không nhận ra Lục Lâm Thiên, những người còn lại thì dùng ánh mắt khinh thường nhìn. Lục Lâm Thiên không ngờ lại muốn cùng đứng với đám người Thiên Dương Vương, đương nhiên Lục Lâm Thiên không đủ tư cách, bởi vì bọn họ đều tự động đứng ở phía sau. Phía trước đều là chỗ của cường giả. Chúng ta tới chậm nhất, tiểu tử Lục Lâm Thiên này dường như lại có chút phức rồi. Ngoài đoàn người, ở phía xa trong không trung lúc này có hơn chục đạo thân ảnh hạ xuống. Nhìn thấy một màn phía dưới, một đạo thân ảnh hạ xuống không tạo thành một chút ba động nào, dưới bộ trường bào bao phủ, khuôn mặt tuấn lãng kia đủ để khiến cho tất cả nữ nhân bị mê hoặc. Khôn Dương Đảo sao? Thân ảnh xinh đẹp của Tử Yên đáp xuống bên cạnh Lam Thập Tam, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía giữa sân rồi nhẹ giọng nói. Chúng ta tới đó nhìn xem một chút. Tiện thể xem thực lực của Lục Lâm Thiên tới bước nào rồi. Mấy đạo thân ảnh phía sau cũng nhẹ nhàng đáp xuống, người vừa lên tiếng chính là Phục Yêu Tôn Giả. Thực lực của Lục Lâm Thiên này không biết đã tới một bước kia hay chưa. Còn có Hắc Y Nhân bên cạnh hắn cũng thâm bất khả chắc. Chúng ta không cần phải gấp, cứ nhìn xem một chút, không biết Lục Lâm Thiên này sẽ xử lý phiền phức này thế nào. Có dám động thủ hay không? Hỏa Vân Tôn Giả mang theo ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía giữa sân. Ta cũng muốn biết thực lực của hắn rốt cuộc đã tới tình trạng gì rồi. Hai tay Lam Thập Tam nắm chặt,
cực kỳ chờ mong nhìn Lục Lâm Thiên, Tử Yên không nói thêm gì nữa, thế nhưng trong ánh mắt xinh đẹp kia đã xuất hiện ba động. Vốn đại bộ phận mọi người đều nhìn vào động khẩu, thế nhưng tiếng quát của Thiên Dương Vương Dương Tề Thuyên vang lên cho nên lúc này có vô số ánh mắt nhìn về phía hai người. Thiên Dương Vương, người có ý gì? Cái sân này là của Khôn Dương đảo các ngươi sao? Nhìn Thiên Dương Vương Dương Tề Thuyên, vẻ mặt Lục Lâm Thiên trầm xuống. Hừ, ta ở chỗ này thì nơi này chính là của Khôn Dương đảo ta. Một tiểu tử chỉ biết dựa vào sự bảo hộ của người khác, nếu như không phục thì bản vương sẽ cho ngươi cơ hội ra tay. Nếu như không dám thì cút ra xa một chút cho bản vương. Ở cổ vực có Linh Thiên Môn bảo vệ ngươi, trên đại lục Linh Vũ có Vân Dương Tông bảo vệ ngươi, thế nhưng ở Đông Hải này ngươi chẳng là cái gì cả. Đứng đầu trong thập đại cường giả trẻ tuổi còn chưa có tư cách làm càn trước mặt ta. Thiên Dương Vương Dương Tề Thuyên lạnh lùng nhìn Lục Lâm Thiên, thanh âm quanh quẩn trên toàn bộ sân rộng. Mượn cơ hội này hắn muốn chế ngự Lục Lâm Thiên này một chút. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đổi, hàn ý trong lòng ngày càng đậm, Dương Tề Thuyên này dường như đang muốn làm hắn mất mặt. Trong đám người, trong mắt đám người Thánh Linh Thiên Tôn và Thánh Võ Thiên Tôn cùng đám người Thánh Linh Giáo phía xa có chút nóng giận, thế nhưng trong nháy mắt lại bị Lục Lâm Thiên áp chế xuống. Trưởng môn, Bàn Hủy đi tới bên cạnh Lục Lâm Thiên rồi nói, đối với trưởng môn hắn vẫn luôn mang theo sự cảm kích. Nói thật hắn vốn không thích nhân loại, ngay từ đầu cũng không thích vị trưởng môn này. Thế nhưng lúc bị ép thần phục, vị trưởng môn này vẫn cực kỳ tôn kính, lễ độ với hắn. Ở chung càng lâu thì hắn càng hiểu con người trưởng môn, cho nên lúc này thấy trưởng môn bị người ta làm nhục thì lập tức tiến lên, hàn ý trong mắt tràn ngập. Bàn Hủy huynh, ánh mắt Lục Lâm Thiên đảo qua rồi nhẹ nhàng phất tay ý bảo Bàn Hủy lui xuống. Sau khi hít sâu một hơi, Lục Lâm Thiên nhìn về phía Thiên Dương Vương Dương Tề Thuyên, khóe miệng mang theo một chút tiếu ý nói. Dương Tề Thuyên, một khi giao thủ tử thương là chuyện khó tránh khỏi. Nếu như ngươi không sợ chết thì cứ tiến lên thử xem. Thanh âm của Lục Lâm Thiên cực lớn mang theo vẻ kiêu ngạo quanh quẩn trong không trung, đủ để khiến cho tất cả mọi người nghe thấy rõ ràng. Thanh âm kiêu ngạo kia vang lên khiến cho vô số người nhíu mày. Khẩu khí của tiểu tử này quả thực quá lớn. Trong đám người lập tức không ngừng có tiếng nghị luận vang lên. Mọi người nhìn về phía Lục Lâm Thiên có kinh ngạc, có kinh thường, còn có hiếu kỳ. Ha ha! Thiên Dương Vương Dương Tề Thuyên nghe Lục Lâm Thiên nói vậy, ánh mắt nhìn Lục Lâm Thiên không giận mà cười, tiếng cười vang vọng trên sân, vẻ mặt trầm xuống nói. Tiểu tử, khẩu khí thật lớn, những lời này phải là ta nói với ngươi mới đúng. Nếu như ta chết thì là do thực lực của ta chưa đủ, không thể trách được người khác. Cho dù chết cũng không có gì oán hận. Thế nhưng không biết ngươi có dám động thủ hay không? Vạn nhất ngươi mà chết đi thì ta cũng không chịu trách nhiệm nha. Lục Lâm Thiên kiêu ngạo nói, trong thanh âm hiện lên sự kiêu ngạo và bá đạo. Ngươi chết đương nhiên không trách được ngươi khác. Tất cả mọi người ở đây có thể làm chứng, một khi ngươi chết Vân Dương Tông và Linh Thiên Môn cũng không thể nói gì với ta. Thiên Dương Vương Dương Tề Thuyên chậm rãi tiến lên. Mỗi một bước của hắn đều khiến cho đá ở dưới đất nứt nẻ rồi lập tức hóa thành bột phấn, dường như Dương Tề Thuyên lúc này đang phát tiết sự tức giận trong lòng. Vậy thì nếu như ngươi chết Khôn Dương đảo cũng không thể trách ta được. Chính ngươi tự mình tìm chết thì ta cũng vui vẻ thành toàn cho ngươi. Lục Lâm Thiên nhíu mày rồi lập tức nhìn về phía đám người Khôn Dương đảo nói. Các ngươi muốn cùng tiến lên hay là từng người lên một? Kiêu ngạo, quá kiêu ngạo. Hoàn toàn không đặt Khôn Dương đảo vào trong mắt. Trên sân rộng, ánh mắt mọi người nhìn Lục Lâm Thiên lúc này vô cùng phức tạp, Lục Lâm Thiên này điên rồi sao? Hừ, tiểu tử không biết sống chết. Trong Khôn Dương đảo, chúng cường giả hừ lạnh một tiếng rồi nói. Tiểu tử, không thể không nói, ngươi là người càn rỡ nhất mà ta từng gặp. Xem ra, thêm người bên cạnh ta tiến lên thì ngươi sẽ càng chết nhanh hơn. Ta thành toàn cho ngươi, chỉ một mình ta là đủ rồi. Dương Tề Thuyên lạnh nhạt nói, hàn ý trong mắt ngày càng đậm. Đã như vậy coi như Khôn Dương đảo ngươi cũng không quá ngu, chết một mình ngươi cũng coi như không tệ. Khóe miệng Lục Lâm Thiên nhếch lên mang theo nụ cười nhàn nhạt, sau đó khẽ phất tay một cái. Tiểu Long, Lục Tâm Đồng sau lưng hắn lập tức lùi xuống. Nếu như động thủ thì người có hại tuyệt đối là Khôn Dương đảo, chỉ tiếc người của Khôn Dương đảo còn chưa biết mà thôi. Ha ha! Tâm cảnh của Thiên Dương Vương dù tốt như thế nào thì lúc này cũng không nhịn được mà tức giận. Lục Lâm Thiên này hoàn toàn không đặt hắn vào trong mắt.
Vốn hắn định làm nhục Lục Lâm Thiên này một phen, Nhật Sát Các và Thiên Địa Các không có mặt ở đây, không có ai là chỗ dựa cho tiểu tử Lục Thiếu Du này, không ngờ tiểu tử này so với trước đây còn kiêu ngạo hơn. Trong nụ cười mang theo sự tức giận ngập trời, đường đường là đảo chủ Khôn Dương đảo, dẫm chân một cái là rung trời lở đất thế nhưng lúc này lại bị Lục Thiếu Du hoàn toàn không đặt vào trong mắt, không ngờ lại bị tiểu tử này làm nhục lại. Sự tức giận trong lòng hắn rốt cuộc không nhịn được nữa, hắn mở miệng cười lạnh một tiếng nói. Đây là tự ngươi muốn chết, vậy thì đừng có trách ta ra tay độc ác. Nói xong, Thiên Dương Vương Dương Tề Thuyên đã giận dữ động thủ, trên khuôn mặt mang theo hàn ý, hai mắt cũng vô cùng lạnh lẽo. Chân khí quanh người bạo phát, bàn chân mang theo một cỗ quang mang chợt lóe thân thể bắn về phía trước. Cánh tay mạnh mẽ vung lên, một đạo quang mang giống như thiểm điện xé rách không gian mang theo thanh âm sắc bén hung hăng bắn về phía Lục Lâm Thiên. Vừa ra tay đã là sát chiêu đủ để chứng minh trong lòng Thiên Dương Vương này đã có sát khí. Giờ phút này đám người trên sân rộng không khỏi vì Lục Lâm Thiên mà đổ mồ hôi lạnh. Đương nhiên cũng có không ít người hy vọng Lục Lâm Thiên tốt nhất là bị đánh chết, tỉ như Kiếm Linh Vương của Thiên Vân Đảo hiện tại đang nghĩ như vậy. Đạm Đài Tuyết Phi, Tử Yên, Lam Thập Tam, Thiên Ưng Công Tử đều nhìn kỹ vào hai người. Chỉ có Tiểu Long, Lục Tâm Đồng, Thiên Sĩ Tuyết Sư giống như đang chờ xem kịch, trên khóe miệng hiện lên tiểu ý nhàn nhạt. Hoàn toàn không có chút lo lắng nào. Sắc mặt Thiên Thủ Quỷ Tôn thì lại có chút khẩn trương nhìn về phía trước. Thực lực của Thiên Dương Vương Dương Tề Thuyên đương nhiên cực kỳ cường hãn, khí thế lúc này rõ ràng đã là Vũ Vương cửu trọng đỉnh phong. Bằng vào thân phận của Thiên Dương Vương, thực lực của người này cũng không giống như Vũ Vương cửu trọng đỉnh phong bình thường. Đối mặt với công kích của Thiên Dương Vương Dương Tề Thuyên, trong mắt Lục Lâm Thiên lúc này hiện lên tiểu ý nhàn nhạt, cùng với hàn ý ngập tràn. Quang mang dưới chân chớp động, phù quang lược ảnh được thi triển. Thân thể nhanh chóng thối lui. Ông ông! Đồng thời quang mang quanh người chợt lóe, thanh linh khải giáp lập tức xuất hiện. Đồng thời còn có thanh âm vang vọng, phía sau thanh linh khải giáp có một đôi cánh mở rộng mang theo thanh âm trầm thấp vang vọng không gian. Một cỗ uy áp mạnh mẽ từ trên đôi cánh này truyền ra. Ngay khi công kích của Thiên Dương Vương Dương Tề Thuyên bắn tới trước người Lục Lâm Thiên thì đột nhiên Lục Lâm Thiên thoát khỏi không gian, tiếng sấm nổ vang vọng không trung. Thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện cách đó 300 trượng. Vũ linh khí phi hơn y, vũ linh khí phi hành địa cấp. Nhìn đôi cánh tràn ngập năng lượng kinh người phía sau Lục Lâm Thiên, không ít người sắc mặt đại biến. Huyễn ảnh thanh vũ, không ngờ nó lại ở bên trong này, trời cũng giúp ta rồi. Trong đám người, lúc này cũng không có ai chú ý tới có một đạo thân ảnh trong góc nhìn huyễn ảnh thanh vũ phía sau lưng Lục Lâm Thiên, trong mắt hiện lên sự tham lam cùng với kích động. Toàn thân không ngừng run rẩy. Mà khi Lục Lâm Thiên thối lui thì Thiên Dương Vương Dương Tề Thuyên vô cùng kinh ngạc, hắn không ngờ tốc độ của Lục Lâm Thiên lại nhanh như vậy. Trong nháy mắt Lục Thiếu Du thoát khỏi công kích của hắn khiến cho hắn không biết chui đầu vào đâu. Vốn hắn định dùng một chiêu giáo huấn tiểu tử không biết trời cao đất rộng này, thế nhưng không ngờ công kích của hắn lại thất bại, hắn làm sao có thể chịu nổi được. Thiên Dương Diệt Hồn Trưởng. Một tiếng quát từ trong miệng Thiên Dương Vương truyền ra. Chân khí trong cơ thể bạo phát dẫn dắt năng lượng bàng bạc trong thiên địa, trong nháy mắt hội tụ tạo thành một đạo trưởng ấn khổng lồ trên không trung. Trên trưởng ấn có một cỗ uy áp linh hồn vô cùng đáng sợ tràn ra. Trưởng ấn xoát hiện, giống như mặt trời màu đỏ mọc lên từ phía đông, vô cùng chói mắt, soi sáng sân rộng. Người thực lực thấp lúc này không dám nhìn thẳng vào trưởng ấn. Thanh thế kinh khủng của nó khiến cho không ít cường giả biến sắc. Vũ kỹ địa cấp sơ giai Thiên Dương Diệt Hồn Trưởng. Tuyệt chiêu của Khôn Dương đảo A. Xem ra Thiên Dương Vương này đã có sát khí, Lục Lâm Thiên này thảm rồi. Bản thân Lục Lâm Thiên này cũng muốn chết A, trêu vào ai không trêu lại trêu vào Thiên Dương Vương, tuy rằng có chút bản lĩnh thế nhưng thiếu sự bảo hộ của Linh Thiên Môn và Vân Dương Tông, ở trước mặt Thiên Dương Vương hắn không là cái gì cả. Dù sao tuổi còn quá trẻ, cánh chim chưa cứng. Ai, đáng tiếc, thiên phú vô cùng kinh khủng, thế nhưng lại quá kiêu ngạo, lần này chết chắc rồi. Đồng thời chung quanh sân rộng lúc này không ngừng có tiếng nghị luận vang lên. Đối mặt với trưởng ấn nhu mặt trời đỏ rực khổng lồ kia, Lục Lâm Thiên ngẩng đầu, hàn ý trong mắt ngày càng đậm. Thiên Dương Vương đã động sát tâm, sao hắn lại không động sát tâm cơ chứ? Ai chết ai sống còn không nhất định, dưới vũ tôn hắn đã không phải e ngại bất kỳ kẻ nào. Lục Lâm Thiên chịu chết đi, trước mặt bản vương ngươi không là cái gì cả, tất cả đều do tự bản thân ngươi muốn chết.
Thiên Dương Vương lạnh lùng quát lên một tiếng, thanh âm vang vọng khắp sân rộng. Trường ấn khổng lồ giống như một mặt trời đỏ rực bao phủ không gian đánh xuống phía dưới. Quang mang chung quanh giống như một vầng thái dương đột nhiên bạo phát. Một ít cường giả ở gần đó lúc này cũng hoảng sợ thối lui, tránh cho bị lan tới. Mà giờ phút này Lục Lâm Thiên muốn lùi cũng không còn kịp rồi. Đại bộ phận người lúc này cũng không khỏi thay Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi. Lúc này Lục Lâm Thiên mỉm cười, cũng không định lùi lại. Nhìn trường ấn khổng lồ giống như mặt trời trên không trung, hắn chậm rãi lắc đầu, cùng lúc đó trong hai tròng mắt đen kịt hiện lên sát ý. Bằng mắt thường có thể thấy được, trường ấn khổng lồ kinh khủng này trong nháy mắt mang theo lực lượng bàng bạc hung hăng đánh vào không gian chung quanh Lục Lâm Thiên. Mọi người nhìn thấy một màn kinh ngạc, Lục Lâm Thiên không ngờ lại không có hành động ngăn cản nào, cũng không né tránh, giống như là một kẻ ngây ngốc đang đứng đó vậy. Oanh! Trường ấn đánh xuống, không gian chung quanh trường ấn trực tiếp bị nghiền nát, hiện ra một cái khe không gian đen kịt. Toàn bộ không trung và sân rộng phía dưới hung hăng run rẩy một lát. Một cỗ kình khí ba động kinh khủng hóa thành một cơn lốt trong nháy mắt khuếch tán. Không ít cường giả chung quanh trực tiếp bị đẩy lùi, có vẻ vô cùng chật vật. Lúc này không ai có thời gian đi nghiên cứu công kích của trường ấn này kinh khủng tới bao nhiêu, mọi người chỉ muốn biết sốt cuộc Lục Lâm Thiên còn sống hay đã chết. Tiểu tử cuồng vọng kia chắc hẳn đã chết rồi. Tất cả cường giả nhìn thấy cảnh này đều cảm thán không thôi. Đối mặt với một kích của Thiên Dương Vương, không ngờ tiểu tử kia vẫn dám đứng đó. Không biết có thực là muốn chết hay không mà không né tránh, quả thực không khác tự sát là bao. Hừ, tự mình gây nghiệt thì không thể sống. Trong Thiên Vân Đảo, Kiếm Linh Vương có chút vui vẻ, tiểu tử này không ngờ lại dám đứng tại chỗ, hẳn là chết chắc rồi. Đồng thời Đạm Đài Tuyết Phi, Tử Yên, Lam Thập Tam cũng nhìn vào trong không gian hỗn loạn kia, trong mắt hiện lên sự khẩn trương cùng nghi hoặc. Khẩn trương cái gì, một chút công kích đó có thể đánh chết được lão đại mới là lạ. Ngay khi Thiên Thủ Quỷ Tôn nhìn thấy cảnh này lập tức hoảng hốt, Tiểu Long lập tức trừng mắt nhìn Thiên Thủ Quỷ Tôn, hoàn toàn không thèm để ý, bởi vì nó rất hiểu thực lực của lão đại ra sao. Ngao ngao! Hai tiểu tử Bảo Nhi và Bối Nhi nhìn thấy Lục Lâm Thiên bị công kích kinh khủng bao phủ, trong đôi mắt nhỏ có chút khẩn trương. Tiểu tử này quả thực là muốn chết, không ngờ lại đứng tại chỗ. Trong chớp mắt Thiên Dương Vương cũng cười, tiểu tử này không ngờ lại dám đứng tại chỗ. Hắn không biết Thiên Dương Diệt Hồn Trưởng của mình kinh khủng ra sao. Cho dù là Vũ Tôn Nhất Trọng gặp phải công kích này cũng không dám sơ ý. Phanh phanh! Ngay khi Thiên Dương Vương âm thầm cười nhạt thì không gian như nổ tung, gợn sóng trong không gian không ngừng lan tràn. Một đạo thân ảnh màu xanh mang theo tiếng sấm ì ùng đột nhiên dùng một tốc độ kinh khủng bắn ra. Cuối cùng trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thân ảnh như quỷ mị này xuất hiện ở trên bầu trời, mà người này tự nhiên chính là Lục Lâm Thiên. Sao có khả năng? Cùng lúc đó, bao gồm cả Thiên Dương Vương Dương Tề Thuyên, còn có đông đảo cường giả tôn cấp có mặt đều kinh ngạc. Công kích mang tính hủy diệt như vậy, không ngờ Lục Lâm Thiên đứng tại chỗ lại không tổn hao một chút nào. Sốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Dương Tề Thuyên, trước mặt bản công tử ngươi chỉ giống như một con côn trùng, bản công tử muốn giết ngươi vô cùng dễ dàng. Lục Lâm Thiên xuất hiện, một thanh âm lạnh lẽo đột nhiên từ trong miệng hắn vang vọng ở phía chân trời. Tiếp theo, trong ánh mắt sợ hãi của mọi người, huyễn ảnh thanh vũ sau lưng Lục Lâm Thiên run lên, thân hình trong nháy mắt nhảy ra, trong tay phải có một cỗ lưu quang màu tím hiện ra, một cỗ khí tức hủy diệt, mạnh mẽ từ trong cơ thể phô thiên cái địa bạo phát ra. Trong lúc mơ hồ có tiếng sấm sét vang vọng trong thiên địa. Ầm ầm, tay phải Lục Lâm Thiên giơ lên cao rồi chụp xuống Thiên Dương Vương, tiếng sấm sét mơ hồ không ngừng vang vọng. Trong tay hắn có một đạo sấm sét giống như một đầu cự mãng tuôn ra, cỗ khí thế mạnh mẽ kia khiến cho vô số người run rẩy. Không tốt! Giờ phút này Thiên Dương Vương Dương Tề Thuyên lập tức cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo từ trong đáy lòng đang không ngừng lan tràn ra. Dưới cỗ năng lượng kinh người này, linh hồn của hắn đang run rẩy, đồng thời, vô số ánh mắt trên sân rộng cũng tức thì kinh ngạc. Siêu! Sấm sét màu tím xuất hiện, trong nháy mắt trên bầu trời có lôi vân kéo tới. Một đạo sấm sét lớn bằng cánh tay giận dữ đánh xuống. Nơi sấm sét đi qua, không gian tức thì vặn vẹo. Ầm ầm, thanh âm ì ùng quanh quẩn trên không trung, đạo sấm sét khiến cho tim đập nhanh này lập tức phá không đánh vào trên đỉnh đầu Thiên Dương Vương. Giờ phút này, Thiên Dương Vương ngẩng đầu, nhìn đạo sấm sét màu tím kia, con người bắt đầu co rút lại.
hắn có cảm giác trái tim đang đập nhanh của mình đột nhiên dừng lại, đạo sấm sét kia nhanh như thiểm điện đánh lên đỉnh đầu của hắn. Đạo chủ, cẩn thận! Trong Khôn Dương đảo, sắc mặt Không Nhận Tôn giả cùng với một cường giả tôn cấp khác lập tức đại biến. Dưới đạo sấm sét kinh khủng kia ngay cả bọn họ cũng cảm thấy kinh hãi. Siêu siêu! Hai đạo thân ảnh đồng thời lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên, sắc mặt mét theo sự hoảng hốt. Đang đơn đả độc đấu, cút ngay cho ta. Bàn Hủy thấy vậy, một cỗ khí thế bàng bạc trên người bạo phát, thân ảnh mang theo một cỗ uy thế đáng sợ hung hăng bắn về phía Không Nhận Tôn giả. Thanh thế như vậy khiến cho sắc mặt không ít cường giả hơi đổi. Mà đồng thời, trong tay Bàn Hủy lúc này mang theo một đạo yêu nguyên tinh luyện khiến cho không gian vặn vẹo đánh về phía Không Nhận Tôn giả. Bàn Vân nhảy ra thế nhưng lại bị Thiên Thủ Quỷ Tôn nhanh chân tới trước, miệng Thiên Thủ Quỷ Tôn hét lớn một tiếng. Khôn Dương đảo thì tính là cái gì, khi trước truy sát bản tôn đã nghiền không? Hiện tại đến phiên bản tôn báo thù. Tiếng quát vừa dứt, Thiên Thủ Quỷ Tôn đã đi tới trước mặt Vũ Tôn nhất trọng còn lại của Khôn Dương đảo. Tuy rằng hắn biết mình không thể đánh chết được Vũ Tôn nhất trọng kia, thế nhưng loại chuyện xuất thủ ngăn cản này cũng giúp hắn phát tiết một chút oán khí trong lòng. Mà lúc này, trong khi hai Vũ Tôn của Khôn Dương đảo xuất thủ bị Bàn Hủy và Thiên Thủ Quỷ Tôn ngăn cản thì dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người đạo sấm sét màu tím kia trong nháy mắt đánh vào trên người Thiên Dương Vương. Thiên Dương Vương trong lúc hoảng sợ bố trí một khải giáp hộ thân, trên khải giáp tràn ngập năng lượng thổ hệ, uy thế kinh người. Thế nhưng dưới đạo sấm sét này, không gian xuất hiện một cái khe màu đen, bên trong cái khe tràn ra quang mang khiến cho tim mọi người đập nhanh. Đồng thời lực lượng mạnh mẽ trên đạo sấm sét kia trực tiếp đem khải giáp quanh người Thiên Dương Vương đánh thành từng mảnh nhỏ. Bằng mắt thường cũng có thể thấy được, thân thể Thiên Dương Vương ngay khi sấm sét đánh xuống trong nháy mắt hóa thành từng mảnh nhỏ. Ngay cả hồn anh cũng không có cơ hội chạy thoát. Sấm sét dư thừa đánh vào mặt đất khiến cho mặt đất nứt nẻ, một cái hố sâu chừng nghìn trượng xuất hiện trên sân rộng. Toàn bộ sân rộng ở bên trong đạo công kích cường hãn này lay động kịch liệt. Không gian nghiền nát. Năng lượng kinh khủng tạo thành một cơn lốc khuếch tán ra cung quanh. Khi cơn lốc này khuếch tán tới trình độ nhất định thì đột nhiên dừng lại rồi lặng lẽ biến mất. Trung quan lại lâm vào tĩnh lặng. Ầm ầm. Giờ phút này Bàn Hủy và Thiên Thủ Quỷ Tôn cũng giao thủ với hai cường giả tôn cấp của Khôn Dương đảo. Thanh âm bạo liệt kinh người truyền ra, kinh khí kinh khủng giống như một cơn lốc khuếch tán, bốn đạo thân ảnh đều tự đẩy lùi, dường như không ai chiếm được tiện nghi. Ha ha, Khôn Dương đảo. Hiện tại các ngươi có thể làm gì được ta? Sau này ta sẽ tìm Khôn Dương đảo các ngươi để tính sổ. Thiên Thủ Quỷ Tôn cười ha hả một tiếng. Hơn 10 ngày trước hắn còn không thể chống lại được Vũ Tôn nhất trọng này, chỉ có thể chịu ngược đãi. Thế nhưng này hôm nay đã có thể đánh ngang tay với người này trong lòng hắn hiện tại vô cùng hả giận. Không ít người nhìn thấy Thiên Thủ Quỷ Tôn đột phá Vũ Tôn nhanh như vậy trong lòng không khỏi kinh hãi. Nhưng mà chuyện lúc này khiến cho mọi người kinh ngạc nhất chính là Lục Lâm Thiên dùng một chiêu đánh chết Thiên Dương Vương Dương Tề Thuyên. Hít! Chung quanh sân, vô số người nhìn vào cảnh tượng trước mặt không khỏi hung hăng nuốt một ngụm nước bọt rồi hít sâu một hơi. Tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ, Lục Lâm Thiên có thể dùng một chiêu đánh chết Thiên Dương Vương Vũ Vương Cửu Trọng. Thiên Dương Vương không phải là Vũ Vương Cửu Trọng bình thường. Đồng thời dưới một kích toàn lực của Thiên Dương Vương Vũ Vương Cửu Trọng Lục Lâm Thiên lại không có chút sức mẻ nào. Ngược lại còn bị Lục Thiếu Du ra tay dùng một kích đánh tan thành từng mảnh nhỏ. Trời ạ, Thiên Dương Vương Dương Tề Thuyên đã chết. Đảo chủ Khôn Dương đảo đã chết. Một chiêu bị Lục Lâm Thiên đánh chết. Toàn bộ không gian bởi vì cảnh này mà khiến cho mọi người như ngây ngốc, ánh mắt nhìn vào thân ảnh áo xanh đã thu hồi thanh linh khải giáp và hai cánh kia, trong mắt tràn ngập sự khiếp sợ. Trong nháy mắt này rốt cuộc mọi người đã hiểu rõ, Lục Lâm Thiên kiêu ngạo, vô cùng kiêu ngạo cũng không phải là không bia trời cao đất rộng mà là có thực lực tuyệt đối để kiêu ngạo. Dùng một chiêu đánh chết Thiên Dương Vương Dương Tề Thuyên, thực lực này quả thực có đủ tiền vốn để kiêu ngạo. Thật mạnh mẽ, lẽ nào là Vũ Tôn sao? Ngàn vạn lần không thể trêu vào người này. Trong lòng mọi người vô cùng khiếp sợ. Một chiêu đánh chết Thiên Dương Vương Dương Tề Thuyên khiến cho mọi người suy đoán Lục Lâm Thiên có phải đã đột phá tới cấp bậc Vũ Tôn rồi hay không. Người này dùng một chiêu đã đánh chết Thiên Dương Vương Dương Tề Thuyên mà còn có vẻ nhẹ nhàng như vậy. Xem ra người này tuyệt đối không thể tùy tiện trêu chọc. Huống chi từ tình huống vừa rồi có thể thấy, bên người Lục Lâm Thiên còn có yêu thú Bát Giai và Vũ Tôn. Lục Lâm Thiên này quả thực quá mạnh mẽ.
Đám người thiên địa các kinh hãi, thực lực của Lục Lâm Thiên hoàn toàn vượt quá dự liệu của bọn họ. Lục Lâm Thiên xuất thủ trực tiếp đánh chết Thiên Dương Vương Dương Tề Thuyên khiến cho mọi người vô cùng bất ngờ. Đám người Thiên Vân Đảo khoanh tay đứng nhìn cùng với Địa Viêm Đảo, Nguyệt Long các cùng cường giả trong các thế lực triệt để chấn động. Không ngờ lại mạnh tới mức này, ta còn cần phải thử nữa sao? Trong đám người toàn thân Lam Thập Tam run lên rồi lập tức cười khổ lắc đầu. Giờ phút này hắn giống như dã bị đả kích, mà trong ánh mắt xinh đẹp của Tử Yên cũng hiện lên sự kinh hãi, không dưới Lam Thập Tam chút nào. Đây nhất định là lực lượng của Tử Lôi Huyền Đỉnh. Trong đám người Linh Vũ Giới, ánh mắt Huyền Minh Tôn giả ngày càng lạnh lẽo, trong sự lạnh lẽo kia mang theo sự tham lam. Đảo chủ bị đánh chết rồi. Lục Lâm Thiên giết chết đảo chủ. Lúc này các trưởng lão Thiên Vân Đảo mới khôi phục tinh thần lại, đảo chủ không ngờ cứ như vậy bị đánh chết, một chiêu đã bị đánh chết. Lục Lâm Thiên, Khôn Dương Đảo ta từng hôm nay trở đi không chết không thôi với ngươi. Không nhận Tôn giả lăng không mà đứng, trong mắt không rõ là oán hận, hàn ý, bi thống hay là giận dữ. Ngũ quan vặn vẹo, ánh mắt mang theo hàn ý ngập trời nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Khôn Dương Đảo là cái dám gì? Đừng ở trước mặt trưởng môn ta mà kêu gào, nếu không phục thì cứ động thủ. Ta đảo bảo sẽ không cho một người nào của Khôn Dương Đảo các ngươi rời khỏi đây. Một tiếng hét lớn vang lên đồng thời có hai đạo thân ảnh nhảy tới bên người Lục Lâm Thiên. Hai đạo thân ảnh này một nam một nữ, nam thân hình cao ngất, vẻ mặt cương nghị, trên người mặc một bộ hoàng bào, lộ ra một cỗ khí thế bệ nghệ thiên hạ. Đôi mắt kia chỉ liếc nhìn cũng cảm nhận được cảm giác cao quý uy nghiêm. Nữ mặc một bộ y phục màu vàng, thân hình thướt tha, ngũ quan xinh xắn lại mang theo sự cao quý bẩm sinh. Loại cao quý này tới từ huyết mạch khiến cho mọi người tự nhiên không bằng. Mà khí tức của hai người này vô hình chung tạo thành một cỗ uy áp nặng nề. Là yêu thú bát giai, hai yêu thú bát giai. Bàn Hủy và Bàn Vân xuất hiện, một trái một phải đứng trước người Lục Lâm Thiên. Dưới cỗ uy thế kinh người kia lập tức có không ít cường giả cơ mặt co quắp, bởi vì vừa rồi bọn họ cũng nhìn thấy Bàn Hủy xuất thủ. Không nhận Tôn giả, đừng kêu gào ở trước mặt bản công tử. Tất cả mọi người ở đây có thể làm chứng, Dương Tề Thuyên tự mình muốn chết không liên quan tới bản công tử. Nếu như không phục thì tùy thời có thể tới tìm ta. Bản công tử và hơn 10 vạn đệ tử Phi Linh Môn tùy thời đón tiếp. Nếu như ngươi muốn động thủ ngay bây giờ thì cứ tự nhiên. Ta đảm bảo Khôn Dương Đảo các ngươi một người cũng không chạy thoát. Còn không động thủ thì lập tức câm miệng cho bản công tử. Y phục trên người Lục Lâm Thiên tung bay, thân thể lăng không chắp tay mà đứng. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía đám người trên sân rộng. Đặc biệt là đám người Nguyệt Long Các, Địa Viêm Đảo, Thần Kim Các còn có Linh Vũ Giới. Kiêu ngạo, tuyệt đối kiêu ngạo cùng bá đạo, quát tháo cường giả vũ tôn, lại là cường giả vũ tôn của Khôn Dương Đảo, trên đời này sợ rằng không có mấy người dám làm như thế. Thanh âm kiêu ngạo truyền ra, lúc này cả sân rộng vô cùng yên tĩnh, cũng chỉ có thanh âm bá đạo kiêu ngạo kia quanh quẩn trong không gian. Không ai dám hoài nghi Lục Lâm Thiên, bởi vì lúc này thanh niên áo xanh trên bầu trời kia hoàn toàn có thực lực để kiêu ngạo, bá đạo như vậy. Không nhận Tôn giả còn có vũ tôn nhất trọng của Khôn Dương Đảo cùng mười mấy trưởng lão vương cấp đều nhìn nhau. Thế nhưng nhìn vào thực lực của nhóm người Lục Lâm Thiên, hai đầu yêu thú bát giai, hơn nữa lại thêm thiên thủ quỷ tôn, lại còn thực lực bản thân của Lục Lâm Thiên, nếu như động thủ thì tuyệt đối Khôn Dương Đảo sẽ thua. Tiểu tử, đem giới chỉ của đảo chủ Khôn Dương Đảo chúng ta giao ra đây. Không nhận Tôn giả giận dữ nhìn Lục Lâm Thiên, hàn ý ngập trời lúc này cũng phải nghẹn lại. Vừa rồi xuất thủ, Nguyệt Long Các, Địa Viêm Đảo cùng Thần Kim Các không có một người nào xuất thủ cứu giúp đủ để chứng minh chuyện này. Ba sơn môn kia tuyệt đối sẽ không ra tay tương trợ, chỉ đang chờ đợi chế giễu Khôn Dương Đảo mà thôi. Bốn sơn môn liên thủ chỉ trên phương diện lợi ích chung mà thôi. Những lúc khác không động thủ với nhau đã là không tồi rồi. Nhẫn chữ vật sao, ta giết người chung quy phải có chút thù lao cho nên cái nhẫn chữ vật này ta sẽ không khách khí. Lục Lâm Thiên cầm nhẫn chữ vật của Thiên Dương Vương Dương Tề Thuyên trong tay rồi lạnh nhạt nói với Không Nhận Tôn giả. Dưới ánh mắt của Không Nhận Tôn giả, Lục Lâm Thiên đem chiếc nhẫn chữ vật trong tay trực tiếp thu vào trong nhẫn chữ vật của mình. Đây là nhẫn chữ vật của Thiên Dương Vương, đảo chủ Khôn Dương Đảo, trong nhẫn chữ vật sợ rằng có không ít thứ tốt, nói giỡn sao. Lục Thiếu Du sao có thể trả lại cơ chứ? Việc đó không giống như phong cách thường ngày của Lục Thiếu Du. Lục Lâm Thiên, ngươi sẽ chờ Khôn Dương Đảo chúng ta trả thù đi.
ngươi không chịu nổi sự trả thù của chúng ta đâu. Không nhận tôn giả tức giận nói. Thiên Dương Vương bị đánh chết, là chuyện mà ai cũng không ngờ tới. Thế nhưng đây cũng là chuyện của đôi bên. Ngay từ đầu cũng đã nói qua, một khi có tử thương thì là do bản thân mình, ta thấy việc này cũng không ngoại lệ. Không nhận tôn giả cũng không nên quá để ý. Song phương một khi động thủ, có tử thương là chuyện khó tránh khỏi. Huống chi người xuất thủ trước là Thiên Dương Vương A. Một thanh âm lạnh nhạt vang lên trên sân rộng, đám người Hỏa Vân tôn giả chậm rãi xuất hiện. Thiên Địa Các luôn không nhúng tay vào bất kỳ một chuyện nào, lẽ nào lần này Thiên Địa Các lại muốn giúp Lục Lâm Thiên sao? Không nhận tôn giả đã biết Lục Lâm Thiên hiện tại không dễ chọc cho nên tức giận lây sang Thiên Địa Các, cũng coi như tìm chút mặt mũi mà xuống thang. Thiên Địa Các ta luôn ở giữa không giúp một ai, chỉ đứng ở lập trường người xem để nói mà thôi. Huống chi trong chuyện này Thiên Địa Các ta và Lục trưởng môn có giao tình không tồi, giúp đỡ nhau cũng là hợp tình hợp lý. Nếu như không nhận tôn giả cảm thấy Thiên Địa Các chúng ta không vừa mắt thì có thể trực tiếp xuất thủ. Thiên Địa Các ta sẽ đón tiếp. Tử Yên lạnh nhạt nói, ánh mắt nhìn thẳng về phía đám người Khôn Dương Đảo. Trên dung nhan tuyệt mỹ kia lúc này mơ hồ hiện lên vẻ lạnh lùng uy nghiêm. Cho dù đứng ở trước mặt không nhận tôn giả nhưng nàng không có chút sợ hãi, né tránh nào. Lục Lâm Thiên quay đầu lại, người của Thiên Địa Các tới cũng đã sớm bị Lục Lâm Thiên phát hiện ra. Lục Thiếu Du nhìn người của Thiên Địa Các rồi gật đầu, cũng coi như chào hỏi một phen. Hay cho một Thiên Địa Các. Không nhận tôn giả nhìn mọi người, tuy rằng trong lòng tức giận ngập trời thế nhưng lý trí lại cho hắn biết, hiện tại hắn đã không thể làm gì được Lục Lâm Thiên trước mặt. Huống chi lại thêm đám người Thiên Địa Các, nếu như động thủ thì người của Khôn Dương Đảo sẽ tử thương vô số. Mặt mũi ngày hôm nay đã mất, đảo chủ Khôn Dương Đảo bị người khác dùng một chiêu đánh chết. Mặt mũi của toàn bộ Khôn Dương Đảo không còn một chút nào. Xảy ra chuyện gì vậy? Không ngờ lại vô cùng náo nhiệt a. Trên sân rộng có mấy đạo thân ảnh giống như lưu quang xuất hiện trên không trung. Phía trước chính là Phiên Hải Vương Lạc Kiến Hồng, trên người tỏa ra một cỗ khí tức bức nhân, thân hình giống như một đầu ác điểu đáp xuống sân rộng. Trong đôi mắt kia bắn ra tinh quang giống như lợi kiếm liếc nhìn đám người trong sân rộng. Cuối cùng ánh mắt nhìn vào trên người Lục Lâm Thiên. Bên người Lạc Kiến Hồng còn có hai vị cường giả tôn cấp là Vạn Linh Tôn Giả và Thiên Kiếm Tôn Giả. Hừ! Nhìn thấy Phiên Hải Vương Lạc Kiến Hồng xuất hiện, không nhận tôn giả lập tức hừ lạnh một tiếng. Hắn biết, quan hệ của Lục Lâm Thiên và Nhật Sát Các này không tồi, nếu như động thủ sợ rằng Nhật Sát Các tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lạc Lão Ca, cũng không có gì, chỉ đánh chết một Dương Tề Thuyên mà thôi. Khôn Dương Đảo đang định không bỏ qua chuyện này à? Dương Tề Thuyên chết, là ai giết? Lạc Kiến Hồng ngẩn người, từ phía xa nghe thấy động tĩnh kinh người này thế nhưng hắn thật không ngờ, Dương Tề Thuyên lại bị đánh chết. Dương Tề Thuyên kia tự mình muốn chết cho nên tiểu đệ cũng chỉ đành xuất thủ đánh chết người này. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt cười nói, thân thể từ bên trên không trung nhảy xuống sân rộng. Lục Lão Đệ, người đánh chết Dương Tề Thuyên sao? Lạc Kiến Hồng trợn mắt, thực lực của Dương Tề Thuyên hắn cũng biết. Sợ rằng một khi chân chính động thủ thì ngay cả vũ tôn nhất trọng muốn đánh chết cũng không dễ. Thế nhưng Lục Lâm Thiên lại có thể đánh chết người này khiến cho Lạc Kiến Hồng vô cùng chấn động. Quan trọng hơn là, tiểu tử Lục Lâm Thiên này sợ rằng lần này đã chọc phải tổ kiến, đánh chết Dương Tề Thuyên, Khôn Dương Đảo vì mặt mũi sợ rằng sẽ không chết không ngớt với Lục Thiếu Du. Nghe Lục Lâm Thiên nói vậy, Thiên Kiếm Tôn Giả, Vạn Linh Tôn Giả cũng trợn mắt nhìn vào Lục Lâm Thiên. Ánh mắt đã không giống với khi trước. Sau đó ánh mắt lại nhìn vào hai người Bàn Hủy, Bàn Vân, khí tức trên người hai người này trong lúc vô hình khiến cho bọn họ có chút kiêng kỵ. Yêu thú bát giai sơ kỳ. Khí tức Bàn Vân, Bàn Hủy lộ ra ngoài, đám người Thiên Kiếm Tôn Giả chỉ trong nháy mắt đã nhận ra thực lực cùng thân phận của hai người. Hai đầu yêu thú bát giai sơ kỳ, thực lực không cần phải nói cũng biết. Cỗ khí tức trên người hai đầu yêu thú này cũng không giống như yêu thú vừa mới đột phá. Người của Thiên Địa Các và Nhật Sát Các lục tục đi tới. Đám người vây xem chung quanh sân rộng lúc này cũng biết Khôn Dương Đảo ngày hôm nay sợ rằng không thể lấy lại mặt mũi. Đảo chủ bị người ta dùng một chiêu đánh chết, mặt mũi này sợ rằng muốn tìm lại cũng khó. Không nhận tôn giả lui xuống, ánh mắt như bốc hỏa nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Thế nhưng rõ ràng lúc này hắn đã bất lực, cơn tức giận trong người hóa thành hận ý, thế nhưng hắn cũng chỉ có thể nhịn xuống. Thấy vẻ mặt không nhận tôn giả, Lạc Kiến Hồng cũng biết lời của Lục Lâm Thiên là sự thực.
trong lòng không khỏi cảm thán rồi cười khổ một tiếng. Huyễn ảnh thanh vũ nhất định phải đoạt lấy, đến lúc đó hạ thủ cũng không muộn. Trong góc, một đạo thân ảnh lẩm bẩm nói, khí tức của người này thu liễm cho nên ở bên trong đám người cũng không có ai chú ý tới hắn. Sau khi hàn huyên vài câu với người của thiên địa các và nhật sát các, Lục Lâm Thiên chậm rãi tiến tới trước mặt hạp cốc lớn phía trước. Trong hạp cốc khổng lồ này không gian ngày càng mông lung. Không gian mông lung này cũng không giống như là bị sương mù bao phủ, mà là không gian mông lung trước khi giông tố đến. Một cỗ khí tức bàng bạc, thê lương mang theo sát khí từ trong đó tràn ra khiến cho từ sâu trong linh hồn chúng cường giả không khỏi lạnh lẽo, giống như ở bên trong có một đầu mãnh thú viễn cổ tồn tại vậy. Đây rốt cuộc là nơi nào, sợ rằng nơi này không bình thường chút nào. Lạc Kiến Hồng ngẩng đầu nhìn vào hạp cốc cực lớn trước mặt, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Đám người Tử Yên, Lam Thập Tam lúc này cũng không khỏi nhìn vào hạp cốc cực lớn kia, ánh mắt không ngừng lóe lên bất định. Đây hình như là nơi tiến vào duy nhất. Lục Lâm Thiên nhíu mày, từ trên lộ tuyến của địa đồ mà suy đoán, hạp cốc này có lẽ là nơi tiến vào duy nhất. Có nên đi vào hay không? Lục Lâm Thiên không ngừng phân vân, có lẽ hiện tại những người thông minh có mặt ở đây tuyệt đối sẽ không tùy ý xông loạn. Thế nhưng nơi này chỉ có một lối đi vào, chắn chắn phải đi qua hạp cốc này. Cứ chờ một chút vậy. Lục Lâm Thiên âm thầm suy nghĩ, từ khí tức bên trong hạp cốc mà đồ cổ, Lục Lâm Thiên dám chắc nơi này tuyệt đối không đơn giản, nói không chừng còn không ít thứ tốt. Mọi người đều cùng đợi. Phong ba đánh chết Thiên Dương Vương khiến cho mọi người triệt để nhớ kỹ cái tên Lục Lâm Thiên. Cũng làm mọi người nhớ kỹ thực lực của Lục Lâm Thiên, cũng không còn ai cho rằng Lục Thiếu Du là người dựa vào sự bảo vệ của Vân Dương Tông và Linh Thiên Môn mới có thể lăn lộn được cho tới bây giờ. Thực lực như vậy, đủ để chứng minh tất cả. Phong ba lắng xuống, dù sao lúc này tất cả mọi người đều đang chú ý tới hạp cốc thần bí này. Không ít người đều đang tính toán, cũng không có ai dám là kẻ đi vào trước tiên. Đám người Lục Lâm Thiên, Tử Yên, Lạc Kiến Hồng, Thiên Ưng Công Tử cũng chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi. Những người này ở cũng một chỗ cũng không có kẻ nào đuôi mù dám tiến tới trêu chọc. Ngược lại, những người ở giữa đội hình này sẽ tự động tách ra, rất sợ trêu vào Lục Lâm Thiên. Ngày thứ hai, quân Lâm Hàn của Tiêu Giao Bang và Ngân Đao Tôn Giả trong bang cũng đi tới sân rộng. Trong Tiêu Giao Bang có mấy người y phục chật vật, dường như dọc đường đi cũng không quá thuận lợi. Mấy canh giờ sau, Âm Dương Vương Giả Vị Ương cùng đám người Hàn Ngọc Tôn Giả của Thánh Linh Cốc lần nữa chạy tới, phía sau còn có không ít người. Vốn nhân số trên sân rộng lúc đám người Lục Lâm Thiên đi tới chỉ có gần ngàn người, lúc này đã tăng lên hơn 3.000, gần 4.000 người. Theo thời gian trôi qua, người tới càng lúc càng nhiều. Nhân số càng lúc càng nhiều, tiếng nghị luận trên sân rộng càng lúc càng lớn, bắt đầu có chút náo nhiệt. Từng đạo ánh mắt nhìn chăm chú vào trong hạp cốc. Tất cả đều chờ mong có một người nào đó xung phong đi đầu. Dường như lúc này mọi người đang thi lực nhẫn nại vậy. Một lúc sau, có một ít người không nhịn được nữa mà bắt đầu đứng lên. Siêu siêu. Lúc này phía trước rốt cuộc có bóng người đứng lên, mọi người ngẩng đầu nhìn về phía trước. Không biết là người của Sơn Môn nào lúc này đã không nhịn được mà đi vào bên trong, mà những người này đi vào, lập tức có không ít người đi theo. Mọi người đều như thế. Bọn họ sợ đi đầu sẽ để cho kẻ khác chiếm tiện nghi, thế nhưng nhìn thấy người khác đi vào thì lại sợ người khác chiếm được chỗ tốt. Lục Lâm Thiên vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần, cảm nhận động tĩnh phía trước, sau khi vặn lưng một cái Lục Lâm Thiên chậm rãi đứng lên. Khóe miệng nhếch lên mang theo nụ cười, rốt cuộc đã có người không nhịn được nữa. Lục trưởng môn, ngươi cũng chuẩn bị tiến vào sao? Tử Yên mở miệng nói, dung nhan tuyệt mỹ, quyến rũ động lòng người. Sợ rằng đủ để khiến cho bất luận kẻ nào nhìn vào cũng khó mà rời mắt được. Ánh mắt đảo qua người Tử Yên, Lục Lâm Thiên nở nụ cười nhợt nhạt. Tử Yên này quả thực là nữ tử tuyệt mỹ. Người có thể so sánh với nàng ở đây cũng chỉ có Đạm Đài Tuyết Phi mà thôi. Về phần Lục Tâm Đồng, tiểu ni tử này tuy rằng có dung nhan không kém hai người còn lại. Thế nhưng trên người lại có vẻ ngây ngô, không cùng một loại khí chất. Chúng ta cũng đi vào thôi. Vạn nhất bảo vật bên trong bị người ta nhanh chân đến trước thì thảm rồi. Lục Lâm Thiên cười nói với đám người Lục Tâm Đồng, Tiểu Long phía sau rồi chậm rãi đi về phía trước. Không sai, không thể để cho kẻ khác nhanh chân tới trước được. Lạc Kiến Hồng cười ha hả cũng đứng dậy đi theo. Chúng cường giả Thiên Địa Các, Thiên Ưng Lâu, Tiêu Giao Bang, Thánh Linh Cốc cùng hao đi.
trước mặt mọi người lúc này đã có không ít người tiến vào hạp gốc. Bên trong hạp gốc là một mảnh mông lung, Lục Lâm Thiên vừa tiến vào trong hạp gốc lập tức cảm nhận được một cỗ uy áp khiến cho tim hắn đập nhanh hơn. Uy áp thật mạnh mẽ. Trên mặt Lục Lâm Thiên trong nháy mắt có chút ngưng trọng, trong lòng không ngừng suy đoán, sợ rằng cho dù gặp phải cường giả vũ tôn bình thường cũng không có loại uy áp đáng sợ như thế này. Dưới cỗ uy áp này, Lục Lâm Thiên có cảm giác giống như thời gian hắn còn ở Vân Dương Tông. Khi đó hắn chỉ có thực lực vũ sư, lần đầu tiên nhìn thấy Vân Khiếu Thiên và chúng cường giả cũng có loại cảm giác như hiện tại. Loại uy áp này trực tiếp khiến cho linh hồn hắn run rẩy. Lão đại, nơi này quá kinh khủng, linh hồn của đệ trực tiếp bị áp chế. Tiểu Long quay đầu về phía Lục Lâm Thiên rồi nói. Cỗ uy áp này quá mạnh mẽ, đệ nhìn không được bao xa. Linh hồn uy áp, tất cả mọi người cẩn thận một chút. Sắc mặt Lục Lâm Thiên lập tức đại biến, Tiểu Long nhắc nhở thì hắn mới biết được, ở trong tâm thần của hắn lúc này bị uy áp ảnh hưởng. Thậm chí trong vòng 100 trượng chung quanh khó có thể cảm nhận được. Điều này khiến cho Lục Lâm Thiên kinh ngạc không ngớt, nơi này quả thực quá kỳ quái. Chúng cường giả phía sau Lục Lâm Thiên lúc này cũng cẩn thận tiến tới. Bọn họ cũng cảm giác được linh hồn mình bị uy áp cho nên không dám tiến lên quá nhanh. Cả đám tỉ mỉ quan sát cảnh vật xung quanh. Dưới khí tức nguy hiểm như vậy, bọn họ làm sao có thể sơ ý được. Nơi này quá kỳ lạ, ngay cả lực phi hành cũng bị ảnh hưởng, trọng lực bên dưới mặt đất càng lúc càng lớn. Sắc mặt Tử Yên ngưng trọng, hai hàng lông mi nhíu lại. Quang mang dưới chân chợt lóe, thế nhưng tốc độ của nàng lúc này đã bị ảnh hưởng không ít. Giống như không gian thuộc tính thổ. Lục Lâm Thiên nghe vậy cũng lập tức cảm nhận biến hóa chung quanh hạp gốc. Trong hạp gốc này mỗi một bước đi so với bình thường nặng hơn không ít. Giống như là ở dưới mặt đất có hấp lực mạnh hơn bên ngoài mấy trăm lần, điều này khiến cho Lục Lâm Thiên nghĩ tới không gian thuộc tính thổ. Không gian thuộc tính thổ của hắn cũng như vậy. Lúc này linh quang trong đầu Lục Thiếu Du chợt hiện, dường như trong nháy mắt xuất hiện không ít linh cảm. Trong hạp gốc, mọi người chậm rãi đi vào, ai cũng không dám sơ ý, một khi sơ ý chỉ có chết mà thôi. Toàn bộ hạp gốc càng đi sâu vào bên trong càng mông lung. Mọi người cẩn thận, đi sát vào nhau. Lục Lâm Thiên truyền âm nói với mọi người. Được. Mọi người cùng đáp. Thiếu chủ, nơi này sợ rằng không bình thường. Người cũng phải cẩn thận một chút. Hắc Phú truyền âm nói với Lục Lâm Thiên. Ta biết rồi Hắc Phú thúc. Lục Lâm Thiên đáp rồi cẩn thận đi về phía trước. Một lát sau, mọi người chậm rãi tiến về phía trước. Cũng không có nguy hiểm nào xảy ra trong dự đoán của mọi người. Thế nhưng lúc này mọi người đã dừng lại, trong mắt hiện lên sự nghi hoặc. Bởi vì cách đó không xa xuất hiện không ít hạp gốc nhỏ. Lão đại, chúng ta nên đi bên nào? Tiểu Long nhìn bốn phía, trong lúc nhất thời cũng không biết chọn nơi nào. Phiền phức tới rồi a. Lam Thập Tam dừng lại, sắc mặt không ngừng biến đổi. Lục lão đệ, chúng ta đi vào từ phía nào đây? Lạc Kiến Hồng suy nghĩ một chút rồi lập tức nhìn Lục Lâm Thiên hỏi. Nhất thời hắn cũng không biết đi như thế nào. Nơi này quá quỷ dị. Lục Lâm Thiên cũng phát sầu, bốn phía mông lung, tầm nhìn của hắn chỉ có mấy chục thước mà thôi. Tâm thần tỏa ra cũng chỉ dò xét được không đủ trăm mét. Lục Lâm Thiên đánh giá, trong đầu hồi tưởng tới lộ tuyến trên địa đồ. Thế nhưng hồi tưởng hồi lâu thế nhưng lại không tìm thấy gì, dường như địa đồ không đánh dấu nơi này. Cúi đầu suy nghĩ một chút, Lục Lâm Thiên nói. Chư vị, chúng ta tản ra thôi. Cơ hội cũng lớn hơn một chút. Mọi người xem thế nào. Hoặc là chúng ta cùng nhau đi, có thể nguy hiểm sẽ nhỏ đi một chút. Lục Lâm Thiên nói. Ta thấy nên tản ra thì hơn, cơ hội cũng lớn hơn một chút. Có câu nói không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con. Lạc Kiến Hồng là người thứ nhất đồng ý biện pháp này. Cũng tốt, phân ra vậy. Lam Thập Tam nói. Lập tức mọi người tán thành biện pháp này, sau đó cả đám phân tán ra. Lục Lâm Thiên lựa chọn một con đường bên trái rồi cẩn thận bước vào. Phía sau có đám người Thánh Linh Thiên Tôn, Thánh Võ Thiên Tôn đi sau phía xa. Không ai nói lời nào, dường như không muốn làm bại lộ quan hệ của hai người. Chúng ta cũng đi bên này. Trước chỗ phân nhánh, Đạm Đài Tuyết Phi sau khi quan sát một phen lập tức lựa chọn hạp cốc bên trái. Nhìn thân ảnh màu xanh cao ngất phía xa trong lòng nàng đột nhiên có chút khác lạ, ngay cả bản thân nàng cũng không biết vì sao mình lại đi tới bên trái. Lão đại, hình như phía trước là người của Linh Vũ Giới.
Đám người Lục Lâm Thiên tiến vào trong hạp gốc bên trái được một lúc thì Tiểu Long truyền âm nói. Đám người Lục Lâm Thiên và Tiểu Long lập tức dừng lại. Lúc này trước mặt mọi người, trong không gian mông lung phía trước có 9 đạo thân ảnh. Chính là người linh vũ giới. 9 người linh vũ giới dường như cũng cảm nhận được đám người Lục Lâm Thiên. Nhân mã song phương nhìn nhau, người linh vũ giới hử lạnh một tiếng rồi lại tiếp tục đi về phía trước. Cẩn thận người của linh vũ giới một chút. Lục Lâm Thiên truyền âm nói với mọi người. Đối với linh vũ giới này đương nhiên Lục Lâm Thiên lúc nào cũng phải đề phòng. Trưởng môn, người xem. Thanh âm bàn hủy vang lên. Hai bên của hạp cốc lúc này xuất hiện không ít hài cốt yêu thú, linh thú. Có hài cốt cực kỳ khổng lồ, toàn thân tỏa ra quang mang. Những yêu thú này chết như thế nào? Lục Lâm Thiên nhíu mày, hài cốt của những yêu thú, linh thú này thoạt nhìn đã tới lục giai hậu kỳ, còn có thất giai. Thế nhưng không ngờ lại bị đánh chết ở bên trong. Sợ rằng nơi này có nguy hiểm. Hơn nữa số hài cốt yêu thú, linh thú cũng không ít. Thảo nào nơi này ngay cả yêu thú và linh thú không dám tiến vào. Cạch cạch. Lúc này một tiếng cạch cạch truyền đến. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, vô số hài cốt yêu thú, linh thú rung động, trong nháy mắt đứng lên. Cẩn thận, thú cốt khôi lỗi. Ánh mắt Lục Lâm Thiên cả kinh, quanh thân lập tức xuất hiện thanh linh khải giáp. Đồng thời, đám người linh vũ giới trước mặt đã giao thủ với thú cốt khôi lỗi. Vô số cỗ khôi lỗi trong nháy mắt lao thẳng tới. Phá! Một trong nam thiên nhị tôn quát lên một tiếng, trong tay đột nhiên ngưng tụ công kích. Một đạo trưởng ấn bay thẳng về một cỗ thú cốt khôi lỗi trước mặt. Quanh trưởng ấn tràn ngập năng lượng thiên địa, cỗ khí thế này cực kỳ kinh người. Phanh phanh! Trưởng ấn đánh xuống, thú cốt khôi lỗi kia lập tức phân liệt, hóa thành một đống xương cốt. Lùi lại cho ta! Vô số thú cốt khôi lỗi đánh tới, Tiểu Long quát lớn một tiếng. Khí tức quanh người tràn ra. Vô số thú cốt khôi lỗi kia giống như vật còn sống, cảm nhận khí tức trên người Tiểu Long không ngờ lại có chút sợ hãi, chậm rãi lùi lại mấy bước. Vô số thú cốt khôi lỗi liên tục tránh khỏi đám người Lục Lâm Thiên rồi công kích đám người phía sau Lục Lâm Thiên. Thú cốt khôi lỗi, cẩn thận! Lục Lâm Thiên quay đầu nhìn về phía sau, lúc này phía sau vang lên không ít tiếng quát kinh hãi, từng đạo công kích bắt đầu bắn ra. Phanh phanh phanh! Thanh âm bạo liệt vang lên. Càng ngày càng có nhiều thú cốt khôi lỗi xuất hiện. Toàn bộ hạp cốc vang lên tràn ngập thanh âm trầm thấp vang vọng. Lão đại, đám thú cốt khôi lỗi này không dám xuất thủ với chúng ta. Đi thôi. Tiểu Long đắc ý nói. Được. Lục Lâm Thiên đáp, trong thú cốt khôi lỗi ít nhiều cũng có tàn hồn yêu thú và tàn hồn linh thú. Trên người Tiểu Long có khí tức yêu hoàng cùng linh hoàng, đối với đám thú cốt khôi lỗi này mà nói, tuyệt đối có tác dụng khắc chế mạnh mẽ. Mọi người lần lượt tụ lại một chỗ, trực tiếp đi qua hạp cốc. Chung quanh có không ít người nhìn thấy đám khôi lỗi không dám công kích đám người Lục Lâm Thiên lập tức cảm thấy kỳ quái. Thế nhưng bọn họ cũng không kỳ quái được bao lâu, cả đám đều nhanh chóng phải ứng phó với ngày càng nhiều thú cốt khôi lỗi. Ánh mắt nhìn đám người Lục Lâm Thiên mang theo sự ước ao, đố kỵ. Khoảng chừng nửa canh giờ sau, thanh âm giao thủ trầm thấp phía sau ngày càng nhỏ. Đám người Lục Lâm Thiên cũng đi qua khu vực thú cốt khôi lỗi. Phía trước dần dần trống trải, thế nhưng áp lực vô hình trong không gian này càng lúc càng lớn. Chúng ta đi ra rồi sao? Tiểu Long nói. Ngay khi thanh âm của Tiểu Long vừa dứt, đột nhiên có một tiếng xé gió vang lên. Siêu! Một đạo hỏa ảnh nóng bỏng từ phía trước đột nhiên phụt ra, tốc độ cực nhanh lưu lại một huyễn ảnh màu đỏ trên không trung. Gợn sóng trong không gian khuếch tán, giống như là xuyên thủng không gian vậy. Khi huyễn ảnh này tới gần, mọi người mới phát hiện ra đây là một đầu hỏa mãng chừng một thước mang theo năng lượng thuộc tính hỏa kinh người. Tốc độ quá nhanh, khi đầu hỏa mãng này tới gần, mọi người muốn trốn cũng không còn kịp. Cẩn thận! Lục Lâm Thiên đánh ra một đạo chảo ấn, thủ ấn trong tay được kết, chảo ấn mang theo không gian vặn vẹo bao phủ hỏa mãng. Siêu! Lúc này đầu hỏa mãng kia đột nhiên vặn vẹo vô cùng quỷ dị, sau đó trực tiếp từ trong không gian vặn vẹo nơi chảo ấn bao phủ chui ra. Lập tức há miệng cắn về phía Tiểu Long bên người Lục Lâm Thiên. Trong nháy mắt cắn vào trên cổ Tiểu Long. Cạch! Một tiếng vang thanh thúy truyền ra. Hỏa mãng này cắn thành công thế nhưng lại phát hiện ra bản thân căn bản không thể cắn xuyên qua da Tiểu Long. Cái đầu nhấc lên, trong nháy mắt hóa thành hỏa diễm nóng bỏng chui vào trong cổ Tiểu Long. Phá! Một tiếng quát khẽ vang lên, Hắc Vũ đã xuất thủ.
Một đạo chảo ấn đánh vào trên hỏa mang, không gian trực tiếp bị phong tỏa. Phanh! Hỏa mãng bị chảo ấn chụp lấy, thanh âm trầm thấp vang lên, đầu hỏa mãng này lập tức tán loạn trong chảo ấn rồi biến mất không còn tung tích. Đầu hỏa mãng này chính là do năng lượng thuộc tính hỏa ngưng tụ, mọi người cẩn thận một chút. Vẻ mặt Hắc Vũ ngưng trọng nói với mọi người. Thật là khủng khiếp, may mà lực phòng ngự của ta mạnh. Tiểu Long càng hoảng sợ, nhíu mày nói. Nhân lúc ta không chú ý đánh lén, nếu lại xảy ra lần nữa thì ta sẽ diệt nó. Được rồi, chúng ta tiếp tục đi thôi, cẩn thận một chút. Ánh mắt Lục Lâm Thiên biến ảo bất định, đầu hỏa mãng quỷ dị kia không ngờ lại có thể thoát khỏi chảo ấn của hắn. Đủ để thấy thực lực của đầu hỏa mãng này ra sao. Mà Lục Lâm Thiên cũng bất ngờ về lực phòng ngự của Tiểu Long, không ngờ bị đầu hỏa mãng kia cắn một ngụm thế nhưng hỏa mãng không thể phá vỡ lớp da của nó. Mọi người lần nữa cẩn thận đi về phía trước, chung quanh hạp gốc vô cùng hoang vắng, cảnh tượng trước mặt ngày càng mông lung. Lão đại, cẩn thận! Thanh âm Tiểu Long vang lên, lúc này giữa không trung đột nhiên xuất hiện mấy đầu hỏa mãng trực tiếp xuyên thủng không gian bắn xuống phía dưới, tốc độ cực kỳ nhanh. Siêu! Mục tiêu của một đầu hỏa mãng trong số đó chính là Lục Lâm Thiên. Tiểu Long vừa mới mở miệng, tốc độ của hỏa mãng quá nhanh, chỉ là Lục Lâm Thiên luôn luôn cảnh giác. Sau khi phát hiện đầu hỏa mãng kia đánh tới, quang mang dưới chân chợt lóe, không chút do dự nào nhảy sang một bên. Siêu! Một kích của hỏa mãng không trúng, lập tức xoay người lần nữa đánh tới. Tốc độ so với Lục Lâm Thiên còn nhanh hơn. Phá! Ánh mắt Lục Lâm Thiên lạnh lùng, liệt thiên xuất hiện trong tay. Cùng lúc đó liệt thiên xé rách gợn sóng trong không gian, một đạo chảo ấn khiến cho không gian vặn vẹo trực tiếp bao vây đầu hỏa mãng kia, đầu hỏa mãng này trực tiếp hóa thành từng mảnh nhỏ. Siêu! Cùng lúc đó, mấy đầu hỏa mãng nóng bỏng cũng bị đám người bàn hủy, bàn vân thiên thủ quỷ tôn và Hắc Vũ trực tiếp phá hủy. Ngoại trừ Hắc Vũ triệt để hủy diệt hỏa mãng ra, đám hỏa mãng bị bàn vân, bàn hủy, thiên thủ quỷ tôn hủy diệt trong nháy mắt ngưng tụ lại lần nữa đánh tới. Đám hỏa mãng này vô cùng quỷ dị, bọn chúng chính là do năng lượng thuộc tính hỏa ngưng tụ ra. Chỉ có phong tỏa không gian thì mới có thể tiêu diệt được nó, bằng không chỉ cần còn liên hệ với không gian này thì nó sẽ một lần nữa ngưng tụ, giết mãi không chết. Thanh âm của Hắc Vũ vang lên. Siêu! Hắc Vũ nói xong, hỏa mãng bị Lục Lâm Thiên đánh chết trong nháy mắt lại ngưng tụ ra. Lập tức đánh tới, khí thế so với vừa rồi còn kinh người hơn. Do năng lượng thuộc tính hỏa ngưng tụ sao? Lục Lâm Thiên lùi mấy bước, ánh mắt trầm xuống, liệt thiên trong tay đột nhiên được tu lại. Đồng thời từ trong lòng bàn tay, một vòng xoáy chân khí xuất hiện, một cỗ hấp lực tuôn ra, trong nháy mắt đem đầu hỏa mãng kia thu vào trong tay. Âm Dương Linh Vũ Quyết. Đầu hỏa mãng này bị thu vào trong tay, Lục Lâm Thiên âm thầm vận chuyển Âm Dương Linh Vũ Quyết, hỏa mãng này lập tức hóa thành năng lượng thuộc tính hỏa bàng bạc tiến vào tổng cơ thể. Năng lượng thuộc tính hỏa hùng hậu không thua chân khí của Vũ Vương nhất trọng. Siêu siêu. Tiếp theo, trong không trung lần nữa có vô số hỏa mãng bắn ra. Tới tốt. Nhận được chỗ tốt, trên mặt Lục Lâm Thiên tức thì hiện lên tiêu ý. Đám năng lượng thuộc tính hỏa này đối với người khác mà nói là phiền phức cực lớn, thế nhưng đối với hắn mà nói lại là một liều thuốc bổ. Cỗ năng lượng thuộc tính hỏa này dưới sự luyện hóa của Âm Dương Linh Vũ Quyết lập tức hóa thành chân khí tinh thuần tiến vào trong đan điền. Siêu siêu. Thân ảnh Lục Lâm Thiên nhanh như thiểm điện, song trưởng đánh ra, đồng thời từ trong lòng bàn tay xuất hiện một vòng xoáy chân khí đem từng đầu hỏa mãng do năng lượng thuộc tính hỏa ngưng tụ ra nhanh như thiểm điện thu vào trong lòng bàn tay. Phanh phanh. Thiên thủ quỷ tôn, bàn hủy, bàn vân lần thứ hai phí không ít khí lực mới đen đầu hỏa mãng trước người phá hủy triệt để. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên không ngờ có thể dễ dàng hút hỏa mãng vào trong cơ thể mà không xảy ra chuyện gì khiến cho ba người vô cùng kinh ngạc. Chúng ta đi thôi, cẩn thận một chút. Lục Lâm Thiên đi trước mở đường. Từng đạo hỏa mãng phía trước không ngừng bắn tới, đại bộ phận đều bị Lục Lâm Thiên trực tiếp hút vào trong cơ thể. Mà một bộ phận nhỏ thì bị Hắc Vũ cùng đám người bàn vân trực tiếp phá hủy trên không trung. Lục Lâm Thiên thậm chí còn thôi động không gian thuộc tính thổ bao phủ không gian tám thước chung quanh. Những hỏa mãng này một khi tiến vào bên trong không gian thuộc tính thổ thì tốc độ đột nhiên giảm đi. Lập tức bị Lục Lâm Thiên hút vào trong lòng bàn tay. Hút đám hỏa mãng bằng năng lượng thuộc tính hỏa ngày càng nhiều, chỗ tốt Lục Lâm Thiên thu được cũng càng lớn. Nửa canh giờ sau mọi người rốt cuộc cũng đi ra khỏi đoạn hạp cốc này.
lúc này không còn hỏa mãng xuất hiện, mà lúc này Lục Lâm Thiên đã hấp thu hơn 200 đầu hỏa mãng vào trong cơ thể. Trong cơ thể tức thì tràn ngập năng lượng thuộc tính hỏa. Bị âm dương linh vũ quyết luyện hóa, chỗ tốt nhận được không ít. Tất cả chuyện này đám người Bàn Vân, Bàn Hủy, Thiên Thủ Quỷ Tôn nhìn thấy, cả ba người trên đường đi cực kỳ khiếp sợ. Thủ đoạn quỷ dị như vậy đã vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Không có nữa sao? Đi ra khỏi đoạn hạp cốc này, phía trước lần nữa trở nên chật hẹp. Thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên thu lại, khóe miệng mang theo một chút tiêu ý. Hắn không ngờ tới ở trong hạp cốc này lại còn có thu hoạch như vậy. Chỗ tốt thu được cực lớn, sợ rằng so với năng lượng chân khí của Vũ Vương Cửu Trọng bình thường cũng không kém là bao. Sau khi hoàn toàn luyện hóa có lẽ thực lực của hắn sẽ tăng lên một bước nữa, quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Quay đầu lại phái sau, Lục Lâm Thiên nhíu mày, đám người phía sau bọn họ đã sớm biến mất không thấy. Có lẽ dọc đường gặp không ít cách trở cho nên cũng không có tốc độ nhanh như đám người Lục Lâm Thiên. Cẩn thận, nơi này so với hai nơi trước đó càng thêm quỷ dị. Hắc Phủ nhíu mày dường như phát hiện ra thứ gì đó. Siêu! Hắc Phủ vừa mới nói xong, trong không trung đột nhiên có một đám quang mang màu trắng đậm đặc xuất hiện. Toàn bộ không gian nhanh chóng bị quang mang màu trắng này bao phủ. Siêu siêu! Cùng lúc đó trong quang mang màu trắng hiện ra quang mang chói mắt, một cỗ linh hồn lực bàng bạc bao phủ toàn bộ không gian. Linh hồn công kích, tất cả mọi người cẩn thận. Thanh âm của Hắc Phủ lần nữa vang lên. Mọi người nhanh chóng nhìn thấy quanh người đột nhiên xuất hiện vô số điểm sáng màu trắng. Vô số điểm sáng màu trắng này giống như là những sợi tóc màu trắng, nhỏ tới mức bằng mắt thường hầu như không thể nhìn thấy được. Vô số điểm trắng này nhanh chóng phóng về phía mọi người. Siêu siêu! Từng đạo quang cháo hộ thân lập tức xuất hiện. Sắc mặt mọi người đột nhiên hoảng hốt, trong đám điểm sáng màu trắng này mang theo khí tức linh hồn cực kỳ kinh người. Phá! Sắc mặt Lục Lâm Thiên trầm xuống. Địa phương quỷ dị này nơi nào cũng có nguy hiểm, quả thực vô cùng quỷ dị. Quang mang lóe lên, Lục Lâm Thiên lần nữa bố trí không gian thuộc tính. Siêu siêu! Trong không gian thuộc tính, điểm sáng màu trắng đột nhiên chậm lại. Thế nhưng một màn ngoài dự liệu của Lục Lâm Thiên lại xuất hiện. Những điểm sáng mang theo công kích linh hồn này chỉ hơi chậm lại một chút rồi trực tiếp mang theo khí thế bàng bạc bắn về phía Lục Lâm Thiên. Ồ, không có việc gì sao? Lục Lâm Thiên kinh hãi, cự ly quá gần, Lục Lâm Thiên không thể ngăn cản, lúc này trưởng ấn trong tay hắn vung lên, trực tiếp đánh ra một đạo trưởng ấn ngăn cản. Mà lúc này vô số đạo bạch quang trực tiếp nhảy vào trong lòng bàn tay Lục Lâm Thiên, sau đó yên lặng nằm trong lòng bàn tay hắn. Dường như không mang theo lực công kích. Lục Lâm Thiên vô cùng kinh ngạc, chân khí bàng bạc mang theo năng lượng thuộc tính trong lòng bàn tay tức thì bạo phát. Bàn tay nắm chặt, năng lượng đáng sợ tràn ra. Trong nháy mắt đánh những quang mang màu trắng này thành những mảnh nhỏ. Không tốt! Lục Lâm Thiên biến sắc. Đám năng lượng màu trắng hóa thành mảnh nhỏ, Lục Lâm Thiên lập tức cảm thấy tê dại. Trong nháy mắt cảm giác tê dại này tràn ngập toàn thân hắn, những năng lượng quỷ dị kia trực tiếp chui vào trong không gian trong đầu hắn, dũng mãnh tiến vào trong không gian linh hồn. Siêu! Trong lúc nguy cấp, Lục Lâm Thiên lập tức định xuất thủ ngăn cản. Thế nhưng kim đao màu vàng trong đầu lập tức xuất hiện, kim quang tràn ra, trên thân đao có một cỗ hấp lực lớn lập tức đem cỗ linh hồn lực bàng bạc này thôn phệ sạch sẽ. Siêu! Hầu như cùng lúc đó, từng đạo năng lượng linh hồn giống như sợi tóc đột nhiên tiếp tục đánh về phía Lục Lâm Thiên. Kim đao màu vàng có phản ứng, Lục Lâm Thiên nhướng mày lập tức mặc kệ, tùy ý để những năng lượng linh hồn quỷ dị này tiến vào trong cơ thể mình. Chỉ cần đám năng lượng linh hồn quỷ dị kia tiến vào trong đầu thì sẽ lập tức bị kim đao màu vàng thôn phệ. Tất cả đi theo phía sau ta. Lục Lâm Thiên quay đầu nhìn về phía mọi người phía sau rồi trầm giọng nói. Lúc này hắn hoàn toàn không có ý tứ ngăn cản những năng lượng linh hồn quỷ dị kia. Sắc mặt Thiên Sí Tuyết Sư lúc này có chút trắng bệch, dường như đã bị một chút ảnh hưởng, cho nên Lục Thiếu Du lập tức đem Thiên Sí Tuyết Sư bảo hộ đằng sau. Lúc này sắc mặt mọi người vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Càng nhìn Lục Lâm Thiên thì mọi người lại càng kinh ngạc, sau đó vội vã đi tới gần Lục Thiếu Du. Từng đạo năng lượng linh hồn hùng hậu giống như sợi tóc không ngừng cuồn cuộn tiến vào trong cơ thể Lục Lâm Thiên rồi lập tức bị kim đao màu vàng không ngừng hấp thu. Tới cuối cùng không biết là đám năng lượng linh hồn này công kích Lục Lâm Thiên hay là kim đao màu vàng chủ động hấp thu thôn phệ đám năng lượng linh hồn này.
Trước người Lục Lâm Thiên lúc này không ngừng có năng lượng linh hồn như sợi tóc tiến vào trong cơ thể Lục Lâm Thiên. Năng lượng linh hồn kinh khủng hóa thành một vòng xoáy, uy áp từ bên trong vòng xoáy tràn ra khiến cho đám người như hoa, Lục Tâm Đồng, Thiên Thủ Quỷ Tôn cảm thấy chấn động cùng với áp lực. Thế nhưng vẻ mặt Lục Thiếu Du lại vô cùng tự nhiên, dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng một chút nào. Chuyện này khiến cho Hắc Vũ vô cùng nghi hoặc, cực kỳ hiếu kỳ nhìn Lục Lâm Thiên. Có Lục Lâm Thiên đi phía trước, đám năng lượng linh hồn kinh khủng này hoàn toàn bị Lục Lâm Thiên dẫn dắt, mọi người ở phía sau lưng Lục Thiếu Du bình yên vô sự. Lục Lâm Thiên không tổn thương một sợi tóc nào, thế nhưng trong lòng hắn lúc này cũng vô cùng khiếp sợ. Lực công kích của đám năng lượng linh hồn này tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Chỉ sợ cho dù là cường giả vương cấp muốn thông qua được cửa này cũng phải trả một cái giá lớn. Siêu! Cứ như vậy kéo dài nửa canh giờ, hạp cốc chật hẹp dần dần trở nên rộng rãi. Phía trước xuất hiện một sơn cốc trống trải. Đám năng lượng linh hồn cuồn cuộn trong không gian đột nhiên biến mất vô cùng kỳ dị. Siêu! Trên kim đao màu vàng phát ra một tiếng nổ mạnh rồi lập tức trở về tiếp tục xoay quanh tiểu hồn anh. Vừa rồi thôn phệ dường như nó cũng không quá thỏa mãn cho nên cũng không có bao nhiêu biến hóa. Nhưng trong đám linh hồn lực kia cũng có một số lượng nhỏ bị tiểu hồn anh và đại hồn anh hấp thu. Rốt cuộc cũng thoát khỏi. Tiểu Long chớp mắt rồi hít sâu một hơi. Nguy hiểm dọc đường đi khiến cho nó không dám sơ ý nữa. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn về phía trước. Lúc này đám người Lục Lâm Thiên vừa rời khỏi hạp cốc, mà phía trước là một sơn cốc càng thêm mông lung. Phanh phanh. Khi thanh âm của Tiểu Long vừa dứt, một đám thanh âm trầm thấp bạo liệt từ sơn cốc phía trước truyền tới. Hình như có người đang giao thủ. Hắc Vũ nhíu mày, trong mọi người lúc này cũng chỉ có tâm thần Hắc Vũ cảm nhận được xa nhất. Lẽ nào còn có người tới sớm hơn chút ta sao? Thiên Thủ Quỷ Tôn nhếch miệng nói. Đi xem một chút, dù sao đi nữa chúng ta cũng phải tiến về phía trước. Lục Lâm Thiên nói xong mọi người chậm rãi tiến về phía trước. Lúc này ở bên trước nơi nhập cốc không ngờ có không ít hạp cốc, dường như có liên quan tới hạp cốc ở bên ngoài. Xem ra người ở bên trong sơn cốc chính là người từ bên trong hạp cốc đi ra. Trong sơn cốc là một mảnh mông lung, đám người Lục Lâm Thiên, Tiểu Long, Lục Tâm Đồng cũng không vội vã tiến vào trong sương mù mà ở bên ngoài tỉ mỉ nghe thanh âm phát ra từ bên trong. Bảo Nhi và Bối Nhi dưới sự bảo hộ của phụ mẫu cũng không bị bất luận một chút thương tổn nào. Hai tiểu tử này dùng tu vi của chúng nó đem chúng nó đi vào trong nơi hung hiểm như vậy cũng coi như để chúng nó kiến thức một chút. Đôi mắt nhỏ đáng yêu kia không ngừng chuyển động, vẫn luôn nhìn chăm chú chung quanh. Đúng là có người đang giao thủ. Bàn Hủy nói. Lúc chúng ta đi vào phải cẩn thận một chút. Trong mắt Lục Lâm Thiên hiện lên sự ngưng trọng, lập tức dẫn mọi người tiến vào trong sơn cốc. Tiến vào trong sơn cốc, tầm nhìn càng thêm ngắn. Chỉ có thể nhìn rõ phía trước cách đó 30 thước. Tâm thần cũng không thể dò xét ra xa. Điều này khiến cho trong lòng mọi người vô cùng ngưng trọng. Dưới loại điều kiện này, nếu như bị người khác đánh lén thì nhất định sẽ phải chết. Phanh phanh. Cách đó không xa vang lên thanh âm bạo liệt trầm thấp. Tỉnh lại cho ta. Một tiếng kêu vang lên, giống như là tiếng sấm nổ mạnh. Thanh âm này rơi vào trong tay giống như là thanh âm của tự nhiên khiến cho mọi người nghe vào cực kỳ hưởng thụ. Trong lòng yên tĩnh. Tử Yên, người thiên địa các. Lục Lâm Thiên nhìn về phía trước. Lúc này ở trước mặt đám người Lục Lâm Thiên xuất hiện hơn chục thân ảnh, chính là người của thiên địa các và Tử Yên. Tử Yên cô nương, tốc độ của các người quả thực rất nhanh a. Nhìn thấy người thiên địa các, trong lòng Lục Lâm Thiên cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút, lập tức bước lên phía trước. Lục trưởng môn, cẩn thận. Tử Yên quát lớn một tiếng. Trong nháy mắt Lục Lâm Thiên nhíu mày, bởi vì trước người hắn đột nhiên có một đạo thân ảnh nhảy ra. Một nắm tay cực lớn mang theo chân khí màu vàng ngưng tụ, hung hăng đánh về phía Lục Lâm Thiên. Nắm tay ẩn chứa kình phong cường hãn trực tiếp xé rách không khí mang theo một cỗ kình khí vô hình trực tiếp tạo thành một vết sâu trong không gian. Trưởng lão thiên địa các sao? Lục Lâm Thiên cả kinh, người này không ngờ lại là một trưởng lão vũ vương tứ trọng của thiên địa các. Cảm nhận tiếng xé gió trước mặt. Sắc mặt Lục Lâm Thiên biến đổi, cánh tay đột nhiên vung lên, cuối cùng ngạnh kháng va chạm với quyền ấn giữa không trung. Phanh phanh, tiếng trầm muộn vang lên, kình khí mạnh mẽ trên quyền ấn khiến cho không gian trực tiếp vỡ nát. Kình khí vô hình phô thiên cái địa bạo phát ra. Phanh, trưởng lão của thiên địa các kia lập tức bị đánh bay về phía sau,
thân thể nặng nề đập vào mặt đất cách đó 10 thước. Ánh mắt Lục Lâm Thiên lập tức nhìn về phía trước, lúc này hắn mới nhìn thấy, hai mắt của trưởng lão Vũ Vương tứ trọng kia đỏ rực, khí tức trên người cực kỳ không bình thường. Siêu! Thân ảnh Diệu Linh Tôn giả trong nháy mắt đi tới bên người Vũ Vương tứ trọng kia. Trong tay đánh ra mấy đạo chỉ ấn lên đỉnh đầu người này. Hai mắt đỏ rực của Vũ Vương tứ trọng kia lúc này mới chậm rãi chuyển thành mơ hồ, dường như không biết chuyện gì vừa mới xảy ra. Lục trưởng môn, trong không gian này có một loại tác dụng đặc thù, có thể trực tiếp áp chế linh hồn, vô thanh vô tức khiến cho linh hồn bị áp chế suy yếu. Nếu như linh hồn mà yếu một chút thì sẽ rơi vào trong ảo cảnh, sau đó sẽ bị năng lượng quỷ dị trong này khống chế, đến lúc đó sẽ không phân biệt được địch ta, ra tay đánh chết đồng bạn. Tử Yên đi tới bên người Lục Lâm Thiên, vẻ mặt ngưng trọng nói. Nghe Tử Yên nói vậy, mọi người cũng nhìn thấy dáng vẻ của trưởng lão thiên địa các kia, trong lòng mọi người run rẩy. Lập tức kiểm tra linh hồn lực của mình, vô thanh vô tức khiến cho linh hồn suy yếu rồi áp chế, quả thực quá kinh khủng. Ồ, vì sao ta không bị ảnh hưởng? Lục Tâm Đồng nghi hoặc nói. Ta cũng không bị ảnh hưởng một chút nào. Thiên Sĩ Tuyết Sư nói. Sau khi kiểm tra linh hồn một phen, nó cũng không nhận ra một chút ảnh hưởng nào. Lục Lâm Thiên kiểm tra linh hồn lực của mình, linh hồn lực của hắn cũng không có suy yếu và bị áp chế. Điều này quả thực vô cùng kỳ quái, ngay cả Thiên Sĩ Tuyết Sư cũng không bị ảnh hưởng thì càng kỳ quái. Các người không bị ảnh hưởng một chút nào sao? Tử Yên cực kỳ nghi hoặc nhìn đám người Lục Lâm Thiên. Nhìn thấy đám người Lục Lâm Thiên không có ai bị ảnh hưởng, sắc mặt nàng vô cùng kinh ngạc. Đám người bọn họ, bao gồm cả cường giả tôn cấp đều đã bị ảnh hưởng. Hình như không có một chút ảnh hưởng nào. Thiên thủ quỷ tôn cũng khẽ lắc đầu, một chút ảnh hưởng cũng có. Chẳng lẽ là tác dụng của diễn linh thánh quả? Lục Lâm Thiên nghi hoặc một lúc, mọi người cạnh hắn cũng không có ai bị ảnh hưởng. Chuyện này vô cùng kỳ quái, thế nhưng nếu suy nghĩ kỹ, tất cả mọi người đều đã dùng qua diễn linh thánh quả, mà diễn linh thánh quả này có tác dụng đề cao tâm cảnh cực lớn. Nơi quỷ dị này có thể khiến cho người khác rơi vào trong ảo cảnh sợ rằng cũng là bởi vì tác dụng diễn linh thánh quả cho nên mọi người bên cạnh Lục Lâm Thiên mới không bị ảnh hưởng. Nhìn thấy đám người Lục Lâm Thiên không bị một chút ảnh hưởng nào, Diệu Linh Tôn giả, Hỏa Vân Tôn giả, Phục Yêu Tôn giả cùng với người của thiên địa các vô cùng nghi hoặc, dường như không giải thích được nguyên do chuyện này. Tất cả trưởng lão phải cẩn thận, đi tới phạm vi chung quanh ta. Đám người Diệu Linh Tôn giả nghi hoặc một lát rồi lập tức kết thủ ấn, một đạo quang cháo bằng linh hồn bàng bạc lập tức bao phủ phạm vi hơn 10 thước. Tất cả các trưởng lão huyền cấp của thiên địa các lập tức tiến vào bên trong. Dưới sự bảo hộ của Diệu Linh Tôn giả, những cường giả vương cấp này cũng không bị ảnh hưởng lần nữa. Thế nhưng dường như áp lực trên người Diệu Linh Tôn giả đã gia tăng không ít. Lục trưởng môn, dọc đường đi các ngươi có gặp phải nguy hiểm gì không? Tử Yên nhìn Lục Lâm Thiên rồi nói, mọi người tiếp tục đi về phía trước, một đường vô cùng cẩn thận, không dám sơ ý một chút nào. Nơi này quả thực mỗi một bước đều có nguy hiểm. Lục Lâm Thiên đem nguy hiểm dọc đường đi kể lại đại khái cho mọi người một lần, sau đó từ trong miệng Tử Yên cũng biết được, dọc đường đi các nàng cũng gặp phải không ít nguy hiểm, vô cùng khó khăn mới tới được đây. Càng tiến vào sâu, lực áp chế đám người thiên địa các dường như càng lớn. Tử Yên, Lam Thập Tam còn có Phục Yêu Tôn giả, Hỏa Vân Tôn giả đều phải nhanh chóng bố trí hộ thân cương khí. Trong không gian này mặt đất gồ ghề, mà lúc này Lục Lâm Thiên cảm thấy đầu mình có chút mê muội, đồng thời Lục Lâm Thiên cũng nhận thấy được có một cỗ lực lượng áp chế vô hình đang thẩm thấu vào trong đầu hắn, tiến về phía linh hồn của hắn. Ồ! Lúc này Lục Lâm Thiên lại kinh ngạc phát hiện ra một chuyện, ngay khi cỗ lực lượng vô hình này tiến vào trong đầu thì trên kim đao màu vàng trong nháy mắt bắn ra một cỗ quang mang màu vàng nhàn nhạt. Dưới cỗ quang mang màu vàng nhàn nhạt này, cỗ lực lượng vô hình bên ngoài kia lập tức giống như gặp quỷ, nhanh chóng thối lui, không dám kéo về phía trước. Đối với tác dụng của kim đao màu vàng, Lục Lâm Thiên kinh ngạc một lát rồi lập tức cảm thấy bình thường. Kim đao màu vàng này không biết là vật gì, thế nhưng không gian trong đầu Lục Lâm Thiên lại giống như lãnh địa tư nhân của nó. Ngoại trừ linh hồn lực ra, tất cả những thứ có ảnh hưởng tới linh hồn lực của hắn tuyệt đối không thể tiến tới. Chỉ tiếc hiện tại hắn chỉ có tu vi linh vương bát trọng, cũng không thể lay động tới kim đao màu vàng này. Thế nhưng kim đao màu vàng này cũng đã cứu hắn mấy lần. Đây rốt cuộc là địa phương quỷ dị gì? Lục Lâm Thiên nhíu mày,
cỗ lực lượng áp chế linh hồn quỷ dị này dường như càng ngày càng mạnh. Ngao! Một tiếng gầm gừ trong nháy mắt truyền tới. Đồng thời một đầu yêu thú lớn từ trong không gian mông lung giống như một ngọn núi lớn bước ra rồi giống lên một tiếng. Bàn chân giống như một thạch trụ trực tiếp đạp về phía mọi người. Trong nháy mắt mặt đất rung chuyển. Có yêu thú, cẩn thận. Sắc mặt Hỏa Vân Tôn giả trầm xuống, chân khí thuộc tính hỏa trên người phô thiên cái địa bạo phát. Thanh âm vừa dứt, cánh tay giương lên, một đạo quyền ấn hóa thành quang mang đỏ rực giống như thiểm điện bắn ra. Quyền ấn ẩn chứa năng lượng cuồng bạo đáng sợ khiến cho toàn bộ không gian run rẩy nhanh chóng bắn về phía cái chân kia. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đạo quyền ấn nóng bỏng này mang theo quang mang hỏa diễm giống như vẫn thạch ầm ầm đánh vào trên cái chân to lớn của yêu thú. Cả không gian lập tức khẽ run rẩy, một cỗ quang mang chói mắt từ trong lòng bàn chân yêu thú bắn ra. Ngao! Yêu thú kia kêu lên một tiếng thảm thiết, ngay sau đó một thanh âm bạo liệt giống như tiếng sấm trực tiếp vang vọng. Thanh âm bạo liệt giống như tiếng sấm vang vọng trong không trung. Phanh! Trong bầu trời, quyền ấn, trường ấn trong nháy mắt bạo phát. Bàn chân to lớn của đầu yêu thú kia trong nháy mắt hóa thành huyết vụ rơi xuống. Bị một quyền của Hỏa Vân Tôn giả đánh thành từng mảnh nhỏ, mà thân thể to lớn cũng ầm ầm rơi xuống mặt đất. Giống! Đồng thời, một đầu cự mãng màu trắng mang theo một cái miệng dữ tợn xuất hiện. Cái miệng này đường kính chỉ sợ cũng rộng chừng 5-6 chục thước. Trong nháy mắt từ phía sau đám người Lục Lâm Thiên nhảy ra, tâm thần của mọi người bị áp chế cho nên không ngờ bị nó vô thanh vô tức tiếp cận ở phía sau. Cự mãng màu trắng vừa mới xuất hiện, đang muốn cắn về phía Tiểu Long bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Dưới ánh mắt của Tiểu Long, trong ánh mắt đỏ rực của cự mãng kia hiện lên sự hoảng sợ, sau đó lập tức chuyển hướng cắn về phía Lục Tâm Đồng. Cẩn thận! Bàn Hủy hét lớn một tiếng, thân hình lập tức lao ra. Lúc đầu cự mãng màu trắng này xuất hiện hắn cũng đã cảm nhận ra. Yêu nguyên trên người bạo phát, một đạo quyền ấn mang theo năng lượng cực kỳ kinh khủng giống như một cơn lốc bắn ra. Quyền ấn trong nháy mắt bao phủ không gian. Phanh! Một quyền này mang theo kình khí kinh khủng bắn tới trước người cự mãng màu trắng. Thân hình đầu cự mãng màu trắng kia lập tức quay lại, dường như khí tức của Tiểu Long vừa rồi khiến cho nó khôi phục lại một chút lý trí. Cái đuôi khổng lồ trong không gian mông lung rút ra. Có thể thấy được trên lân phiến màu trắng của nó không ngừng tràn ra quang mang. Cái đuôi lớn hung hăng quất về phía Bàn Hủy, dưới cỗ uy thế kinh người kia, cái đuôi trực tiếp xuyên thủng qua không gian. Là khí tức linh thú bát giai. Trong chớp mắt này mọi người lập tức cảm nhận được khí tức trên người cự mãng. Cảm nhận cỗ khí tức trên người cự mãng, cả đám vô cùng khiếp sợ. Nơi này không ngờ lại có linh thú bát giai tồn tại. Sắc mặt Bàn Hủy trầm xuống. Trong nháy mắt đánh ra một quyền, quyền ấn xẹt qua không gian nặng nề đánh vào trên cái đuôi lớn của cự mãng. Phanh! Hai cỗ lực lượng mạnh mẽ va chạm trong không gian mông lung, thanh âm trầm thấp bạo liệt vang lên. Kinh khí vô biên hóa thành một cơn lốc khuếch tán ra bốn phía. Thân hình Bàn Hủy không ngờ lại bị đẩy lùi, cái đuôi lớn của cự mãng cũng bị đánh văng ra. Đuôi rụng phải hạp cốc hai bên khiến cho cả hạp cốc giống như sơn băng địa liệt, từng cái khe xuất hiện, mặt đất nứt nẻ. Dưới cỗ năng lượng cùng kinh khí kinh khủng này, tất cả mọi người vô cùng khiếp sợ. Growl growl. Cự mãng màu trắng chịu thiệt thòi kêu lên một tiếng thảm thiết rồi lập tức quay đầu lại nhìn về phía mọi người, thân ảnh trong nháy mắt chạy vào trong không gian mông lung rồi biến mất không thấy. Là Long Linh Mãng Viễn Cổ. Sắc mặt Bàn Vân trầm xuống, nhìn đầu cự mãng đang nhanh chóng chạy thoát kia, sắc mặt nàng vô cùng kinh ngạc. Bàn Vân tẩu, tẩu biết đầu linh thú kia sao? Lục Lâm Thiên nhíu mày lập tức truyền âm hỏi Bàn Vân. Thực lực của linh thú vừa rồi dường như không dưới Bàn Hủy. Chỉ vì thân là linh thú lực lượng công kích của bản thể yếu hơn Bàn Hủy không ít. Thế nhưng vừa rồi có lẽ cũng không phải là toàn bộ thực lực của đầu cự mãng màu trắng kia. Trưởng môn, đó là Long Linh Mãng Viễn Cổ. Đây chính là linh vương trong không gian này. Vốn hắn cũng có không ít ân oán với chúng ta, số lần giao thủ cũng không ít, không ai làm gì được ai. Thế nhưng ta và Bàn Hủy liên thủ có thể chiếm được một chút tiện nghi. Mấy trăm năm trước đầu Long Linh Mãng Viễn Cổ này xông vào trong cấm địa rồi từ đó chưa từng đi ra. Ta cho rằng hắn đã chết, không ngờ vẫn còn sống cho tới tận bây giờ. Bàn Vân truyền âm nói với Lục Lâm Thiên. Linh vương trong không gian này, Long Linh Mãng Viễn Cổ sao? Lâm Thiên nhíu mày, đây là một loại linh thú có huyết mạch cực cao. Có người nói bên ngoài đã tuyệt chủng.
Thông thường một số chủng loại nghịch thiên thì số lượng sinh ra sẽ bị thiên địa áp chế. Long linh mãng viễn cổ này cũng được thiên linh lục nhắc qua một chút. Thế nhưng khi trước ở trên Vân Dương Tông, Lục Lâm Thiên đã đọc qua không ít giã sử, trong đó cũng nhắc tới long linh mãng viễn cổ này. Long linh mãng viễn cổ ở trên phương diện linh hồn công kích cực kỳ cường hãn. Nghe đồn thậm chí còn có huyết mạch long tộc hỗn hợp. Đây chính là cường giả trong đám linh thú viễn cổ. Trên phương diện huyết mạch mà nói so với thị huyết linh phong còn cao hơn một chút. Chỉ là thiên phú thì không biết loài nào cao hơn. Vừa rồi hình như là long linh mãng viễn cổ. Bàn hủy đẩy lùi long linh mãng viễn cổ lập tức nghi hoặc nói. Không ngờ nơi này còn có linh thú viễn cổ tồn tại. Không biết không gian này đã tồn tại bao nhiêu vạn năm rồi. Tử Yên nhìn chăm chú vào phương hướng long linh mãng viễn cổ đào tẩu, vẻ mặt nghi hoặc nói. Đầu long linh mãng viễn cổ này dường như đã bị khống chế, có lẽ đã sớm mất đi sự tự chủ. Thế nhưng sao vừa rồi lại chạy trốn, điều này quả thực quá kỳ quái. Có lẽ linh thú bát giai còn chưa hoàn toàn bị khống chế. Chúng ta tiếp tục đi thôi, nơi này không biết còn có bao nhiêu yêu thú, linh thú bị khống chế. Động tĩnh vừa rồi sợ rằng sẽ càng dẫn thêm nhiều yêu thú linh thú tới đây. Lục Lâm Thiên nói, mọi người tiếp tục đi thôi. Hỏa Vân Tôn giả đem yêu đan của yêu thú thất giai trung kỳ vừa bị đánh chết thu vào trong nhẫn chữ vật rồi nói. Mọi người tiếp tục đi về phía trước, bị yêu thú cùng linh thú công kích cho nên mọi người càng không dám sơ ý. Trong không gian quỷ dị, đám người Lục Lâm Thiên, Tiểu Long, Lục Tâm Đồng, Tử Yên, Lam Thập Tam đều cẩn thận đi về phía trước. Ánh mắt luôn chú ý chung quanh, hai lỗ tai thi thoảng nghe thấy tiếng giống của yêu thú, linh thú. Ở trong nơi quỷ dị này tuy rằng tầm nhìn của mọi người có hạn, thế nhưng tất cả đều có thể cảm giác được địa thế càng lúc càng rộng. Siêu! Trong lúc mọi người cẩn thận đi về phía trước thì có một đạo quang mang màu trắng đột nhiên từ trên cao giáng xuống. Không gian trong nháy mắt run rẩy, khí tức mạnh mẽ không thể địch nổi lập tức bao phủ Lục Lâm Thiên, đạo quang mang màu trắng này trực tiếp đánh về phía Lục Lâm Thiên đang dẫn đầu. Ánh mắt Lục Lâm Thiên đảo qua. Trước mắt hắn không ngờ lại là một đầu yêu thú phi hành khổng lồ. Dưới cỗ uy thế kinh người kia, không gian giống như bị nghiền nát, từ khí tức có thể nhận ra yêu thú phi hành này tuyệt đối đã đạt tới thất giai trung kỳ. Vẻ mặt trầm xuống, quang mang màu vàng quanh người Lục Lâm Thiên trong nháy mắt tràn ngập. Trực tiếp bố trí không gian thuộc tính thổ ngăn cản đầu yêu thú phi hành kia. Ngao! Đồng thời huyết lục xuất hiện trong tay Lục Lâm Thiên. Huyết lục chém ra một đao mang theo thanh âm giống như rồng ngâm. Một tiếng phụt vang lên, đao mang của huyết lục trực tiếp đem gợn sóng trong không gian cắt vỡ tạo thành một cái khe đen kịt trong không trung. Đầu yêu thú kia đang đánh xuống nghe thấy tiếng long ngâm trên huyết lục, lại bị không gian thuộc tính thổ ảnh hưởng, dưới tình huống trở tay không kịp lập tức bị một đao của Lục Lâm Thiên chém bay đầu. Cái đầu lớn kia lập tức từ trên không trung rơi xuống. Thân một nơi đầu một chỗ, một đao chém đứt. Yêu thú này rơi xuống mặt đất, sinh cơ trên người hư vô. Đám người Tử Yên, Lam Thập Tam, Hỏa Vân Tôn giả tuy rằng đã sớm chứng kiến Lục Lâm Thiên giết Thiên Dương Vương Dương Tề Thuyên, thế nhưng lúc này nhìn thấy cảnh này trong lòng không nhịn được mà khiếp sợ. Đầu yêu thú thất giai này cũng đã đạt tới thất giai trung kỳ, không ngờ lại bị một đao hời hợt của Lục Lâm Thiên đánh chết. Trong nháy mắt Lục Lâm Thiên đem một khỏa yên đan thất giai trung kỳ thu vào trong nhẫn chữ vật. Dù sao yêu đan của yêu thú thất giai trung kỳ cũng không thể lãng phí. Ngao! Giống! Lúc này chung quanh trong nháy mắt vang lên không ít tiếng thú minh, dường như nghe thấy động tĩnh bên này cho nên bị hấp dẫn tới. Đi mau, có không ít yêu thú cùng linh thú đang tới. Bị đám yêu thú, linh thú không muốn sống này vây quanh, một khi tiêu không còn thì sẽ là tử kỳ của chúng ta. Hỏa Vân Tôn giả nói, đồng thời nhanh chóng đẩy nhanh tốc độ rời đi. Mọi người cũng vội vã rời đi, Lục Lâm Thiên cũng không dám dừng lại, nhưng mà ở bên trong không gian này nếu như muốn chạy nhanh hơn thì số lượng chân khí tiêu hao so với bình thường gấp mấy lần. Ngay cả thi triển công kích cũng tiêu hao nhiều hơn không ít. Cho nên một khi bị đám yêu thú, linh thú không muốn sống này bao vây. Một khi tiêu hao quá nhiều thì cũng tương đương với việc tự kéo bản thân mình vào hiểm cảnh. Nơi này nói không chừng sẽ gặp phải nguy hiểm cực lớn khác. Còn có thể phải đối mặt với sự ám toán của những người khác. Mọi người đẩy nhanh tốc độ, khi cảm thấy động tĩnh của yêu thú và linh thú mọi người liền thay đổi phương hướng. Cũng không phải là mọi người e ngại đám linh thú, yêu thú này. Mà là những yêu thú,
linh thú này đều đã bị khống chế, cả đám đều không sợ chết. Nếu bị một đám vây quanh thì sẽ vô cùng thảm. Trước mặt mọi người đột nhiên xuất hiện một ngọn núi này cũng không quá mức khổng lồ thế nhưng lại cao vót không nhìn thấy đỉnh ở bên trong không gian mông lung này. Dưới ngọn núi hiện tại có hơn chục đầu yêu thú đang đi qua đi lại, từ khí tức có thể nhận thấy, đám yêu thú này thấp nhất cũng là yêu thú lục giai hậu kỳ đỉnh phong. Hơn phân nửa đều là yêu thú thất giai. Lúc này trong không gian mông lung vốn mơ hồ dường như đã trở nên rõ ràng hơn không ít. Tầm nhìn đã tăng lên, ánh mắt có thể nhìn về phía xa. Đám yêu thú, linh thú này không ngừng đi qua đi lại, hai mắt đỏ rực vô cùng dữ tợn. Trong đôi mắt tràn ngập sự điên cuồng, thế nhưng đám yêu thú cùng linh thú này cũng còn chưa tới mứ chỉ biết chém giết. Siêu siêu. Lúc này đột nhiên có mấy đạo thân ảnh phía sau lao tới. Siêu siêu. Trong nháy mắt 10 đầu yêu thú, linh thú lập tức nhìn về phía trước. Đồng thời đám người Lục Lâm Thiên cũng nhìn về phía hơn chục đầu yêu thú, linh thú này, cả đám nhìn vào nhau. Ta kháo, phiền phức rồi. Lục Lâm Thiên thầm mắng một tiếng, đột nhiên đụng phải hơn chục đầu yêu thú, linh thú. Thân hình mọi người nhanh như thiểm điện từ trên mặt đất lùi lại, sắc mặt biến đổi. Đi mau, gặp càng nhiều yêu thú, linh thú thì càng thảm. Hỏa Vân Tôn giả nói, có nhiều yêu thú, linh thú như vậy ở chỗ này, nếu như để đám yêu thú, linh thú này bao vây thì càng thêm phiền phức. Giống. Một đầu yêu thú giống như sói điên cuồng chạy tới, trong miệng phun ra hỏa cầu. Hỏa cầu xẹt qua không gian, công kích về phía đám người Lục Lâm Thiên. Siêu. Một đầu yêu thú giống như thằn lằn nhanh chóng nhảy lên. Tuy rằng thể hình to lớn thế nhưng lại có tốc độ cực kỳ nhanh. Thân hình to lớn bắn về phía trước, gợn sóng trong không gian từ trên người tràn ra mang theo uy thế kinh người. Trong nháy mắt hơn chục đầu yêu thú, linh thú còn lại bắt đầu công kích, hoàn toàn là công kích mạnh mẽ không muốn sống. Nhanh, dùng tốc độ nhanh nhất xuất thủ giải quyết, đừng thu hút đám yêu thú linh thú khác kéo tới. Lục Lâm Thiên hét lớn một tiếng, ánh mắt trầm xuống, huyết lục lần nữa xuất hiện trong tay. Ngao, tiếng đao minh giống như long ngâm vang lên. Đao mang bổ ra không gian dùng xu thế như sấm sét đánh về phía đầu yêu thú trước mặt. Đầu yêu thú giống như thằn lằn dưới đao mang của Lục Lâm Thiên lập tức bị chém thành hai nửa. Phá cho ta! Bàn Hủy quát lên một tiếng, một đạo quyền ấn nhanh chóng đánh ra. Đầu yêu thú giống như sói kia lập tức hóa thành mảnh nhỏ. Bảo Nhi và Bối Nhi nhìn thấy cảnh này cực kỳ hưng phấn. Tuy rằng thực lực của hơn 10 đầu yêu thú linh thú này không tồi. Thế nhưng lúc này gặp phải đám người Lục Lâm Thiên, cũng chỉ có thể chịu chết mà thôi. Bởi vì trong đám người Lục Lâm Thiên có không ít cường giả tôn cấp. Phanh phanh, trưởng ấn trong tay Phục Yêu Tôn giả chụp xuống đem yêu thú trước mặt đánh thành từng mảnh nhỏ. Đồng thời dưới chảo ấn của Thiên Thủ Quỷ Tôn, yêu thú cũng bị nát bấy. Về phần trước người Hắc Vũ, chỉ cần là yêu thú hoặc linh thú tới gần Hắc Vũ sẽ lập tức hóa thành mảnh nhỏ, căn bản không thể tới gần Hắc Vũ. Phanh 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 phanh. Chỉ trong ba cái chớp mắt ngắn ngủi, hơn chục đầu yêu thú và linh thú này đều bị đánh chết. Growl growl. Giống giống. Ngay khi một đầu yêu thú cuối cùng bị đánh chết, phía xa có từng đạo thú minh truyền tới. Có rất nhiều yêu thú cùng linh thú, nhanh rời đi. Nơi này sao lại có nhiều yêu thú linh thú như vậy cơ chứ? Mọi người nhanh chóng rời đi, không dám dừng lại một khắc nào. Thân ảnh nhan như thiểm điện biến mất tại chỗ, tuy rằng tốc độ cực kỳ nhanh chóng thế nhưng lại khiến cho mọi người tiêu hao vô cùng lớn. Làm bất cứ một chuyện gì trong không gian này đều phải tiêu hao rất nhiều. Ồ, tầm nhìn ở đây trống trải hơn một chút. Một lát sau mọi người xuất hiện trên một đỉnh núi, đám yêu thú phía sau dường như đã dừng lại không đuổi theo nữa. Mau nhìn, kia là cái gì? Lúc này thanh âm của Dương Quá vang lên. Mọi người nghe tiếng nhìn lại. Lúc này ở phía trước đột nhiên xảy ra ba động rất nhỏ. Ánh mắt mọi người lập tức nhìn về phía trước, trong không gian phía trước đang ba động từng đợt. Ầm ầm. Không gian vặn vẹo này trực tiếp khiến cho tim mọi người đập nhanh hơn, nếu như nhìn kỹ không khó phát hiện ra không gian kia đang vặn vẹo kịch liệt phát ra thanh âm giống như nước chảy, dưới loại âm hưởng này khuếch tán, không gian ba động ngày càng kịch liệt. Là năng lượng lôi điện. Là lôi điện lực, trời. Nơi này rốt cuộc là nơi quỷ quái gì vậy? Mọi người nhìn không gian ba động phía xa, ánh mắt cả đám vô cùng kinh ngạc không ngớt. Trong mắt lặng lẽ có một tia đỏ rực,
thậm chí ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn rất nhiều. Bởi vì không gian phía trước mặt mọi người hiện tại là một đám lôi điện che trời, điện mang màu trắng liên miên không dứt, điện mang không ngừng xé rách không gian. Ầm ầm. Trong âm hưởng kỳ dị của điện mang, Lục Lâm Thiên híp mắt lại. Từ trong không gian càng lúc càng vặn vẹo kia, từ đáy lòng Lục Lâm Thiên cảm nhận được một cỗ năng lượng ba động cực kỳ kinh khủng. Loại ba động này khiến cho hắn có cảm giác kinh hoàng. Mau nhìn, trong không gian lôi điện hình như là có vật hay kiến trúc gì đó. Trong ánh mắt kinh ngạc của Tử Yên, trong không gian phía xa như ẩn như hiện một vật gì đó. Không gian lôi điện vô cùng rộng lớn, liếc mắt nhìn không thấy điểm cuối, cực kỳ chấn động lòng người. Lúc này mọi người nhìn chăm chú về phía trước thì mới phát hiện ra, trong không gian tràn ngập điện mang che trời kia mơ hồ có một hình dáng của một ngọn núi nguy nga, giống như là một kiến trúc khổng lồ không gì sánh được. Kiến trúc này khổng lồ tới mức đáng sợ, xuyên qua không gian lôi điện, thậm chí ở trong không trung còn mơ hồ khuếch tán ra một cỗ khí tức hoang vu mãi mãi trường tồn, lại giống như một đầu mãnh thú viễn cổ đang phủ phục. Lôi điện không ngừng lóe lên, nếu nhìn lâu một chút thì sẽ khiến cho trong lòng tê dại, linh hồn run rẩy. Nhìn không gian lôi điện rộng lớn vô biên, còn có kiến trúc khổng lồ tràn ngập khí tức hoang vu khiến cho tim đập nhanh kia khiến cho mọi người không khỏi nhìn nhau. Trong lòng có chút lạnh lẽo. Một đường trải qua bao nhiêu nguy hiểm đi tới đây, sợ rằng bên trong nơi kinh khủng này tuyệt đối có bảo vật. Nơi này khiến cho tim đám người Hỏa Vân tôn giả, Diệu Linh tôn giả đập nhanh hơn. Lẽ nào đây là đích tới? Lục Lâm Thiên nhướng mày, nhìn hình dáng kiến trúc trong không gian tràn ngập lôi điện kia khiến cho trong lòng Lục Lâm Thiên sinh ra cảm giác nhỏ bé, sợ rằng nơi này chính là đích tới cuối cùng. Trong đầu hồi tưởng tới địa đồ trên đồ cổ, Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn chung quanh. Còn phải trải qua một nơi nguy hiểm nữa, trên địa đồ cũng có đánh dấu không gian lôi điện trước mặt. Trong địa đồ tổng cộng có 4 nơi tiến vào. Cửa tiến vào thứ tư chính là nơi mà đám người Thiên Vân Đảo tiến vào, chính là nơi gần nhất tính từ Hạp Cốc tiến vào, cũng chính là cửa thứ hai. Mà không gian lôi điện trước mặt đám người Lục Lâm Thiên hiện tại chính là cửa thứ ba. Khí tức thật mạnh, phía trước sợ rằng không bình thường chút nào. Nếu muốn đi vào chỉ sợ không hề dễ dàng. Lục Lâm Thiên cảm thán nói, muốn đi vào trong không gian lôi điện kia, tuy rằng còn cách khá xa thế nhưng Lục Lâm Thiên không khó cảm giác ra được cỗ uy áp kinh khủng bên trong nó. Lúc này đám người Tử Yên, Lam Thập Tam, Hỏa Vân Tôn giả cùng chúng cường giả thiên địa các, còn có đám người Thiên Thủ Quỷ Vương, Bàn Hủy đều vì không gian tràn ngập lôi điện trước mặt mà thất thần. Một lát sau cả đám mới phục hồi tinh thần lại, hai mắt nhìn nhau, trong mắt hiện lên sự chấn động. Không gian lôi điện lớn như vậy, khí thế mạnh mẽ này rốt cuộc là ai lưu lại a? Trong thiên địa các, Kình Linh Vương không khỏi cảm thán nói. Thiếu chủ, quá nguy hiểm, thế nhưng cũng phát tài a. Thanh âm Hắc Vũ mang theo sự run rẩy truyền vào trong tai Lục Lâm Thiên. Đây chính là không gian của cường giả viễn cổ lưu lại cho tới hiện tại, có lẽ thực lực của cường giả viễn cổ kia tuyệt đối không tầm thường. Hẳn là đã tới Vũ Đế hoặc Linh Đế trong đồn đãi. Loại cường giả cấp bậc này nói không chừng sẽ lưu lại thần khí hoặc là vũ khí thiên cấp. Thế nhưng xem ra nguy hiểm ở nơi này sẽ không giống như khi trước nữa. Cường giả viễn cổ, có khả năng đã đạt tới cấp bậc linh đế, vũ đế sao? Trong lòng Lục Lâm Thiên cả kinh, loại cấp bậc này quả thực chỉ có tuyệt thế cường giả trong truyền thuyết mới có a. Grow grow, giống giống, ô ô, ngay lúc đó trong không trung tức thì có vô số tiếng thú minh vang vọng. Tiếp theo, ngay không gian trước mặt mọi người có vô số yêu thú chạy ra. Trong nháy mắt xuất hiện trước mặt đám người Lục Lâm Thiên. Yêu thú, linh thú. Nhiều như vậy sao? Mọi người tuyệt đối vô cùng kinh ngạc, quả thực không thể tưởng tượng được. Đám yêu thú trước mặt hiện tại mọi người không thua 300-400 đầu, đông nghịt, bao phủ toàn bộ không gian. Trong đó phía trước chính là mấy đầu yêu thú, linh thú thất giai. Thực lực thấp nhất cũng là lục giai. Tất cả yêu thú đều có hai mắt đỏ rực, đều bị không gian quỷ dị này khống chế trở thành một khôi lỗi sống, hoàn toàn mất đi lý trí. Cạch cạch. Phía sau lưng đám yêu thú, linh thú trong nháy mắt truyền đến không ít tiếng cạch cạch rung động. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, đột nhiên phía sau đám yêu thú, linh thú kia xuất hiện một đám thú cốt khôi lỗi lớn. Ước chừng 1000 cỗ, mỗi một cỗ đều đạt tới cấp 7, còn có cả cấp 7 cao giai, không biết chúng nó được tạo nên như thế nào. Phiền phức rồi, chúng ta đã bị bao vây. Sắc mặt Hỏa Vân tôn giả đại biến.
giống, yêu thú, linh thú và khôi lỗi xuất hiện, hầu như không có một chút do dự nào đều chạy về phía đám người Lục Lâm Thiên. Từng đầu yêu thú, linh thú đều mang theo con mắt đỏ rực, dường như linh hồn đều bị không gian quỷ dị này nắm giữ, loại khí tức hung ác bạo ngược trên người bị ký toàn bộ, cả đám vô cùng hung ác bạo ngược. Chạy, nếu như bị một đám yêu thú, linh thú không sợ chết kia vây quanh thì chúng ta nhất định sẽ chết. Hỏa Vân Tôn giả quát lớn. Trốn không thoát đâu, đám yêu thú, linh thú không sợ chết này nhiều lắm. Diệu Linh Tôn giả quát to. Phanh phanh phanh. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, mấy nghìn yêu thú, linh thú và thú cốt khôi lỗi đã bao vây đám người Lục Lâm Thiên. Đám yêu thú, linh thú vòng đầu tiên đã chuẩn bị công kích. Mọi người phải lập tức xuất thủ ngăn chặn, từng thanh âm bạo liệt vang lên. Hơn 10 đầu yêu thú khổng lồ hóa thành huyết vụ. Giống. Dù có hơn 10 đầu yêu thú khổng lồ bị đánh chết thế nhưng cũng không làm cho đám yêu thú, linh thú phía sau bị dọa sợ. Ngược lại cỗ khí tức máu tanh này còn ký bản thích hung ác, bạo ngược của chúng nó. Thậm chí thi thể của đám yêu thú, linh thú bị đánh chết này còn trở thành mỹ thực của đám yêu thú phía sau. Vòng yêu thú, linh thú thứ hai ầm ầm công kích tới, từng đầu yêu thú, linh thú giống như không muốn sống lao thẳng về phía đám người Lục Lâm Thiên. Cút ngay cho bổn hoàng. Một đầu yêu thú phi hành khổng lồ đánh xuống, mục tiêu chính là Tiểu Long. Tiểu Long lập tức gầm lên một tiếng. Ngao! Tiếng rít gào hóa thành tiếng gầm lan tràn ra chung quanh. Tiếng long ngâm này mang theo một cỗ khí tức cường hãn cùng với bạo ngược khuếch tán. Thanh âm trầm thấp nặng nề, thế nhưng lại vô cùng sắc bén, phảng phất như có thể phá vỡ không gian vậy. Dưới tiếng long ngâm này của Tiểu Long khiến cho cả đám yêu thú phi hành rậm rạp trên bầu trời đang phóng xuống lập tức run rẩy. Trong hai mắt đỏ rực kia bắt đầu có chút mơ hồ, không dám tiếp tục công kích nữa. Không chỉ có như vậy, ánh mắt đàn linh thú, yêu thú lớn kia có chút ngây dại. Cỗ khí tức đậm đặc lan tràn, trong khí tức này ẩn chứa một loại uy áp không thể kháng cự, loại uy áp này phát ra từ sâu trong linh hồn, lại giống như từ trong huyết mạch khiến cho đám yêu thú này tuy rằng bị khống chế thế nhưng vẫn như cũ cảm thấy sợ hãi với Tiểu Long, trực tiếp bị uy áp, chỉ là bởi vì mất đi sự khống chế với linh hồn. Linh hồn bị không gian quỷ dị kia nắm giữ cho nên mới không thể phản kháng. Vì vậy lúc này đám yêu thú và linh thú kinh đều dại ra, lực lượng quỷ dị trong đầu khiến cho bọn nó điên cuồng, thế nhưng khí tức của Tiểu Long lại khiến cho bọn nó không dám tới gần, linh hồn run rẩy. Siêu siêu! Lúc này cỗ khí tức quỷ dị trong không gian một lần nữa lại được tăng cường. Đám yêu thú cùng linh thú này lại một lần nữa dùng đôi mắt đỏ rực dữ tợn nhìn về phía mọi người. Ngao! Một tiếng long ngâm lần nữa vang vọng trong không gian, tiếng long ngâm này cũng không tính là quá to, cực kỳ trầm thấp, thế nhưng trong một chốc này tất cả những yêu thú và linh thú chung quanh đều cảm thấy linh hồn run rẩy kịch liệt. Bên trong thanh âm này mang theo một loại uy áp khiến cho chúng nó không thể chống cự. Loại uy áp này tới từ linh hồn, huyết mạch trong cơ thể tất cả yêu thú và linh thú có mặt trong nháy mắt mơ hồ có cảm giác sôi trào. Dưới loại cảm giác sôi trào này, tất cả yêu thú, linh thú hầu như không nhịn được mà muốn phủ phục xuống. Nhìn vào Tiểu Long, tất cả cường giả của thiên địa các lúc này không khỏi hoảng sợ. Tất cả những yêu thú và linh thú lại một lần nữa lui về phía sau, rồi đứng ở bên ngoài, đem mọi người vây khốn vào bên trong không dám tới gần. Miệng không ngừng rít lên từng tiếng dữ tợn mà không rời đi. Toàn bộ không gian hiện tại đều là linh thú và yêu thú, đám thú cốt khôi lỗi phía xa vẫn đang liên tiếp tới gần. Làm sao bây giờ, chúng ta không còn đường lùi nữa, phía trước cũng không có nơi nào đặt chân. Diệu Linh Tôn giả khẩn trương nói, không gian lôi điện trước mặt hiện tại đều bị đám yêu thú, linh thú không sợ chết bao phủ. Phía sau còn có thú cốt khôi lỗi, ngay cả muốn bay cũng khó, nếu như không có Tiểu Long làm kinh sợ đám yêu thú, linh thú không sợ chết này thì hiện tại mọi người đã gặp phiền phức lớn rồi. Mau nghĩ biện pháp vượt qua, phía trước sợ rằng không đơn giản. Nói không chừng còn có thu hoạch. Tử Yên nhíu mày, nhìn chăm chú vào không gian lôi điện trước mặt rồi nói. Lục Lâm Thiên, ngươi luôn có những chủ ý quỷ quái trong đầu, ngươi thử biện pháp xem. Lam Thập Tam nhìn đám đông yêu thú trước mặt rồi quay đầu lại hỏi Lục Lâm Thiên. Hiện tại ta cũng không có cách nào, hay là mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp đi. Chí ít đám yêu thú, linh thú không muốn sống này hiện tại không dám công kích chúng ta. Lục Lâm Thiên cười khổ nói, có đám yêu thú, linh thú không muốn sống này ngăn cản,
sợ rằng không đánh chết bọn nó thì khó mà có thể qua được. Lục Lâm Thiên đồng thời còn lo lắng, coi như là chạy vào trong không gian tràn ngập lôi điện kia, có lẽ tới lúc đó muốn đi vào cũng không phải là chuyện dễ dàng. Lúc đó phía trước không vào được, phía sau lại có truy binh, đó mới chính là phiền phức. Chỉ mong Tiểu Long có thể chấp nhiếp đám yêu thú, linh thú này. Một khi để cho không gian quỷ dị kia có thể khống chế lại được đám yêu thú, linh thú kia thì chuyện tình sẽ càng thêm phiền phức. Giống giống. Nhưng vào lúc đó, khi Lục Lâm Thiên vừa mới nói xong, xa xa tức thì truyền đến mấy tiếng gầm gừ lớn. Siêu siêu. Đồng thời phía trước vang lên 9 tiếng xé gió, 9 đạo thân ảnh nhanh chóng lao tới. Dường như đang cố gắng thoát khỏi sự truy kích của yêu thú và linh thú phía sau. 9 đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện, nhìn thấy không gian tràn ngập yêu thú và linh thú trước mặt, cả đám trợn mắt líu lưỡi. Người linh vũ giới. Khóe miệng Lục Lâm Thiên nhếch lên mang theo chút hàn ý. Đám người vừa mới xuất hiện không ngờ lại là người của linh vũ giới. Âm trưởng lão, mau nhìn phía trước, kia là cái gì? Không linh vương nhìn vào đám yêu thú. Linh thú đông nghịt phía sau, lại nhìn vào không gian lôi điện ngập trời, dưới cỗ uy áp mạnh mẽ kia khiến cho hắn vô cùng sợ hãi. Giống giống. Phía sau 9 người trong nháy mắt xuất hiện hơn 10 đầu yêu thú, linh thú thất giai và lục giai. Hai mắt đỏ ngầu đuổi theo phía sau đám người linh vũ giới. Lão đại, dường như đám người linh vũ giới này cũng gặp phiền phức nha. Tiểu Long nhìn phía trước, khóe miệng mang theo nụ cười giống như xem kịch vui vậy. Giống giống. Quả nhiên, đám yêu thú, linh thú không sợ chết đang vây quanh đám người Lục Lâm Thiên, nhưng bởi vì khí tức trên người Tiểu Long mà e ngại trong nháy mắt chuyển mục tiêu, miệng không ngừng rít gào chạy về phía đám người linh vũ giới khiến cho mặt đất run rẩy. Không xong. Người linh vũ giới thầm nghĩ một tiếng không ổn, thế nhưng lúc này cũng đã không còn kịp nữa. Đám yêu thú phía sau đánh tới, cái miệng rộng mở ra. Răng nanh bắn ra hàn mang sắc bén cùng với khí thế kinh người trực tiếp đánh xuống. Phanh 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 phanh. 9 người linh vũ giới lập tức xuất thủ ngăn cản. Chung quy mà nói, những yêu thú này cũng không nhất định có thể uy hiếp tới bọn họ. Thế nhưng nếu cứ như vậy, tiêu hao sẽ vô cùng lớn. Một khi tiêu hao gần hết thì lúc đó sẽ vô cùng phiền phức. Siêu siêu. Trong bầu trời lần nữa có hơn chục đạo thân ảnh hạ xuống. Dường như cũng bị đám yêu thú. Linh thú phía sau truy đuổi. Hơn 10 người hạ xuống, trong nháy mắt nhìn thấy động tĩnh phía trước, cả đám trợn mắt líu lưỡi. Mau tránh. Hơn 10 người trợn mắt, muốn thoát đi, thế nhưng cũng đã không còn kịp nữa. Trong nháy mắt cả đám bị yêu thú, cùng linh thú đông nghịt vây quanh. Mà hơn 10 người này chính là đám người không nhận tôn giả của Khôn Dương Đảo. Siêu siêu. Ngay sau đó có 4-50 đạo thân ảnh đồng thời hạ xuống mang theo uy thế kinh người. Chính là đám người Thu Thủy Vương Bối Hải Linh, Địa Cương Vương Thần Bộ Tiêu, Thần Hỏa Vương Địch Viêm cùng Nguyệt Long Các, Thần Kim Các và cường giả của Địa Viêm Đảo. Mấy chục cường giả này vừa hạ xuống thì lập tức có phản ứng, tất cả đều bị đám yêu thú, linh thú bao vây, bị cả đám điên cuồng công kích. Siêu siêu, lại có không ít thân ảnh nhảy ra, đều là cường giả của các thế lực nhỏ, còn có cường giả tán tu đang ở trên không trung cũng bị công kích. Cả đám không thể chạy trốn. Những người này xuất hiện, có rất nhiều người bộ dáng vô cùng chật vật, thậm chí còn bị thương, dường như trên đường đi cũng vô cùng hung hiểm. Theo công kích, mùi máu tanh tiết ra ngoài khiến cho vô số yêu thú, linh thú càng trở nên hung hăng bạo ngược lao thẳng về phía trước, hoàn toàn không sợ chết. Không xong, sao lại có nhiều yêu thú cùng linh thú như vậy? Đây rốt cuộc là nơi nào? Nhiều yêu thú, linh thú như vậy, cho dù có yếu cũng khiến cho chúng ta mệt chết a. Chúng cường giả bị vây công tức thì biến sắc, những yêu thú, linh thú này có một ít đầu có thực lực không dưới bọn họ. Đám yêu thú, linh thú này cũng ngã xuống không ít, thế nhưng cũng có không ít vũ giả, linh giả bị một đám yêu thú, linh thú điên cuồng vây công cho tới chết. Siêu siêu, động tĩnh lớn bên này hấp dẫn không ít người trong nháy mắt lao tới. Thế nhưng đám người vừa mới lao tới kia vừa mới xuất hiện thì lập tức hối hận. Thế nhưng cho dù bọn họ hối hận cũng đã muộn. Bởi vì ngay lập tức đã có yêu thú vây công bọn họ. Ồ, Âm Dương Vương, Tiêu Giao Vương, Thiên Ưng Công Tử. Lục Lâm Thiên nhíu mày, trong đoàn người, đám người Thiên Ưng Công Tử, Âm Dương Vương, Tiêu Giao Vương đều đang bị yêu thú, linh thú vây công. Cả đám đang liên tục chém giết. Dạ Cốc Chủ, Quân Bang Chủ, Hàn Lâu Chủ,
qua bên này đi. Lục Lâm Thiên do dự một chút rồi truyền âm vào trong tai ba người. Phanh phanh phanh. Ba người đang chiến đấu kịch liệt nghe thấy Lục Lâm Thiên truyền âm trong nháy mắt ngẩng đầu. Nhìn thấy đám người Lục Lâm Thiên nhẹ nhàng như vô sự đứng ở phía xa, ba người lập tức nở nụ cười. Sau đó phân phó đệ tử trong môn chậm rãi đi tới gần khu vực đám người Lục Thiếu Du. Phanh phanh. Ba người Hàn Ngọc Tôn Giả, Quy Ngọc Tôn Giả, Ngân Đao Tôn Giả dẫn đầu đi trước mở đường và đoạn hậu, bảo vệ một ít người thực lực yếu kém. Sau khi mất không ít khí lực rốt cuộc cả đám người cũng đi gần tới khu vực Lục Lâm Thiên. Tức thì vô số yêu thú, linh thú rít lên dữ tợn, cảm nhận khí tức trên người Tiểu Long khiến cho chúng nó không dám tới gần. Chư vị không sao chứ? Lục Lâm Thiên nhìn về phía Ba Sơn Môn Tiêu Giao Bang, Thánh Linh Cốc còn có Thiên Ưng Lâu. Dường như nhân số của Ba Sơn Môn này so với ban đầu đã giảm bớt một chút, có một vài cường giả vương cấp và xuất cấp không thấy tung tích. Có lẽ đã ngã xuống dọc đường, đám người còn lại đại bộ phận hiện tại đều có thương thế, có người bị thương nặng. Cửu tử nhất sinh a, nơi này quả thực quá kinh khủng, Lục trưởng môn, đa tạ. Tiêu Giao Vương Quân Lâm Hàn nói, hắn cũng biết đám yêu thú kia hiện tại không dám tiến tới là do công lao của Tiểu Long. Cũng dựa vào sự bảo họ của Lục Lâm Thiên bằng không đám người bọn họ bị yêu thú cùng đám linh thú kia vây công, kết quả không cần nói cũng biết. Cho dù không chết cũng phải bị lột ra. Lục trưởng môn, đa tạ. Âm Dương Vương và Thiên Ưng công tử đều cảm kích hành lễ. Lúc này mà Phi Linh Môn vẫn có thể giúp đỡ bọn họ quả thực vô cùng hiếm thấy. Chư vị khách khí rồi. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Sao lại có nhiều yêu thú, linh thú còn có khôi lỗi như vậy? Phiền toái lớn rồi. Trước không trung lần nữa xuất hiện không ít thân ảnh, từng đạo thân ảnh xuất hiện lập tức kinh ngạc. Đám người vừa tới chính là Phiên Hải Vương Lạc Kiến Hồng cùng các cường giả Nhật Sát Các, phía xa còn có Đạm Đài Tuyết Phi, Kim Sí Vương Kỷ Diệu Tông, Hắc Linh Linh Vương Ô Trấn Vũ của Kiền Hiên Đảo và các cường giả của Tinh Ngục Các. Phía xa hơn nữa là đám người Thánh Linh Thiên Tôn, Thánh Vũ Thiên Tôn cùng chúng cường giả Thánh Linh Giáo. Mọi người vừa mới xuất hiện trong nháy mắt đã bị yêu thú, linh thú ngập trời công kích. Vô số yêu thú, linh thú lục giai cùng thất giai phía dưới nhanh chóng phóng lên cao. Trực tiếp hung hăng công kích đám người vừa mới xuất hiện. Phanh phanh, ta còn tưởng rằng có lợi ích, sao lại có nhiều yêu thú, linh thú như vậy cơ chứ? Phiên Hải Vương Lạc Kiến Hồng dùng một chưởng đánh chết một đầu yêu thú, trong mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Lúc này trong tai hắn vang lên thanh âm của Lục Lâm Thiên. Lạc lão ca, mau tới bên này. Ồ, Lạc Kiến Hồng ngẩng đầu nhìn xuống phía dưới. Nhìn thấy không gian chung quanh đám người Lục Lâm Thiên không ngờ lại không bị yêu thú công kích, ánh mắt hắn nghi hoặc một lát rồi lập tức mỉm cười. Tất cả đi theo ta. Lạc Kiến Hồng hét lớn một tiếng, trong tay đánh ra từng đạo công kích mang theo lực lượng bằng bạc. Trong lòng hắn lúc này cũng kêu khổ không ngớt, hiện tại mỗi một lần thi triển công kích sẽ tiêu hao chân khí gấp 3-4 lần so với bên ngoài. Dưới loại tiêu hao này, quả thực rất dễ khiến cho người ta tiêu hao hầu như không còn. Lục lão đệ thật thoải mái nha, ta đếm chiếm chút tiện nghi vậy. Một lát sau, Lạc Kiến Hồng cùng chúng cường giả Nhật Sát Các một đường chém giết đi tới trước mặt Lục Lâm Thiên. Dọc đường đi trong Nhật Sát Các còn mấy cường giả vương cấp bị thương. Siêu siêu, Thánh Vũ Thiên Tôn, Thánh Linh Thiên Tôn cùng chúng cường giả Thánh Linh Giáo cũng đi theo sau mà tới, sau đó trực tiếp rơi vào phía sau đám người Lục Lâm Thiên. Nhìn thấy hai cỗ khí tức xa lạ. Từ khí tức cũng có thể nhận ra là cường giả khiến cho đám người Lạc Kiến Hồng, Thiên Địa Các, Thiên Ưng Lâu, Thánh Linh Cốc, Tiêu Giao Bang lập tức nhìn vào. Thánh Vũ Thiên Tôn, Thánh Linh Thiên Tôn, Quân Bất Phàm, Viên Tự Thành đều ở phía sau đám người Lục Lâm Thiên. Cả đám không nói gì chỉ lặng lặng đứng ở một chỗ. Mau nhìn, sao lại không có yêu thú vây công bọn họ? Lúc này đám người bị yêu thú, linh thú vây công có người nhìn thấy đám người Lục Lâm Thiên, Lam Thập Tam. Tử Yên, Lạc Kiến Hồng, Âm Dương Vương, Thiên Ưng công tử không ngờ lại nhàn nhã, không có bất luận một yêu thú nào vây công, sắc mặt cả đám tức thì đại biến. Nhanh đi tới gần bọn họ, những yêu thú, linh thú này không dám tới gần khu vực bọn họ. Có người quát lớn một tiếng, phát hiện ra bí mật này khiến cho vô số người chú ý, bị đám yêu thú, linh thú này vây công bọn họ chỉ có thể chạy trốn mà thôi. Phanh phanh phanh. Mọi người điên cuồng công kích mạnh mẽ, đánh chết không ít yêu thú và linh thú, trực tiếp đi tới khu vực đám người Lục Lâm Thiên đang đứng.
cả đám muốn chiếm chút tiện nghi. Ca ca, làm sao bây giờ? Lục Tâm Đồng nhíu mày, vốn không có yêu thú và linh thú vây công bọn họ. Đại bộ phận đều vây công đám người kia. Nếu như đám người kia đi tới gờ ẩn thì sẽ lập tức hấp dẫn đám yêu thú điên cuồng kia còn có thú cốt khôi lỗi. Mùi máu tanh tràn ngập khiến cho đám yêu thú, linh thú này triệt để hung ác, sợ rằng ngay cả tiểu long cũng không thể làm cho bọn chúng kinh sợ được nữa. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, đám người kia không ngờ lại nghĩ đẹp như vậy, cũng muốn tới đục nước béo cò. Mọi người nghe rõ cho ta, nếu ai dám tới gần, chết không tha. Thanh âm của Lục Lâm Thiên quanh quẩn trong không trung khiến cho đám người đang lao tới lập tức sửng sốt. Lao tới, dù sao tất cả mọi người đều đang gặp phiền toái. Dựa vào cái gì mà để cho bọn hắn nhàn nhã như vậy? Để cho đám người này làm ngư ông đắc lợi sao? Một thanh âm lạnh lùng vang lên, chính là Huyền Minh tôn giả của Linh Vũ giới vừa mới lên tiếng. Đúng vậy, dựa vào cái gì mà để cho bọn họ làm ngư ông đắc lợi? Chúng ta chạy tới đó. Đám người vừa mới dừng lại tức thì bị kích động, lúc này mọi người đang ở trong hiểm cảnh, dựa vào cái gì mà để cho người khác nhàn nhã như vậy. Tất cả mọi người lập tức cảm thấy bất bình trong lòng, trong nháy mắt lần nữa lao tới. Tiến tới, mọi người ở dưới sự bao vây của linh thú, yêu thú còn có thú cốt khôi lỗi lao thẳng về phía đám người Lục Lâm Thiên. Nhìn thấy mọi người bị kích động, đám người Huyền Minh tôn giả không khỏi mỉm cười. Đám người không nhận tôn giả phía xa cũng cười nhạt một tiếng. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, nhân số vô cùng nhiều, sợ rằng đám yêu thú này sẽ không khống chế được nữa. Đến lúc đó ngay cả tiểu long cũng không thể làm chúng nó kinh sợ. Một tiếng đao minh giống như long ngâm từ trên thân đao vang lên. Thanh âm xuyên thấu không gian bao phủ chung quanh khiến cho vô số yêu thú chung quanh toàn thân run rẩy. Tiếng long ngâm này giống như tiếng rít gào của tiểu long, uy áp mạnh mẽ tới cực hạn. Dưới tiếng đao minh này không ít yêu thú, linh thú toàn thân run rẩy, bị uy áp làm cho sững lại. Người tới gần giết không tha. Thân ảnh Lục Lâm Thiên nhảy ra, tay cầm huyết lục. Huyết sắc quang mang trên huyết lục lóe lên, mơ hồ có sát khí tràn ngập. Đao mang bắn ra, đao mang mang theo huyết sắc quang mang khiến cho năng lượng trong thiên địa nhộn nhạo, khí tức trên người Lục Lâm Thiên cũng đột nhiên trở nên sắc bén ngập trời. Chết đi! Một tiếng quát khẽ vang lên. Huyết lục trong tay Lục Lâm Thiên chém ra, một đạo đao mang hơn 1000 thước bắn ra. Chết đi, ai dám tới gần giết không tha. Chết cho ta. Siêu siêu. Từng tiếng quát của Lục Lâm Thiên vang lên, đao mang phá không chém tới. Từng đạo đao mang huyết sắc tạo thành một đường vòng cung, sóng gợn chung quanh giống như bị chém đôi, nhanh chóng khuếch tán sang hai bên. Đao mang mang theo tiếng xé gió, khi thế bàng bạc giống như vạn mã, trong nháy mắt Lục Lâm Thiên bổ ra ba đao. Phanh phanh phanh, đao mang mang theo kình khí phô thiên cái địa bắn tới. Huyết sắc đao mang mang theo thanh âm bạo liệt sắc bén không gì sánh được trong nháy mắt cắt ngang không gian, nơi đao mang đi qua, không gian trực tiếp bị cắt nát hơn 1000 thước. Trong không gian, dưới ba đao của Lục Lâm Thiên, đám cường giả vương cấp dẫn đầu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị chém làm đôi. Vô số yêu thú, linh thú cũng bị chém thành hai đoạn. Phanh phanh, phía dưới mặt đất. Nơi đao mang đi qua mặt đất trực tiếp nứt nẻ tạo thành một cái khe sâu lan tràn ra xa. Toàn bộ phía dưới đỉnh núi đổ nát, từng tảng đá lớn bỗng nhiên nứt vỡ. Ba đao vô cùng kinh khủng, khí thế ngập trời khiến cho trong lòng mọi người phát lạnh. Ai còn dám đi lên thử cho ta xem? Lục Lâm Thiên lăng không mà đứng, cầm huyết lục trong tay, sát khí ngập trời từ trong huyết lục tràn ra giống như là uy áp của huyết lục khiến cho vô số yêu thú, linh thú lúc này không dám tới gần. Đám người chung quanh đang cấp tốc chạy tới trong nháy mắt nhìn thấy cảnh này lập tức khôi phục lý trí. Lục Lâm Thiên trước mắt bọn họ tuyệt đối là tồn tại đáng sợ hơn vô số yêu thú, linh thú chung quanh bọn họ. Người này hạ thủ tuyệt không lưu tình, thực lực cũng kinh khủng không gì sánh được. Sợ rằng dưới tôn cấp, không có ai là đối thủ của hắn. Dưới sự vây công của yêu thú còn có thể chống đỡ một phen, thế nhưng một khi tới gần người này thì tuyệt đối chết chắc. Tức thì đám người đang vọt tới lập tức dừng lại, không dám tiến lên. Mọi người tiến lên, một khi chúng ta tiêu hao hết thì sẽ để cho kẻ khác làm ngư ông đắc lợi, đến lúc đó hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Trong đám người linh vũ giới, thanh âm của Huyền Minh tôn giả lần nữa vang lên, cổ động mọi người tiếp tục tiến lên, ánh mắt tràn ngập sự lạnh lẽo. Khóe mắt Lục Lâm Thiên liếc về phía đám người linh vũ giới.
xem ra mấy người này nếu như có cơ hội hắn tuyệt đối không thể buông tha. Mọi người nhìn nhau, bị yêu thú, linh thú cùng khôi lỗi vây công thế nhưng lại không thể tiến lên, nhìn Lục Lâm Thiên trước mặt, da đầu mọi người không khỏi tê dại. Trong đoàn người, đám người không nhận tôn giả cùng cường giả tứ các tứ đảo nhìn về phía Lục Lâm Thiên, nhìn thấy đám người Nhật Sát Các bình yên vô sự trốn ở trong khu vực kia, cả đám không khỏi ước ao, đố kỵ. Người của bốn sơn môn Thần Kim Các, Nguyệt Long Các, Địa Viêm Đảo, Khôn Dương Đảo nhìn nhau rồi lập tức đi về phía Lục Lâm Thiên. Càng tới gần trong khu vực kia, dường như càng thêm an toàn một chút, công kích gặp phải cũng ít đi một chút. Lục trưởng môn, có thể để cho chúng ta đi vào được không? Trong đoàn người, một lão giả mặc hắc bào nhảy ra. Thực lực Vũ Vương bát trọng, dường như là người đứng đầu của một sơn môn không tồi nào đó. Thế nhưng sắc mặt lại tái nhợt, thân ảnh chật vật nhìn chăm chú vào Lục Lâm Thiên, dùng ánh mắt ước ao nhìn đám người nhàn nhã ở trong khu vực trước mặt. Sao ta phải cho các ngươi tiến vào nơi này? Ngươi hãy cho ta một lý do hợp lý đi. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, lạnh nhạt nói. Lão giả kia bị sát khí ngập trời của Lục Lâm Thiên bao phủ, trong lòng không khỏi có chút hoảng hốt, hắn cắn răng một cái rồi nói. Lục trưởng môn, ngươi quả thực không có lòng từ bi a. Các ngươi có thể bình yên vô sự, thế nhưng lại không để ý tới sinh tử của người khác, chỉ lo bản thân mình, ngươi không cảm thấy như vậy là rất quá phận sao? Không sai, quả thực hơi quá đáng, dựa vào cái gì mà chỉ lo cho bản thân mình không để ý tới sinh tử của người khác. Quá đáng. Chúng ta cũng muốn tới đó. Lão giả này vừa mới dứt lời, tức thì nhận được không ít người ủng hộ, cả đám tức thì quở trách Lục Lâm Thiên. Lạc Kiến Hồng, Tử Yên, Lam Thập Tam, Thiên Thủ Quỷ Tôn, Thiên Ưng Công Tử, Âm Dương Vương, Tiêu Giao Vương đều nhíu mày nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Cả đám không nói lời nào. Trong lòng không ngừng suy đoán xem Lục Lâm Thiên sẽ xử lý như thế nào. Đám vương bát đản này cả đám ích kỷ thế nhưng một khi gặp chuyện lại không cho người khác ích kỷ, không để cho bọn hắn tiến đến thì lại nói giống như đạo lý nằm ở trong tay bọn hắn vậy. Nếu đổi lại là bảo vật thì sợ rằng cả đám đã sớm tàn sát lẫn nhau rồi. Thiên Thủ Quỷ Tôn cả giận nói. Nhân loại đều là như vậy, dường như không có ai là ngoại lệ, cả đám đều tham lam, ích kỷ, vì lợi ích mà liều lĩnh. Đây là bệnh chung của nhân loại. Bàn Hủy không để ý tới mọi người, lạnh nhạt nói. Lục Lâm Thiên lăng không mà đứng, nhìn Hắc Y Nhân trước mặt, nghe thanh âm phụ họa chung quanh. Một lát sau Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi rồi nói. Các ngươi câm miệng lại, nghe rõ cho ta. Ta cho các ngươi vào là thương tình các ngươi, không cho các ngươi vào thì ta cũng không thiếu nợ các ngươi một chút nào. Về phần ích kỷ, trong các ngươi có ai biết nghĩ tới người khác? Có ai không vì bảo vật mà tới? Mà hiện tại bản công tử nói giết không tha thì ta sẽ giết không tha. Ai dám tới gần tự mình tìm chết, bản công tử cũng không ngại. Trước khi nói bản công tử thiếu các ngươi thì các ngươi phải suy nghĩ xem bản thân mình có tư cách không. Ngao! Lời còn chưa dứt, huyết lục xuất thủ, ngay trong ánh mắt của không ít người, đao mang trong tay Lục Lâm Thiên mang theo thanh âm giống như long ngâm trong nháy mắt bổ vào Vũ Vương bát trọng. Sắc mặt Vũ Vương bát trọng kia trong nháy mắt trở nên kinh hãi nhìn chăm chú vào Lục Lâm Thiên, quanh thân lập tức xuất hiện hộ thân cương khí. Cạch! Đao mang đánh xuống giống như vẫn thạch đập vào hộ thân cương khí, trong nháy mắt khi tiếp xúc cả không trung đột nhiên khẽ run rẩy, cả không gian như đình trệ. Hộ thân cương khí của Vũ Vương bát trọng kia bắn ra quang mang chói mắt. Một cỗ kình phong kinh khủng sắc bén vô cùng nhanh chóng bạo phát. Phanh phanh! Chỉ trong nháy mắt. Vũ Vương bát trọng và hộ thân cương khí quanh người hóa thành huyết vụ rơi xuống không trung. Kháo, coi lời ta nói là không khí hay sao? Nếu như các ngươi không nghe vậy thì chết đi. Lục Lâm Thiên lạnh lùng quát lên một tiếng, huyết lục trong tay liên tục chém ra. Siêu siêu. Mỗi một đao đánh ra đều đem một cường giả vương cấp gần đó trực tiếp cắt thành hai đoạn, chỉ trong nháy mắt Lục Lâm Thiên lần nữa đánh chết bốn cường giả vương cấp. Sát khí ngập trời tràn ngập không gian. Giống như là sát thần lăng không mà đứng khiến cho trong linh hồn mọi người cảm thấy lạnh lẽo. Huyết lục mang theo sát khí ngập trời và tiếng đao minh giống như long ngâm khiến cho yêu thú và linh thú lập tức lùi lại. Chạy, chạy mau. Mau lui lại. Đám người vừa mới phụ họa lập tức sợ hãi, vội vã cấp tốc chạy trốn. Lúc này bọn họ mới biết được Lục Lâm Thiên trước mắt này so với trong tưởng tượng của bọn hắn còn khó đối phó hơn. Ai cũng thật không ngờ Lục Lâm Thiên lại trực tiếp đại khai sát giới. Không coi chúng cường giả vào trong mắt. Hừ,
ai dám tới gần trong vòng 100 mét giết không tha. Nhìn mọi người lui lại về phía sau, ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, huyết lục nắm trong tay, sát khí lưu chuyển không ngừng sau đó mới trở lại về vị trí ban đầu. Nhìn Lục Lâm Thiên, đám người vừa mới lui về phía sau không khỏi hít sâu một hơi. Thân ảnh áo xanh kia mang theo sát khí ngập trời kia khiến cho không ai dám trêu vào. Tất cả cường giả của Thiên Địa Các, Nhật Sát Các, Thiên Ưng Lâu, Tiêu Giao Bang, Thánh Linh Cốc đều hít sâu một hơi. Nhìn Lục Lâm Thiên tỏa ra sát khí ngập trời, trong lòng bọn họ ngổn ngang cảm xúc. Sợ rằng ai chọc vào tiểu sát tinh này thì cũng không thể sống được khá giả. Ngoài việc tu vi bản thân cường hãn không gì sánh được, trên người lại có thủ đoạn nhiều không kể xiết, người như thế này quả thực quá kinh khủng. Trong Thánh Linh Giáo, Thánh Vũ Thiên Tôn, Thánh Linh Thiên Tôn cùng chúng cường giả trong sơn môn không khỏi có chút kinh ngạc. Vốn bọn họ tưởng rằng giáo chủ lúc ở trong Thánh Linh Giáo chỉ vì muốn làm kinh sợ mọi người mà mới đánh chết mấy cường giả. Hiện tại bọn họ mới biết được trong Thánh Linh Giáo vị giáo chủ trước mắt này đã thu liễm rất nhiều. Vốn bản thân giáo chủ cũng không phải là người lương thiện gì, nhìn thấy giáo chủ có khí thế như vậy khiến cho trong lòng mọi người sôi trào lên. Growl growl. Giống giống. Yêu thú cùng linh thú cuồn cuộn không dứt tiếp tục công kích về phía mọi người, thi thoảng có cường giả vương cấp, xuất cấp ngã xuống. Thậm chí còn có cường giả vương cấp bị ép dùng hồn anh tự bạo, cảnh tượng giết chóc kinh khủng tràn ngập trong không gian. Cường giả Nhật Sát Các, Thiên Địa Các, Thánh Linh Cốc, Tiêu Giao Bang, Thiên Ưng Lâu nhìn chăm chú vào cảnh tượng trước mặt, lúc này bọn họ mới biết được đám người bọn họ may mắn ra sao. Ngay cả mấy cường giả tôn cấp cũng dùng ánh mắt cảm kích nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Lúc này Lục Lâm Thiên có thể bảo vệ bọn họ tuyệt đối rất hiếm thấy. Triệu trưởng lão, ẩn thận. Phanh phanh. Nói xong, trong địa viêm đảo có một trưởng lão bị xé tan thành từng mảnh nhỏ dưới móng vuốt của yêu thú. Phanh phanh. Thanh âm trầm thấp bạo liệt vang lên, trong không ít đại môn đại phái lúc này đã có người ngã xuống. Dưới công kích cuồn cuộn không ngừng của yêu thú và linh thú. Dưới mặt đất tràn ngập thi thể, máu cháy thành sông, sát khí ngập trời khiến cho những yêu thú còn lại càng thêm hung ác, bạo ngược. Cứ lớp trước ngã xuống thì lớp sau lại tiến lên công kích, thế nên chúng cường giả có thực lực thấp hiện tại đã bắt đầu cảm thấy khó khăn khi chống đỡ. Đạo chủ, cao trưởng lão đã bị thương nặng, mấy trưởng lão khác cũng đều có thương thế trong người, chúng ta ngày càng tiêu hao nghiêm trọng, làm sao bây giờ? Trong chiến đấu kịch liệt, Hỏa Đao Vương nói với Đạm Đài Tuyết Phi. Đạm Đài Tuyết Phi quay đầu lại, cả người mồ hôi nhễ nhại, lúc này Cao Trường Cung đã bị thương nặng, không ít các trưởng lão trên người cũng bị thương, trên đường đi tới nơi này, Thiên Vân Đảo đã tổn thất mất vị trưởng lão xuất cấp. Đạm Đài Tuyết Phi cau mày, lúc này nàng là đảo chủ Thiên Vân Đảo. Nhưng sau khi phụ trách Thiên Vân Đảo nàng mới cảm giác được, trách nhiệm của đảo chủ Thiên Vân Đảo không ít, trước đây có sư phụ đứng trước nàng cũng không cảm thấy có chuyện gì. Thế nhưng lúc này nàng mới chân chính cảm nhận được. Làm người đứng đầu một đảo tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng. Đôi mắt xinh đẹp nhìn phía trước, trong mắt Đạm Đài Tuyết Phi xuất hiện một thân ảnh màu xanh, nhìn cường giả đang dùng tiêu hao để chống đỡ chung quanh, nàng thấp giọng nói. Mọi người đi theo ta. Nói xong, Đạm Đài Tuyết Phi nhíu mày, bộ y phục màu cam trên người dưới kình khí ngập trời khẽ tung bay, tay áo vung lên, một cỗ linh lực bàng bạc bạo phát. Linh lực tràn ra. Một đạo quyền ấn mang theo kình phong sắc bén đánh về phía một đầu yêu thú phía trước. Phanh phanh. Trong không gian trực tiếp vang lên thanh âm trầm thấp, bạo liệt. Một cỗ kình phong giống như một cơn lốc khuếch tán, trong không trung mơ hồ vang lên tiếng xé gió. Dưới một quyền này, thân ảnh yểu điệu kia dựa thế nhảy về phía trước vài trăm thước, trực tiếp đánh về phía trước. Chúng cường giả Thiên Vân Đảo phía sau, hai cường giả tôn cấp dẫn đầu lao thẳng về phía trước. Những yêu thú này thật ra không thể ngăn cản được cường giả tôn cấp, thế nhưng cường giả tôn cấp phải bảo vệ những người còn lại cho nên không thể trở tay kịp. Lúc này đảo chủ đi trước, bọn họ đương nhiên phải đi theo, không thể để đảo chủ gặp chuyện không may. Lục trưởng môn. Ngoài phạm vi nơi đám người Lục Lâm Thiên đứng chừng trăm thước, thân ảnh Đạm Đài Tuyết Phi lăng không mà đứng, quanh thân được bao phủ bởi một vòng quang cháo. Đạm Đài Tuyết Phi. Đạm Đài Tuyết Phi đi tới. Lục Lâm Thiên đương nhiên đã sớm chú ý tới, hắn nhíu mày, thân hình tiến lên nói. Tuyết Phi cô nương có gì chỉ giáo? Lục trưởng môn, không biết trưởng môn có thể để cho người Thiên Vân Đảo chúng ta tiến vào nghỉ ngơi một chút được không? Nhìn nam tử áo xanh trước mặt, Đạm Đài Tuyết Phi trực tiếp đi thẳng vào vấn đề,
nàng cũng biết việc sư phụ mình cùng với Hỏa Đao Vương, Kiếm Linh Vương vây công Lục Lâm Thiên, cho nên dọc đường đi nàng thậm chí còn không dám chào hỏi. Sợ rằng lúc này trong lòng Lục Lâm Thiên vẫn còn định kiến với Thiên Vân Đảo. Siêu siêu. Chúng cường giả dưới sự bảo hộ của hai cường giả tôn cấp nhanh chóng đi tới phía sau Đạm Đài Tuyết Phi. Vô số yêu thú lập tức đánh tới thế nhưng đều bị cường giả Thiên Vân Đảo ngăn trở. Nhìn thấy đảo chủ lúc này không ngờ lại muốn trao đổi với Lục Lâm Thiên, người của Thiên Vân Đảo cũng biết đảo chủ đời trước đã ra tay đối phó với Lục Lâm Thiên này, Lục Thiếu Du và Thiên Vân Đảo đã có chút ân oán, dùng tính cách của Lục Thiếu Du này sợ rằng hiện tại không bỏ đá xuống giếng đã là không tồi rồi. Không được, ta nghĩ ân oán của ta và Thiên Vân Đảo có lẽ Tuyết Phi cô nương cũng biết. Nếu là cô nương sẽ làm thế nào? Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn Đạm Đài Tuyết Phi, Thiên Vân Đảo xuất thủ đối phó với hắn, oán khí trong lòng hắn cho tới hiện tại còn chưa tiêu tan, Lục Lâm Thiên nhíu mày nói. Nếu như một mình Tuyết Phi cô nương tiến đến đương nhiên ta sẽ không có chút ý kiến nào, về phần những kẻ khác thì quên đi. Nghe thấy Lục Lâm Thiên trực tiếp cự tuyệt, chúng cường giả Thiên Vân Đảo không khỏi thất vọng. Ai bảo đảo chủ trước đây của bọn họ từng xuất thủ đối phó Lục Lâm Thiên, lần này phiền phức lớn rồi. Ánh mắt Đạm Đài Tuyết Phi khẽ đổi, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Lục Lâm Thiên rồi nói. Lục trưởng môn, ân oán của Lục trưởng môn và Thiên Vân Đảo ta cũng biết một chút, ta có thể làm chủ, ân oán của Thiên Vân Đảo và Lục trưởng môn từ nay về sau sẽ xóa bỏ, trưởng môn thấy thế nào? Cô nương làm chủ, sợ rằng Tuyết Phi cô nương không thể làm chủ a. Ta lấy thân phận đảo chủ Thiên Vân Đảo làm chủ, Lục trưởng môn có lẽ có thể tin tưởng được ta. Đạm Đài Tuyết Phi nói. Đảo chủ Thiên Vân Đảo. Lục Lâm Thiên sửng sốt, thảo nào hắn không nhìn thấy Mộ Dung Lan Lan kia, hóa ra là Đạm Đài Tuyết Phi đã trở thành đảo chủ, không biết vì sao Mộ Dung Lan Lan lại thoát vị nhanh như vậy. Chúc mừng Tuyết Phi cô nương. Lục Lâm Thiên mỉm cười, lập tức nói. Thế nhưng sợ rằng Tuyết Phi cô nương sai rồi. Ân oán của ta và Thiên Vân Đảo không phải do Thiên Vân Đảo định đoạt. Thiên Vân Đảo động thủ với ta, bây giờ không ngờ lại còn có thể mở miệng nói xóa bỏ được. Cho dù là muốn nói thế, thì cũng chỉ có ta mới có tư cách nói câu này. Là ta không muốn xóa bỏ chứ không phải là Thiên Vân Đảo. Lục Lâm Thiên nói xong, ánh mắt mang theo hàn ý nhàn nhạt nhìn về phía trước. Lục Lâm Thiên, ngươi đừng không biết xấu hổ. Kiếm Linh Vương tiến lên một bước nhìn Lục Lâm Thiên rồi nói. Kiếm Linh Vương, ngươi có tin ngay bây giờ ta sẽ giết ngươi hay không? Sợ rằng lúc đó sẽ không ai bảo hộ được ngươi đâu. Chỉ cần ngươi dám nói một câu không tin, ta sẽ cho ngươi biết chữ chết viết như thế nào. Đừng đem Thiên Vân Đảo ra làm ta sợ, nếu như ta sợ Thiên Vân Đảo thì cũng sẽ không đánh chết Dương Tề Thuyên. Ngươi hãy tự mình suy nghĩ một chút, đánh chết ngươi dễ hay là Dương Tề Thuyên kia dễ đi. Lục Lâm Thiên liếc mắt nhìn Kiếm Linh Vương, trong mắt hiện lên sự khinh thường. Ngươi, khuôn mặt Kiếm Linh Vương đỏ lên, thực sự không dám nói tiếp nữa. Lục Lâm Thiên giết chết Thiên Dương Vương Dương Tề Thuyên hắn đã tận mắt nhìn thấy. Lục Lâm Thiên này ngay cả Thiên Dương Vương Dương Tề Thuyên cũng dám đánh chết, muốn giết hắn thì tuyệt đối sẽ không chớp mắt. Lục Thiếu Du chắc chắn có thực lực đó. Lục Thiếu Du đã không e ngại Thiên Vân Đảo thì bản thân hắn cũng không là cái gì. Giờ phút này Kiếm Linh Vương cũng không dám khiêu chiến giới hạn trong lòng Lục Thiếu Du. Bằng vào tính cách của Lục Thiếu Du, sợ rằng tuyệt đối sẽ xuất thủ với hắn. Tiễn trưởng lão, lùi xuống. Đạm Đài Tuyết Phi nhìn Kiếm Linh Vương, trong mắt hiện lên sự cảnh cáo. Tuy rằng nàng mới ngồi lên chức vị đảo chủ Thiên Vân Đảo chưa lâu, thế nhưng trên người hiện tại cũng có một cỗ khí tức thượng vị giả. Lục trưởng môn, sự việc lần trước ta vô cùng xin lỗi Lục trưởng môn. Mong Lục trưởng môn nể mặt ta xóa bỏ việc này có được không? Không phải là ngay cả mặt mũi của ta Lục trưởng môn cũng không cấp cho đó chứ. Đạm Đài Tuyết Phi nhìn Lục Lâm Thiên, trong mắt tràn ngập sự bất đắc dĩ. Nhìn ánh mắt quyến rũ của Đạm Đài Tuyết Phi, sợ rằng lúc này không có một nam nhân nào có thể cự tuyệt. Trong lòng Lục Lâm Thiên cũng run lên, sau khi suy nghĩ một lát rồi nói. Đương nhiên ta sẽ nể mặt Tuyết Phi cô nương, các ngươi vào đi. Thế nhưng chuyện của ta và Thiên Vân Đảo không phải nói xóa bỏ là xóa bỏ. Chuyện này sau đó nói tiếp. Đa tạ Lục trưởng môn. Đạm Đài Tuyết Phi ngẩn ra rồi nói lời cảm tạ Lục Lâm Thiên, ánh mắt nàng nhìn về phía sau, chúng cường giả Thiên Vân Đảo nhanh chóng thoát khỏi công kích của yêu thú, tiến vào trong phạm vi an toàn. Sắc mặt Kiếm Linh Vương vô cùng xấu xí, không dám nói lời nào.
đứng ở giữa đám trưởng lão rồi tiến vào phạm vi an toàn. Hóa ra Mộ Dung đảo chủ đã thoái vị, Tuyết Phi cô nương trở thành đảo chủ quả thực đáng để chúc mừng a. Phiên Hải Vương Lạc Kiếm Hồng tiến lên chúc mừng một câu. Sau đó Thiên Ưng công tử, Âm Dương Vương, Tiêu Dao Vương cũng tiến lên nói vài lời khách sáo. Tuyết Phi tư chất còn thấp, mong là các chủ sau này giúp đỡ nhiều hơn. Đạm Đài Tuyết Phi đáp lễ. Lúc này Lục Lâm Thiên lại nhìn về phía trước, trong lúc hỗn chiến, nhân số sợ rằng có 2-3 nghìn người. Nếu không phải vừa rồi hắn xuất thủ làm cho kinh sợ, sợ rằng sẽ có không ít người chen chúc chạy qua đây. Lục trưởng môn, Tinh Ngục Các chúng ta tới bái phỏng. Lục trưởng môn có thể để cho Tinh Ngục Các chúng ta đi vào trong đó nghỉ ngơi một lát được không? Chúng ta vô cùng cảm kích. Trước không trung lúc này có mấy chục thân ảnh vọt tới, chính là Hắc Linh Vương Ô Trấn Vũ cùng chúng cường giả Tinh Ngục Các. Lục trưởng môn, Kiền Hiên đảo chúng ta tới bái phỏng. Mong Lục trưởng môn có thể để cho Kiền Hiên đảo chúng ta vào phía trong nghỉ ngơi một lát, chúng ta nhất định sẽ cảm tạ. Một thanh âm hùng hậu vang lên, Kim Trùy Vương Kỷ Diệu Tông mang theo đám người Kiền Hiên đảo vào tới phía trước. Phía sau còn có không ít yêu thú, linh thú đang truy đuổi. Hắc Linh Vương, Kim Sĩ Vương. Lục Lâm Thiên nhíu mày, hắn dường như cũng không có bao nhiêu giao tình với đám người Kiền Hiên đảo và Tinh Ngục Các, thế nhưng cũng không có ân oán. Lúc này hai sơn môn này tới cầu tình, nếu như cự tuyệt sợ rằng sẽ vô duyên vô cớ mà đắc tội với hai sơn môn. Hắn đã gây không ít thù hằn, nếu như đắc tội với hai sơn môn này nữa thì tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Nếu như để cho bọn họ tiến đến thì cũng coi như bán cho bọn họ một phần nhân tình, sau này ít nhiều cũng có chỗ hữu dụng. Mời hai vị. Lục Lâm Thiên do dự một lát rồi mỉm cười nói. Hắc Linh Vương và Kim Sĩ Vương dường như không ngờ Lục Lâm Thiên lại nói vậy. Hai người có chút ngoài ý muốn. Kim Sĩ Vương Kỷ Diệu Tông nói. Lục trưởng môn, những lời nói nhảm ta không nói nữa, Kỷ Mỗ nhớ kỹ phần ân tình này của Lục trưởng môn. Nói xong, Kim Sĩ Vương Kỷ Diệu Tông mang theo cường giả trong môn tiến vào trong khu vực an toàn. Đông đảo cường giả trong môn lúc này quay về phía Lục Lâm Thiên thi lễ, vẻ cảm kích trong mắt không thể nào nói hết được. Lục trưởng môn, Ô Mỗ cảm tạ. Ô Trấn Vũ ôm quyền thi lễ. Trong nháy mắt mang theo chúng cường giả trong môn đi vào trong khu vực an toàn. Hai vị không cần khách khí. Lục Lâm Thiên nói. Giống giống. Ô ô. Từng tiếng gầm dữ tợn vang lên. Số người tiến vào trong phạm vi càng nhiều khiến cho vô số yêu thú, linh thú chung quanh chú ý. Cả đám nhanh chóng lao thẳng tới, những người ở bên ngoài có thể tùy thời bị công kích. Lão đại, người quá nhiều, ta sợ áp chế không được đám yêu thú không sợ chết này. Thanh âm oán giận của Tiểu Long truyền tới. Mọi người tiến gần lại nhau hơn một chút. Lục Lâm Thiên nói, lúc này nhân số đã tăng lên khá nhiều. Hơn nữa mùi máu tươi trong không gian quá nồng khiến cho đám yêu thú, linh thú này càng lúc càng bạo ngược. Khí tức của Tiểu Long ngày càng khó có thể ngăn cản bọn chúng. Mọi người nghe vậy lập tức tiến sát lại nhau. Lúc này Lục Lâm Thiên cũng vừa vặn đứng ở bên người Tử Yên và Đạm Đài Tuyết Phi, hai cỗ thân thể mềm mại dán lên người. Hai mùi hương khác nhau truyền tới khiến cho trong lòng Lục Lâm Thiên sao động. Nhưng mà lúc này Lục Lâm Thiên cũng không có tâm tư thưởng thức. Trước không trung hiện tại lại có 10 đạo thân ảnh lao tới, chính là Thu Thủy Vương Bối Hải Linh, Địa Cương Vương Thần Bộ Tiêu, Thần Hỏa Vương Địch Viêm cùng chúng cường giả Nguyệt Long Các, Địa Viêm Đảo, Thần Kim Các. Lục trưởng môn, có thể để cho chúng ta tiến vào nghỉ ngơi một lát được không? Thu Thủy Vương Bối Hải Linh nói. Ba sơn môn này nhìn thấy đám người Kim Sĩ Vương, Hắc Linh Vương đi vào trong khu vực này lập tức ước ao. Lúc Lục Lâm Thiên xuất thủ đối phó với Khôn Dương đảo bọn họ cũng không xuất thủ. Tuy rằng từ đầu mọi người đứng cùng nhau, thế nhưng dù sao cũng không có thủ oán với Phi Linh Môn. Cho nên hiện tại đương nhiên muốn tới hưởng chỗ tốt một chút. Lục Lâm Thiên nhíu mày, trong lòng có chút lạnh lẽo. Đối với ba sơn môn này đương nhiên hắn sẽ không khách khí. Ba sơn môn này còn chưa biết chuyện vạn đảo nhai, thế nhưng một khi biết thì sẽ là tử địch. Mà vì thánh linh giáo hắn tuyệt đối không thể bỏ qua những sơn môn này. Chư vị, nhân số hiện tại đã quá nhiều, các ngươi tự mình cầu phúc đi. Tình huống của Khôn Dương đảo dường như không được tốt lắm. Chư vị cũng nên đi tới giúp đỡ Khôn Dương đảo đi. Lục Lâm Thiên trực tiếp cự tuyệt, hắn sao có thể chiếu cố ba sơn môn này. Nếu như có cơ chuyện. Chuyện như bỏ đá xuống giếng Lục Lâm Thiên cũng không ngại bỏ thêm vài hòn. Hừ,
bị Lục Lâm Thiên cự tuyệt, sắc mặt cường giả thần kim các, Nguyệt Long các, Địa Viêm đảo lập tức trở lên khó coi. Bọn họ không ngờ Lục Lâm Thiên này lại nể mặt Tinh Ngục các và Kiền Hiên đảo thế nhưng lại không nể mặt bọn họ. Nhìn thấy Ba Sơn Môn bị làm nhục, cường giả Tinh Ngục các, Kiền Hiên đảo âm thầm đắc ý. Ngay cả người của Thiên Vân đảo cũng không ngoại lệ, nhìn thấy người khác mất mặt, đặc biệt là những sơn môn âm thầm cạnh tranh nhau bao nhiêu năm nay thì là một chuyện vô cùng hài lòng. Hừ, Lục Lâm Thiên, thần kim các ta sẽ nhớ kỹ chuyện này. Phanh phanh. Cùng lúc đó có một đám lớn yêu thú, linh thú vây công tới. Mọi người lại phải tiếp tục xuất thủ ngăn cản. Những yêu thú, linh thú còn thú cốt khôi lỗi này đã bắt đầu khiến cho mọi người có chút e ngại. A! À, phía xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết, không ngừng có người ngã xuống. Người ngã xuống thấp nhất cũng là xuất cấp, cường giả vương cấp ngã xuống cũng không ít. Khắp nơi là thi thể, mùi máu tanh tràn ngập phía chân trời. Lục Lâm Thiên nhìn vào cảnh này, khóe miệng nhếch lên mang theo hàn ý. Phía xa, trong Khôn Dương đảo dường như có hai trưởng lão vương cấp bị thương nặng, không nhận tôn giả đang bảo vệ mọi người, thế nhưng cũng vô cùng chật vật. Trong Linh Vũ giới, có Huyền Minh tôn giả bảo hộ, chung quy vẫn tốt hơn so với nhân mã của các thế lực khác. Còn những tán tu và người của các thế lực khác hiện tại vô cùng thảm. Quả thực muốn chạy cũng không thể chạy thoát. Một khi bị đám yêu thú, linh thú còn có thú cốt khôi lỗi bao vây thì không chết không ngớt. Gần 3.000 người có lẽ hiện tại số người ngã xuống đã hơn mấy trăm, người thương nhẹ, thương nặng vô số. Mà số yêu thú, linh thú bị đánh chết cũng có không ít. Đếm sơ qua cũng phải hơn 1.000 đầu, trong đó có hơn phân nửa là do cường giả tôn cấp đánh chết. Mà những yêu thú, linh thú bị thương dường như không có một chút ảnh hưởng nào, chỉ cần không chết thì sẽ lập tức điên cuồng công kích. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nhìn chung quanh, chờ sau khi đám người này lưỡng bại câu thương tới một trình độ nhất định, đến lúc đó hắn cũng có thể thuận lợi đi tới cửa thứ ba. Ngao! Lúc này bỗng nhiên có mấy tiếng gầm gừ xuyên thấu không gian truyền tới. Thanh âm vừa dứt, trong bầu trời đột nhiên xuất hiện một đầu yêu thú khổng lồ. Thanh âm giống như rồng ngâm. Toàn thân tràn ngập lân phiến màu trắng. Cái miệng dữ tợn mở ra, thân thể khổng lồ lơ lửng phía chân trời. Thân thể di chuyển mang theo từng cơn cuồng phong, uy áp kinh người tràn ra khiến cho gợn sóng trong không gian nhộn nhạo. Long linh mãng viễn cổ. Lục Lâm Thiên nhíu mày, hắn không ngờ lúc này long linh mãng viễn cổ này lại xuất hiện. Thực lực của đầu long linh mãng viễn cổ này không dưới bản hủy, lại là linh vương ở thế giới bên ngoài. Ngao. Đầu long linh mãng viễn cổ này vừa mới xuất hiện trong nháy mắt giống lên một tiếng. Thanh âm chói tai quanh quẩn trong không gian, bằng vào mắt thường có thể thấy được, thanh âm xuyên thấu không gian mang theo tầng tầng lớp lớp gợn sóng trong không gian. Tất cả cẩn thận một chút, đây là linh hồn công kích của long linh mãng viễn cổ. Hắc phủ biến sắc, hắc bào trên người tung bay. Một đạo quang cháo vô hình bao phủ mấy người Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Như Hoa, Thiên Sĩ Tuyết Sư. Bàn Hủy và Bàn Vân cũng đã nhanh chóng bố trí quang chóa bảo hộ hai tiểu tử Bảo Nhi, Bối Nhi vào bên trong. Lục Lâm Thiên cũng đã cảm giác được không bình thường, nghe Hắc Vũ nói vậy lập tức đề phòng. Thế nhưng lúc này từng tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng trong không trung. A, à, không ít cường giả vương cấp, thậm chí là tôn cấp nghe thấy thanh âm sắc bén này ngay từ đầu còn tưởng rằng là tiếng thú minh bình thường. Thế nhưng không ngờ khi thanh âm này lọt vào tai lại hóa thành linh hồn công kích kinh người, tức thì không gian trong đầu bị linh hồn công kích của long linh mãng viễn cổ. Linh thú bát giai, thực lực của đạo công kích này không cần phải nó ầm những người thực lực thấp, ngay cả cường giả vương cấp trong nháy mắt phun ra một ngụm máu, ánh mắt dại ra. Ô ô, trong nháy mắt này, yêu thú chung quanh giống như không bị tổn hao chút nào, lập tức lao thẳng về phía trước. Trong sát na... Một đám lớn cường giả vương cấp ngay cả hồn anh cũng không thể chạy trốn, biến thành từng mảnh nhỏ dưới móng vuốt của yêu thú và linh thú. Mà ngay cả một ít tôn cấp có thực lực thấp cũng bị ảnh hưởng không ít. Trời ạ, là long linh mãng viễn cổ, nơi này không ngờ lại có linh thú kinh khủng như vậy. Mọi người cẩn thận, là long linh mãng viễn cổ, linh thú này có công kích linh hồn vô cùng kinh khủng. Một đám lớn cường giả trúng chiêu, một cường giả tôn cấp quát lớn. Trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Đầu long linh mãng viễn cổ trước mặt mọi người hiện tại không phải là yêu thú bình thường a. Long linh mãng viễn cổ, không ngờ lại còn có vật này. Tử Yên, Đạm Đài Tuyết Phi nhìn đầu quái vật rồng không ra rồng trước mặt, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên sự kinh ngạc.
Ngao! Long linh mãng viễn cổ khổng lồ rít lên một tiếng, thân hình khổng lồ mang theo tốc độ cực nhanh trong nháy mắt lao thẳng về phía một trưởng lão vương cấp của Khôn Dương đảo. Cái miệng dữ tợn trên thân thể khổng lồ kia mở ra. Dưới răng nanh sắc bén, trong không gian lập tức xuất hiện một cái khe màu đen. Cẩn thận! Không nhận tôn giả hét lớn với trưởng lão kia một tiếng rồi lao thẳng về phía long linh mãng viễn cổ. Nhiệt xúc, lui lại cho ta. Long linh mãng viễn cổ cảm nhận không nhận tôn giả đánh tới, một tiếng giống vang vọng, cái đuôi màu trắng to lớn sau lưng nhanh như thiểm điện quật về phía trước. Chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước người không nhận tôn giả, trước cái đuôi mang theo thanh âm bạo liệt trầm thấp, trực tiếp đánh văng gợn sóng trong không gian, hung hăng đánh về phía không nhận tôn giả. Sắc mặt không nhận tôn giả đại biến, dường như không ngờ tới tốc độ của đầu long linh mãng viễn cổ này lại nhanh như vậy. Một đạo trưởng ấn phá không trong nháy mắt được đánh ra. Giống. Trước cái miệng lớn dữ tợn của long linh mãng, trưởng lão Khôn Dương đảo kia ngay cả thời gian né tránh cũng không có, trong nháy mắt bị long linh mãng nuốt trọn. Răng nanh sắc bén trực tiếp đem cường giả vũ vương này cắn thành hai đoạn. Phanh phanh phanh. Đồng thời, trưởng ấn của không nhận tôn giả và cái đuôi của long linh mãng va chạm. Ngay sau đó một thanh âm bạo liệt giống như tiếng sấm vang vọng trong bầu trời. Thanh âm bạo liệt khuếch tán ra bốn phía. Phanh phanh. Trong bầu trời, trưởng ấn và cái đuôi màu trắng trong nháy mắt bắn ra, một cỗ năng lượng kinh khủng giống như một cơn lốc trong nháy mắt khuếch tán ra bốn phía, bao phủ không gian mấy nghìn thước. Khục khục. Không nhận tôn giả trực tiếp lảo đảo lùi về phía sau. Mà lúc này cái đuôi to lớn của đầu long linh mãng viễn cổ kia bị đánh văng ra, một đám lớn lân phiến bị đánh vỡ. Thân hình to lớn cũng bị đẩy lùi theo cái đuôi. Thế nhưng dường như đầu long linh mãng này không bị đau đớn, thân hình to lớn trực tiếp đánh về phía người của Nguyệt Long Các, cái đuôi khổng lồ hung hăng quét xuống. Cẩn thận! Trong Nguyệt Long Các, một cường giả linh tôn hét lớn một tiếng, bàn tay mang theo một cỗ linh lực tinh luyện cùng với tiếng xé gió chói tai bắn về phía trước. Cảm nhận đạo linh lực tinh luyện kia, cái đuôi của long linh mãng quẫy mạnh, trực tiếp chống lại đạo linh lực tinh luyện. Đầu đuôi khổng lồ hung hăng quét ngang. Chỉ trong sát na đem hai cường giả vương cấp không kịp đào tẩu đánh bay. Hai người này hung hăng đập vào mặt đất phía xa, sau đó bị vô số yêu thú, linh thú vây công đánh tới. Ngao! Đầu long linh mãng viễn cổ này dường như còn chưa hài lòng, miệng rít gào một tiếng, ánh mắt nhìn về phía cường giả linh tôn của Nguyệt Long Các vừa công kích nó. Trong miệng đánh ra một đạo công kích linh hồn bằng âm ba. Công kích linh hồn bàng bạc bạo phát, khiến cho chung quanh rung động giống như long trời lở đất. Gợn sóng trong không gian nứt nẻ. Khục khục. Dưới cỗ công kích bằng linh hồn này, không ít trưởng lão vương cấp của Nguyệt Long Các trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Phía xa cũng có không ít người bị ảnh hưởng. Ba động của công kích linh hồn hầu như bao phủ toàn bộ phía chân trời. Dưới công kích linh hồn cuồng bạo, cho dù là cường giả tôn cấp tuyệt đối cũng phải ẩn núp. Phanh phanh phanh. Chúng cường giả vương cấp bị dư ba của linh hồn công kích tức thì ngây dại trong chốc lát. Trong chốc lát ngắn ngủi này có vô số yêu thú, linh thú đánh tới. Chỉ trong chớp mắt có không ít cường giả vương cấp vì vậy mà ngã xuống. Những người tránh thoát được một kiếp thì lập tức hít sâu một hơi, mồ hôi lạnh không ngừng ứa ra. Hay cho linh hồn công kích bằng âm ba quỷ dị này. Lục Lâm Thiên nhíu mày, công kích linh hồn quỷ dị này truyền từ tai vào, khó mà đề phòng, cũng không thể ngăn cản, giống như là một chiếc châm, cực kỳ cuồng bạo. So với linh hồn công kích của thị huyết linh phong còn mạnh hơn nhiều, không hổ là linh thú viễn cổ. Đầu long linh mãng viễn cổ này vô cùng lợi hại, trước tiên mọi người cùng nhau liên thủ đánh chết đầu long linh mãng viễn cổ này. Bằng không tất cả mọi người sẽ gặp phiền phức. Trong Nguyệt Long Các có một cường giả linh tôn lớn tiếng nói, thanh âm khách tán trong không gian. Tốt, cùng nhau liên thủ đánh chết đầu nghiệt xúc này. Không nhân tôn giả của Khôn Dương đảo chịu thiệt thòi trong tay long linh mãng là người đáp lại đầu tiên. Thực lực của một mình hắn không thể đánh chết được đầu long linh mãng viễn cổ có thực lực khủng bố này. Mọi người cùng nhau đánh chết đầu nghiệt xúc này cũng tốt, đồng loạt ra tay, mau chóng giải quyết nó. Trong thần kim các cũng có cường giả tôn cấp lên tiếng. Cường giả tôn cấp của địa viêm đảo cũng đáp lại, ai cũng biết, nếu như đầu long linh mãng viễn cổ này còn tồn tại thì tổn thất của mọi người sẽ càng thêm nghiêm trọng. Công kích. Trong nháy mắt bốn cường giả tôn cấp ra tay, chân khí, linh lực trong cơ thể bạo phát, hầu như không có chút đình trệ nào, thân thể lóe lên, trực tiếp bắn về phía đầu long linh mãng viễn cổ kia.
dưới cỗ khí thế kinh người của bốn cường giả tôn cấp, toàn bộ không trung run rẩy. Đầu long linh mãng viễn cổ này không xong rồi. Lục Lâm Thiên nhíu mày, trong Khôn Dương đảo, Nguyệt Long Các, Địa Viêm đảo, Thần Kim Các đều phái ra một cường giả tôn cấp, ba vũ tôn một linh tôn, bốn người đều là cường giả không kém, tu vi đạt tới tam trọng, nếu như thực sự động thủ, chỉ sợ ngay cả một người đầu long linh mãng viễn cổ này cũng khó đối phó được, sợ rằng tối đa cũng chỉ lưỡng bại câu thương mà thôi. Lúc này bốn cường giả tôn cấp tam trọng liên thủ, đầu long linh mãng viễn cổ này chết chắc rồi. Ngao! Nhìn thấy bốn người đánh tới, thân thể long linh mãng viễn cổ run lên, hai mắt đỏ rực, miệng giống lên một tiếng giận dữ mang theo quang mang màu trắng chói mắt phóng lên cao rồi quay lại đánh về phía bốn người. Nghiệt xúc, muốn chết! Không nhận tôn giả hét lớn một tiếng, chân bước ra một bước, toàn bộ không trung giống như rung chuyển. Gợn sóng trong không trung dưới chân khuếch tán, nhộn nhạo. Thực lực vũ tôn tam trọng của hắn tuyệt đối là siêu cấp cường giả, thân thể trong nháy mắt nhanh như thiểm điện bắn về phía long linh mãng viễn cổ. Trong tay mang theo một đạo phong nhận cùng với thanh âm bạo liệt không ngừng vang vọng hung hăng đánh về phía long linh mãng viễn cổ. Siêu siêu. Đồng thời, trong tay ba cường giả tôn cấp khác ngưng tụ ra một đạo công kích bàng bạc kinh khủng nhanh chóng đánh về phía trước. Bốn đạo chân khí, linh lực bàng bạc bạo phát, liên tê yếp đánh vào trên người long linh mãng viễn cổ. Tức thì trên vô số lân phiến trên người đầu long linh mãng viễn cổ này phát ra âm hưởng giống như kim loại, thân thể khổng lồ của nó hung hăng bị đánh bay đi. Dưới sự liên thủ vây công của bốn cường giả tôn cấp, nó cho dù mạnh mẽ tới đâu cũng không phải là đối thủ. Ngao! Long linh mãng viễn cổ rít lên một tiếng, bốn cường giả tôn cấp này khiến cho nó bị đau đớn không ít. Thân thể nặng nề đập xuống mặt đất, trực tiếp đập cho vô số yêu thú lục giai và một yêu thú thất giai phía dưới thành đống thịt nát. Nghiệt xúc, ngày hôm nay bản tôn phải lấy mạng của ngươi. Thân ảnh không nhận tôn giả đánh xuống, thủ ấn trong tay được kết, một cỗ linh lực vô hình ba động rồi tạo thành một vòng tròn khuếch tán. Một đạo trưởng ấn trong nháy mắt đánh vào trên cái đầu khổng lồ của long linh mãng viễn cổ. Phanh phanh! Dưới công kích cường hãn này, tốc độ của long linh mãng cũng vô cùng nhanh chóng, từ trong mi tâm của nó trong nháy mắt có một đạo quang tụ màu trắng phóng lên cao. Đạo quang trụ màu trắng này lập tức hóa thành một dáng dấp giống như bản thể của nó như đúc. Chỉ là thân thể có chút hư ảo, đầu long linh mãng hư ảo này kéo tới phía chân trời, một cỗ linh hồn lực bàng bạc vô cùng kinh khủng từ trong cơ thể hư ảo kia không ngừng tràn ra khiến cho vô số người ở phía dưới trực tiếp cảm thấy đau đớn trong đầu, ánh mắt dại ra. Công kích thiên phú của long linh mãng viễn cổ, thân ngoại hồn thân. Tử Yên nhìn thân ảnh hư ảo của long linh mãng, sắc mặt vô cùng kinh ngạc. Có thể có thiên phú công kích cũng chỉ có tứ đại hoàng tộc, còn có yêu thú, linh thú viễn cổ, cả đám đều có huyết mạch vô cùng mạnh mẽ. Ngao! Thiên phú công kích của long linh mãng viễn cổ vừa ra, trong nháy mắt đã đánh tới trưởng ấn của không nhận tôn giả. Công kích xuyên qua trưởng ấn hóa thành một cơn lốc bằng linh hồn lực bao phủ không nhận tôn giả vào bên trong. Phanh! Trưởng ấn còn lại vẫn đánh vào trên đầu long mãng viễn cổ. Long mãng viễn cổ bị một đòn nghiêm trọng. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, hai tròng mắt ngốc trệ, ánh mắt đỏ rực kia không ngờ đã bắt đầu có chút bình thường, dường như dưới đạo trưởng ấn này khiến cho nó thoát khỏi sự ảnh hưởng của năng lượng quỷ dị kia, đánh cho nó thanh tỉnh trở lại. Khục khục, không nhận tôn giả bị cơn lốc bằng linh hồn bao phủ dùng toàn lực thoát khỏi công kích, sắc mặt trắng bệch, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Dưới đạo công kích bằng linh hồn bàng bạc này, hắn đã bị thương nặng, linh hồn cũng bị thương nặng, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Trong lòng vô cùng hối hận. Nhìn thấy không nhận tôn giả bị long linh mãng viễn cổ đánh cho phun máu tươi, ba tôn giả khác đều âm thầm cảm thấy sảng khoái. Không nhận tôn giả này không ngờ lại không biết long linh mãng có công kích thiên phú vô cùng kinh khủng, mà không nhận tôn giả này không bị trực tiếp đánh chết đã là rất không tồi rồi. Trong đầu không nhận tôn giả này sợ rằng có linh khí thủ hộ linh hồn. Hắc Phú truyền âm vào trong tai Lục Lâm Thiên nói. Công kích thiên phú của long linh mãng viễn cổ nếu như không có bất ngờ thì xảy ra thì không nhận tôn giả này không chết mới là lạ. Thế nhưng hiện tại người này chỉ bị thương nặng, có lẽ trong đầu có linh khí thủ hộ linh hồn. Thiên phú của long linh mãng rất mạnh, thực lực cũng kinh khủng. Lục Lâm Thiên nhíu mày, long linh mãng viễn cổ này không dưới bàn hủy và bàn vân. Chết đi! Đồng thời, ba cường giả tôn cấp của địa viêm đảo, Nguyệt Long Các. Thần Kim Các tức thì lao thẳng về phía long linh mãng viễn cổ.
ba người đều mang theo công kích kinh khủng trực tiếp đánh xuống phía dưới. Long Linh Mãng thi triển công kích thiên phú đã tiêu hao không ít, đồng thời còn bị không nhận tôn giả công kích, trên người lại bị thương, ánh mắt hiện tại đã khôi phục lại bình thường. Nhìn thấy ba cường giả tôn cấp đánh tới, nó lập tức chạy trốn. Phanh phanh phanh, ba cường giả tôn cấp đã sớm phong tỏa không gian, tốc độ của Long Linh Mãng bị ảnh hưởng vô cùng lớn, trực tiếp bị chúng công kích. Ba đạo công kích mạnh mẽ tức thì rơi vào trên thân thể to lớn của nó. Ngao! Dưới ba cỗ lực lượng mạnh mẽ, Long Linh Mãng viễn cổ ngửa mặt lên trời kêu lên một tiếng thảm thiết, tiếng kêu thảm thiết vừa dứt, thân thể to lớn cũng từ trên bầu trời rơi xuống. Lân phiến trên người rơi xuống, máu tươi bắn ra giống như đột nhiên có một cơn mưa máu vậy. Mà dưới công kích nghiêm trọng bực này, thân thể nặng nề đập vào mặt đất, tức thì mặt đất rung chuyển. Thân hình Long Linh Mãng ầm ầm đập xuống mặt đất, cả mặt đất dường như đều kịch liệt run rẩy, giống như là địa chấn vậy. Từng cái khe to như cánh tay không ngừng lan tràn ra chung quanh. Vô số yêu thú, linh thú và thú cốt khôi lỗi bị đập nát bét, vô duyên vô cơ bị ảnh hưởng. Khục khục. Trong miệng Long Linh Mãng viễn cổ lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, khí tức suy yếu. Công kích nghiêm trọng như vậy nó không chết là bởi vì tuy rằng thân là linh thú, thế nhưng lực phòng ngự của bản thể nó cũng cực kỳ cường hãn. Bàn Hủy huynh, Bàn Vân Tẩu, theo ta đi một chút rồi trở lại. Lục Lâm Thiên truyền âm nói với hai người Bàn Hủy, Bàn Vân rồi lập tức thả người nhảy về phía trước. Bàn Hủy, Bàn Vân đem Bảo Nhi, Bối Nhi giao cho Lục Tâm Đồng rồi đuổi theo đuôi Lục Lâm Thiên. Lực phòng ngự của đầu nghiệt xúc này quả thực không tồi, chết đi. Cường giả tôn cấp tam trọng của Địa Viêm Đảo lần nữa lao thẳng về phía Long Linh Mãng viễn cổ đang suy yếu nắm trên mặt đất. Một đạo chân khí tinh luyện đột nhiên bắn về phía trước. Thân hình to lớn suy yếu trên mặt đất của Long Linh Mãng không ngừng giãy giụa, miệng liên tục phát ra những tiếng giống thống khổ. Máu tươi như dòng suối nhỏ từ trong lân phiến tràn ra. Nó thậm chí còn không biết là chuyện gì đã xảy ra, bị nhiều cường giả tôn cấp như vậy vây công. Nó chỉ nhớ rõ sau khi mình tới cấm địa này thì bị năng lượng quỷ dị kia khống chế, tất cả những chuyện khác nó hoàn toàn không nhớ rõ nữa. Nhân loại đáng chết, bản vương nhất định phải băm vằm các ngươi thành vạn đoạn. Mắt nhìn thấy vũ tôn kia một lần nữa đánh tới, Long Linh Mãng viễn cổ ngửa mặt lên trời giống lên một tiếng giận dữ, trong thanh âm tràn ngập sát ý và giận dữ. Nó cũng không biết vì sao nơi này lại đột nhiên có nhiều cường giả nhân loại như vậy xuất hiện. Tuy rằng đầu Long Linh Mãng viễn cổ này nổi giận, thế nhưng vốn bản thân đã cực kỳ suy yếu cho nên cũng không có bao nhiêu sức phản kháng. Long Linh, ta cứu ngươi một lần. Ngay khi đạo chân khí tinh luyện của vũ tôn kia đánh tới, một thanh âm nhẹ nhàng trong nháy mắt truyền tới. Lời còn chưa dứt, một thân ảnh xinh đẹp xuất hiện trước thân thể to lớn của Long Linh Mãng. So với thân hình của Long Linh Mãng, thân ảnh xinh đẹp này quả thực giống như một con kiến đứng trước con voi. Bất quá! Khí thế trên người thân ảnh xinh đẹp này không dưới Long Linh Mãng viễn cổ chút nào. Thân ảnh xinh đẹp xuất hiện, gợn sóng quanh thân trong nháy mắt vặn vẹo. Yêu nguyên bàng bạc hội tụ sau đó hóa thành một đạo quyền ấn cực lớn. Năng lượng kinh khủng ấn chứa trong quyền ấn trực tiếp khiến cho không gian chung quanh ba động. Siêu siêu, cánh tay vung lên, quyền ấn trong nháy mắt mang theo thanh âm xé gió giống như thiểm điện bắn về phía đạo chân khí tinh luyện ở phía chân trời. Phanh phanh. Hai cỗ lực lượng va chạm, thanh âm bạo liệt giống như tiếng sấm vang vọng không trung. Thân hình vũ tôn tam trọng của Địa Viêm Đảo lảo đảo lui lại, mà thân ảnh xinh đẹp kia cũng bị đẩy lui. Mỗi một bước đều khiến cho mặt đất nứt nẻ, liên tiếp lùi lại mấy bước mới đứng vững được. Bàn Vân, sao lại là ngươi? Long Linh Mãng viễn cổ đang nổi giận nhìn thấy thân ảnh xinh đẹp kia tức kinh ngạc nói. Bàn Hủy, sao các ngươi lại tới đây? Long Linh, ngươi tỉnh rồi sao? Bàn Hủy và Lục Lâm Thiên trong nháy mắt đáp xuống trước mặt Long Linh Mãng. Điều này phải đa tạ một trưởng của nhân loại nọ mới khiến ta tỉnh lại. Ánh mắt Long Linh Mãng viễn cổ đảo qua trên người Lục Lâm Thiên, rõ ràng đây là nhân loại, thế nhưng hắn lại cảm thấy kỳ quái, vì sao hai người Bàn Hủy, Bàn Vân lại ở cùng một chỗ với nhân loại này. Long Linh, người tỉnh là tốt rồi, chúng ta là người đứng đầu ở đây, cũng không thể để cho nhân loại kiêu ngạo. Bàn Vân quay đầu nhìn Long Linh Mãng viễn cổ rồi nói. Bàn Hủy, Bàn Vân, sau khi trở về ta sẽ không tìm các người gây phiền toái nữa. Diễn Linh Thánh quả kia ta cũng không đoạt với hai người nữa. Nhìn Bàn Vân và Bàn Hủy,
Trong mắt Long Linh Mãng Viễn Cổ hiện lên vẻ cảm kích, nói. Các ngươi cẩn thận, thực lực những nhân loại này rất mạnh. Long Linh cô nương, những người này không đủ để gây sợ hãi, nếu chúng ta muốn cứu ngươi thì nhất định có thể làm được. Lâm Thiên đưa mắt nhìn Long Linh Mãng Viễn Cổ, tay móc ra một khỏa đan dược chữa thương thất giai cao phẩm vứt cho Long Linh Mãng rồi nói. Trước tiên ăn vào đan dược chữa thương đi, ở đây giao cho chúng ta là được rồi. Ngươi không phải là người cùng một bọn với đám người kia sao? Long Linh Mãng Viễn Cổ do dự một chút, cảm nhận khí tức trên đan dược kia, nó lập tức há mồm nuốt vào trong miệng. Ánh mắt nhìn Lục Lâm Thiên có chút nghi hoặc, sau đó lại nhìn vào trên người hai người Bàn Hủy và Bàn Vân. Người này là trưởng môn của chúng ta, sau này lại nói tiếp, trước tiên ngươi cứ chữa thương đi. Lục Lâm Thiên, ngươi muốn làm cái gì? Lẽ nào ngay cả việc này ngươi cũng muốn nhúng tay sao? Cùng lúc đó, bốn cường giả tôn cấp tam trọng nhìn về phía Lục Lâm Thiên, ánh mắt biến đổi. Phía xa có không ít người đang chiến đấu kịch liệt với yêu thú và linh thú cũng nhìn về bên này. Không phải ta muốn nhúng tay, mà Long Linh cô nương có không ít quan hệ với Bản Vân Tẩu và Bản Hủy huynh của ta, các ngươi đối phó với nàng, bút sổ sách này sau này ta sẽ chậm rãi tính với các ngươi. Lục Lâm Thiên đưa mắt đảo qua bốn cường giả tôn cấp, trong bốn siêu cấp cường giả này không nhận tôn giả đã bị thương nặng, linh hồn cũng bị tổn thương, uy hiếp không lớn. Ba người còn lại kia, Bàn Vân và Bàn Hủy dưới tình huống bình thường sợ rằng cũng không ngăn cản được. Thế nhưng lúc này tất cả mọi người đều muốn bảo lưu thực lực, sợ rằng cũng đủ để chống lại. Lục Lâm Thiên, ngươi đừng quá phận, đến lúc đó đừng trách ta lấy lớn ức hiếp nhỏ. Trong Nguyệt Long Các có một lão bà trầm giọng nói. Thực lực linh tôn tam trọng, linh lực trong cơ thể không hề giữ lại mà bạo phát, câu dẫn năng lượng bàng bạc trong thiên địa, uy áp tràn ngập không trung. Đánh chết một đầu linh thú bát giai, đây là chỗ tốt khó gặp. Linh thú bát giai a, toàn thân đều là bảo vật. Huống chi đây lại là Long Linh Mãng Viễn Cổ, nếu không phải tự biết bản thân mình không thể thu phục được Long Linh Mãng Viễn Cổ thì bốn người này sợ rằng đã liều lĩnh thu phục đầu Long Linh Mãng Viễn Cổ này rồi. Hiện tại thật vất vả mới đánh cho đầu Long Linh Mãng này suy yếu tới tình trạng như vậy, nửa đường lại xuất hiện một Lục Lâm Thiên, nếu không phải biết bên người Lục Lâm Thiên có hai đầu yêu thú bát giai thì bọn họ đã sớm xuất thủ đánh chết. Vừa rồi Lục Thiếu Du không cho bọn họ mặt mũi, đặc biệt là Khôn Dương Đảo thì không cần phải nói, chỉ có thể dùng từ thù sâu như biển để hình dung. Muốn uy hiếp trưởng môn ta sao? Nếu như các ngươi không phục thì cứ việc động thủ, để xem chúng ta có sợ các ngươi hay không. Bàn Hủy hét lớn một tiếng, một cỗ long uy kinh người từ trong thân thể tuôn ra, khí thế giống như bế nghĩa thiên hạ. Đối mặt với ba cường giả tôn cấp hiện tại Bàn Hủy không hề e ngại, có Hắc Vũ ở phía sau đủ để đối phó với mấy cường giả tôn cấp này. Thực lực của Hắc Vũ bọn họ cũng biết, có thể đơn giản đánh chết mấy cường giả tôn cấp này. Nghe Bàn Hủy nói vậy, ánh mắt bốn cường giả tôn cấp trầm xuống. Không nhận tôn giả, Phong Linh tôn giả, Chân Cương tôn giả. Xích Phú tôn giả, nếu như Long Linh Mãng Viễn Cổ và Lục trưởng môn có liên quan, nếu như các người động thủ thì Kiền Hiên đảo chúng ta sẽ vô giúp vui một chút. Phía xa, thanh âm của Kim Sí Vương vang lên, đủ để khiến cho toàn bộ mọi người nghe rõ. Mấy vị tôn giả, nếu như dám động tới Lục trưởng môn thì Thiên Vân đảo chúng ta sẽ tuyệt đối không đứng nhìn. Đạm Đài Tuyết Phi nhíu mày, thanh âm ôn nhu quyến rũ truyền ra, cũng mang theo một cỗ khí thế không thể khinh thường. Ha ha. Nhật Sát Các ta và Lục lão đệ có quan hệ như thế nào cũng không cần phải nói nữa. Ai dám động thủ, Nhật Sát Các ta là người thứ nhất không để yên cho hắn. Thanh âm của Phiên Hải Vương Lạc Liên Hồng truyền tới. Tinh Ngục Các ta nhận ân huệ của Lục trưởng môn đương nhiên cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thanh âm của Hắc Linh Vương truyền ra. Lục Lâm Thiên nhíu mày, Nhật Sát Các đứng chung một chiến tuyến là chuyện Lục Lâm Thiên đã dự liệu từ trước. Thế nhưng thật không ngờ, Kiền Hiên Đảo, Tinh Mục Các, còn có Thiên Vân Đảo lại nói như vậy, quả thực vô cùng bất ngờ. Trong đoàn người phía xa, sắc mặt đám người linh vũ giới khẽ đổi, đặc biệt là Huyền Minh tôn giả, sắc mặt ngày càng khó coi. Hắn không ngờ Lục Lâm Thiên lại có quan hệ với Kiền Hiên Đảo, Thiên Vân Đảo và Tinh Mục Các. Nếu như bọn hắn muốn đối phó, tới lúc đó độ khó không nhỏ. Thầy Bốn Sơn Môn Nhật Sát Các, Kiền Hiên Đảo tỏ rõ thái độ, ánh mắt bốn cường giả tôn cấp trầm xuống, cũng không có cách nào. Thực lực một mình Lục Lâm Thiên bọn họ sẽ động thủ không chút do dự. Nhưng lại có thêm hai đầu yêu thú bát giai kia sợ rằng không dưới Long Linh Mãng Viễn Cổ,
nếu như thực sự động thủ tuyệt đối là lưỡng bại câu thương. Chư vị nếu không có việc gì thì lui ra đi thôi. Nơi này nếu như động thủ thì tiêu hao so với bên ngoài nhiều hơn mấy lần. Vạn nhất tiêu hao quá nhiều, các ngươi nhất định sẽ chết, cho nên ngàn vạn lần đừng trêu chọc ta. Còn nữa, đám người trong sơn môn các ngươi, hình như lại vừa chết thêm mấy người, nếu như chết sạch toàn bộ thì không tốt chút nào nha. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nhìn bốn tôn giả trên bầu trời. Lục Lâm Thiên, ta sẽ nhớ kỹ chuyện này. Ánh mắt lão bà của Nguyệt Long Các vô cùng lạnh lẽo. Đường đường là tôn giả không ngờ Lục Lâm Thiên lại không đặt vào trong mắt, tức giận không cần phải nói. Nàng quay đầu nhìn lại, lúc này dưới vô số yêu thú vây công, trong môn có không ít cường giả vương cấp bị thương nặng thêm, sắc mặt lập tức khó coi tới cực điểm. Phong Linh tôn giả, ta sẽ đợi. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trong nháy mắt trầm xuống, hàn ý lạnh thấu xương tràn ra. Hiện tại không phải là nơi thích hợp xuống tay với những người này, dọc đường đi còn có không ít nguy hiểm, chung quy vẫn phải lưu lại một ít người chết thay mới được. Đợi đến cuối cùng, ai không buông tha ai cũng không nhất định. Phanh phanh, trong thanh âm bạo liệt, trong mấy sơn môn lại bắt đầu có người ngã xuống. Hỗn đản, nhiệt xúc chết tiệt. Mấy cường giả tôn cấp lúc này cũng không thể trì hoãn được nữa, cả đám đều dùng ánh mắt oán hận nhìn Lục Lâm Thiên. Thân hình trong nháy mắt lao thẳng xuống phía, dưới như phát tiết sự oán hận của mình với Lục Lâm Thiên vào đám yêu thú, linh thú phía dưới. Phanh phanh phanh. Mấy cường giả tôn cấp nổi giận xuất thủ, lúc này dùng toàn bộ thực lực, dẫn động năng lượng bàng bạc trong thiên địa. Lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt khuếch tán ra toàn bộ không gian. Bốn người xuất thủ trực tiếp khiến cho hơn 10 đầu yêu thú, linh thú thất giai và thú cốt khôi lỗi bị đánh thành cho tàn. Giết, giết sạch đám này. Những cường giả thế lực nhỏ và tán tu còn lại lúc này cũng nổi giận. Bọn họ vốn bị những yêu thú và linh thú này áp chế, cũng không dám xuất thủ quá mức khiến cho tiêu hao quá nhiều. Dưới khí tức máu tanh này bọn họ giết gần như đỏ cả mắt, bắt đầu xuất thủ toàn lực, từng đầu yêu thú linh thú trong nháy mắt bị đánh chết. Bàn hủy, bàn vân, đa tạ. Quang mang quanh thân Long Linh Mãng Viễn Cổ khổng lồ chợt lóe rồi hóa thành thân thể hình người, thân thể linh lung. Toàn thân mặc một bộ y phục màu trắng bao phủ thân thể cực kỳ mê người. Dung nhan có thể so với nữ tử tuyệt mỹ trong nhân loại, khí chất có thêm một loại yêu mị mà nhân loại không có được, chỉ là trên khuôn mặt xinh đẹp kia lúc này tái nhợt, khí tức cực kỳ suy yếu. Kỳ thực cũng không cần cảm tạ chúng ta, bởi vì trưởng môn mới là người cứu ngươi. Bàn Vân nói với Long Linh Mãng. Ánh mắt Long Linh Mãng đảo qua trên người Lục Lâm Thiên, lập tức nói. Nhân loại. Đa tạ ngươi. Long Linh cô nương khách khí rồi, bất quá thương thế của cô nương hiện tại không nhẹ, có lẽ rất dễ lại bị khí tức quỷ dị trong không gian này khống chế, không bằng trước tiên đi theo bên người chúng ta, được không? Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn Long Linh nói, thương thế hiện tại của Long Linh sợ rằng cực kỳ nghiêm trọng. Ngươi là nhân loại sao phải giúp ta, giết ta chỗ tốt đối với ngươi sợ rằng còn lớn hơn nữa à? Long Linh nhíu mày. Ánh mắt mang theo sự cảnh giác và hồ nghi nhìn Lục Lâm Thiên. Giúp ngươi, thứ nhất là bởi vì ta nhìn mấy người kia không vừa mắt. Thứ hai ta muốn Long Linh cô nương gia nhập phi linh môn của ta. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Đương nhiên, gia nhập phi linh môn hay không phải xem ý tứ của Long Linh cô nương. Ta cũng biết Long Linh cô nương tuyệt đối sẽ không đơn giản gia nhập phi linh môn. Chuyện này cũng không sao cả, có thể quen biết Long Linh cô nương cũng là một chuyện không tồi. Ngày hôm nay giúp Long Linh cô nương, nói không chừng một ngày nào đó ta lại có chuyện nhờ Long Linh cô nương hỗ trợ. Nhân loại, người quả thực vô cùng thẳng thắn, thế nhưng đúng là ta không muốn gia nhập phi linh môn gì đó của ngươi, đối với nhân loại ta không có một chút hứng thú nào. Sắc mặt Long Linh biến hóa một hồi rồi nhìn chăm chú vào Lục Lâm Thiên rồi nói. Ta nói rồi, không sao cả, Long Linh cô nương hiện tại có thương tích trong người. Trước tiên cứ yên tâm đi theo bên người ta một đoạn thời gian, cũng an toàn hơn một chút. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Cũng tốt. Long Linh do dự một chút, dường như không còn lựa chọn nào khác. Cỗ năng lượng quỷ dị trong không gian này khiến cho người khác trong lúc vô hình bị khống chế. Bản thân nàng đã bị thương nặng, nếu như những cường giả nhân loại khác gặp nàng, tuyệt đối sẽ ra tay lấy mạng. Khóe miệng Lục Lâm Thiên nhếch lên mang theo một chút tiêu ý. Khi mọi người trở lại, nhìn thấy Lục Lâm Thiên mang theo Long Linh bên người khiến cho không ít cường giả âm thầm biến sắc. Ồ, Linh Hoàng khí.
Ánh mắt Long Linh nhìn vào trên người Tiểu Long, cỗ khí tức này khiến cho nàng ngẩn ra, sắc mặt đại biến. Dưới cỗ khí tức này khiến cho nàng có cảm giác không nhịn được mà phủ phục xuống mặt đất. Tiểu tử này bên người sao lại có nhiều cường giả như vậy? Huyễn ảnh Thanh Vũ nhất định không thể bỏ qua được. Trong đoàn người một đạo thân ảnh dễ dàng đánh chết hai đầu linh thú khổng lồ đang vây công mình, ánh mắt lén lút nhìn vào người thanh niên áo xanh phía xa. Phanh phanh! Trong nháy mắt lại có hai yêu thú bị đánh chết. Những yêu thú, linh thú này tuy rằng đều có thực lực rất mạnh, cũng không sợ chết. Thế nhưng trước mặt cường giả tôn cấp, không có tác dụng quá lớn, cũng rất khó đánh chết một cường giả tôn cấp. Trong toàn bộ không gian tràn ngập máu tươi, sát khí ngập trời. Trên mặt đất, thi thể yêu thú, linh thú la liệt, chồng chất giống như ngọn núi nhỏ khiến cho người khác nhìn vào không khỏi giật mình. Trong đám thi thể như ngọn núi nhỏ có thêm không ít thi thể của cường giả vũ giả, linh giả xuất cấp, vương cấp. Mấy nghìn yêu thú và linh thú, thú cốt khôi lỗi lúc này đã bị đánh chết, phá hủy 4-5 phần. Mấy nghìn nhân loại một đường đi tới nơi này ngã xuống cũng không ít, ước chừng 1/3, người bị thương nặng, thương nhẹ vô số, tiêu hao thì càng không cần phải nói tới. Khí tức Tiểu Long bao phủ khu vực an toàn, đám người Nhật Sát Các, Kiền Hiên Đảo, Thiên Vân Đảo nhìn người khác đánh chết yêu thú, bản thân mình lại bình yên vô sự, trong lòng thầm hô may mắn không ngớt. May mà bọn họ không có mâu thuẫn với Lục Lâm Thiên, bằng không tình cảnh của bọn họ hiện tại cũng không khác đám người kia là mấy. Ánh mắt Lục Lâm Thiên vẫn nhìn kỹ đám người Nguyệt Long Các và Linh Vũ Giới, ánh mắt cũng đồng thời liếc nhìn không ít cường giả tán tu, thực lực có lẽ đã tới tôn cấp. Tán tu tôn cấp, hầu như bình thường khó có thể gặp được. Không ngờ lần này lại xuất hiện nhiều người như vậy, có mấy người thực lực dường như vô cùng mạnh mẽ. Nhìn thi thể yêu thú ngập tràn trên mặt đất, Lục Lâm Thiên lặng lẽ chờ đợi. Bên trong này cũng có không ít yêu thú thất giai, một viên yên đan thất giai giá trị vô cùng xa xỉ, còn có tài liệu chủ chốt của yêu linh đan. Yêu thú, linh thú thất giai, chỉ lấy một chút da lông hoặc móng vuốt trên người cũng đều là tài liệu không tồi, giá trị xa xỉ. Mọi người tình nguyện đánh chết yêu thú. Linh thú không sợ chết chứ không muốn động vào thú cốt khôi lỗi. Nhân số yêu thú, linh thú không ngừng giảm xuống. Vốn có 300-400 đầu, hiện tại số còn lại không đủ 300, lần nữa cũng có không ít vũ giả, linh giả ngã xuống. Ông! Một đạo chảo ấn mang theo tiếng rít gào từ trong tay Lục Lâm Thiên đánh ra, liệt thiên xuất hiện trong tay. Chư vị, tới lúc chúng ta xuất thủ rồi. Khóe miệng Lục Lâm Thiên nhếch lên mang theo nụ cười ta, nói xong. Thân thể biến mất tại chỗ. Chảo ấn trực tiếp chộp vào bụng một đầu yêu thú thất giai, một viên yêu đan thất giai hậu kỳ được thu vào trong túi, thân ảnh chợt lóe, nhanh chóng đem mấy chiếc nhẫn chữ vật trên tay thi thể nhân loại hai bên thu vào trong tay. Lão đại, đệ tới. Thân thể Tiểu Long trong nháy mắt theo đuôi lão đại, bàn tay nhỏ bé đánh ra một đạo chảo ấn chói mắt, một viên yêu đan thất giai nhanh chóng xuất hiện trong tay. Ba người Lục Tâm Đồng, Thiên Sĩ Tuyết Sư, Như Hoa đối với chuyện này đương nhiên không lạ lẫm gì, trong nháy mắt đã có hành động. Thiên Thủ Quỷ Tôn thấy vậy tức thì hiểu rõ, sau khi cười lớn một tiếng cũng gia nhập. Siêu siêu! Thánh Vũ Thiên Tôn, Thánh Linh Thiên Tôn, Viên Tự Thành, Quân Bất Phàm hiểu ý mang theo đám người Thánh Linh giáo bắt đầu thu thập chỗ tốt. Người của Thiên Vân Đảo, Nhật Sát Các, Kiền Hiên Đảo, Tinh Ngục Các hiển nhiên cũng không ngốc, nhìn thấy đám người Lục Lâm Thiên xuất thủ, cả đám đều nhanh chóng thu thập chỗ tốt. Lúc này số yêu thú còn lại chỉ còn không tới 200 đầu, tuyệt đối không đủ để khiến cho mọi người sợ hãi. Hỗn đản! Đám người suy yếu, toàn thân bị thương ở phía xa nhìn thấy đám người Nhật Sát Các, Thiên Vân Đảo vừa mới trốn ở một bên lúc này lại thu thập chỗ tốt, so với ai còn tích cực hơn, cả đám mắng to trong lòng, thế nhưng miệng lại không dám nói thành lời. Nhanh thu yêu đan và tài liệu, nhanh! Tất cả mọi người đang liều mạng đánh chết yêu thú và linh thú. Làm sao có thời gian thu thập chỗ tốt? Lúc này nhìn thấy động tác của đám người Lục Lâm Thiên, cả đám cuống cuồng lên. Đám hỗn đản này. Đám người Khôn Dương Đảo, Địa Viêm Đảo thấp giọng mắng, vừa rồi những người này thoải mái, trốn ra xa như vậy khiến cho mọi người mệt chết. Cường giả vương cấp trong môn ngã xuống 2-3 người, bị thương nặng vài người, tiêu hao cũng vô cùng kinh người cho nên đang ăn vào đan dược khôi phục. Nếu như cường giả bốn sơn môn kia gia nhập vòng chiến thì bọn họ cũng không cật lực như vậy. Lúc này đám hỗn đản kia lại nhanh chân hơn bất kỳ ai, không ngừng thu thập chỗ tốt. Mắng thì mắng, thế nhưng cường giả trong đám sơn môn Khôn Dương Đảo, Địa Viêm Đảo cũng lập tức thu thập chỗ tốt.
Loại chỗ tốt như vậy, chung quy không thể để cho người khác độc chiếm. Đám người Lục Lâm Thiên thu thập chỗ tốt, cảnh tượng trở nên hỗn loạn, trong lúc hỗn loạn, đám yêu thú, linh thú còn sót lại cũng bị đánh chết. Chỉ là, trong phương viên trăm thước chung quanh Lục Lâm Thiên, cũng không có ai dám tới gần đoạt chỗ tốt với Lục Thiếu Du, dường như đều vô cùng kiêng kỵ với hắn. Trong lúc thu hoạch chỗ tốt, vì chỗ tốt đương nhiên cũng khiến cho không ít người phân tranh, cho nên lập tức giao thủ cùng nhau. Thi thể yêu thú, linh thú chống chất như núi cũng không có bao lâu lại bị lật tung một lần. Có yêu thú, những tài liệu tốt trên người nhanh chóng bị chúng cường giả thu thập hết. Trên khuôn mặt Lục Lâm Thiên mang theo tiểu ý, không ngừng thu thập yêu đan vào nhẫn chữ vật, đây cũng coi như là một khoản sổ sách không tồi. Âm trưởng lão, Lục Lâm Thiên kia hiện tại dường như có quan hệ không tồi, có Thiên Vân Đảo, Nhật Sát Các, Kiền Hiên Đảo, Tinh Ngục Các bên người, chúng ta muốn ra tay với hắn chỉ sợ không dễ dàng. Trong góc, Không Linh Vương nói với Huyền Minh Tôn giả. Người linh vũ giới tới đây cũng không nhiều. 6 người có tu vi vương cấp, đều là vương cấp cao trọng dưới sự bảo hộ của Huyền Minh Tôn giả và Nam Thiên Nhị Tôn, quả thực cũng không quá vấn đề quá lớn cho nên không có ai ngã xuống. Chỉ bằng vào những người này cũng không cần sợ. Huyền Minh Tôn giả lạnh nhạt nói. Nói xong, ánh mắt Huyền Minh Tôn giả nhìn vào không gian tràn ngập lôi điện phía trước nói. Đi theo ta, tất cả cẩn thận một chút. Siêu. Nói xong, thân hình Huyền Minh Tôn giả chợt lóe, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Tiếp theo thân thể đã xuất hiện phía xa, lao thẳng tới không gian lôi điện. Đi. Đông đảo cường giả thấy vậy đều nhanh chóng phóng theo. Một đường nguy hiểm tới đây, bảo vật sợ rằng đã ngay trước mặt. Trong không gian tràn ngập lôi điện chấn động nhâm tâm kia tuyệt đối là mục tiêu ở trong không gian này. Đám người Lục Lâm Thiên, Hắc Vũ, Thánh Linh Thiên Tôn nhìn nhau rồi cũng thả người nhảy lên, cấp tốc chạy tới không gian lôi điện. Siêu siêu. Đám người bị thương, tiêu hao rất nhiều cũng không cam lòng mà theo sau. Cả đám dừng lại trước không gian lôi điện chừng vài trăm thước. Tới gần, không gian lôi điện này càng có vẻ khổng lồ. Liếc mắt nhìn lại, cả không gian che trời, bao phủ toàn bộ phía chân trời. Lôi điện tràn ngập khí tức khiến tim đập nhanh giống như từ trên 9 tầng trời đánh xuống. Dưới cỗ khí thế kinh người này, người thực lực thấp một chút chỉ cần tới gần thì mặt đỏ bừng bừng, vô hình chung bị uy áp. Ầm ầm, điện mang đánh xuống, không gian vặn vẹo, tạo thành âm hưởng vang vọng trong không trung. Âm hưởng khuếch tán khiến cho ba động trong không trung càng thêm kịch liệt. Uy áp kinh người trực tiếp khiến cho tim mọi người đập nhanh, cả đám đều vô cùng kinh ngạc. Con người lặng lẽ có chút đỏ lên, thậm chí ngay cả hô hấp cũng dồn dập hơn rất nhiều. Ầm ầm, trong không gian lôi điện kỳ dị kia, lôi điện màu trắng liên miên không dứt tràn ra, điện mang xé rách không gian, từ trong đáy lòng mọi người cảm nhận được một cỗ năng lượng kinh khủng ba động. Loại ba động này khiến cho mọi người vô cùng khủng hoảng. Nhìn không gian tràn ngập lôi điện khổng lồ trước mặt, trong lòng mọi người đều cảm thấy tim đập nhanh hơn. Thảo nào lại cần một không gian phong ấn che giấu. Không gian lôi điện quy mô như vậy, cho dù đặt ở nơi nào cũng vô cùng kinh người. Rốt cuộc nơi này cất giữ vật như thế nào? Tử Yên nhíu mày, nhìn vào không gian tràn ngập lôi điện trước mặt thì thảo nói. Trong không gian mơ hồ xuất hiện hư ảnh của một ngọn núi lớn, lại giống như một khối kiến trúc khổng lồ không gì sánh được. Kiến trúc này khổng lồ tới mức đáng sợ, bên trên kiến trúc không ngừng có khí tức cổ xưa truyền ra, giống như là một đầu siêu cấp mãnh thú viễn cổ nằm đó. Lôi điện không ngừng lóe lên, nếu như nhìn kỹ sẽ khiến cho trong lòng cảm thấy tê dại, linh hồn run rẩy, giống như khí tức của kiến trúc khổng lồ trong không gian lôi điện kia so với không gian lôi điện này còn khiến cho mọi người kinh hãi hơn. Mà cỗ khí tức này khiến cho linh hồn mọi người kinh hãi, tim đập nhanh hơn vài phần. Mọi người nhìn nhau, trong lòng không khỏi có cùng một suy nghĩ, bên trong nơi kinh khủng này tuyệt đối có bảo vật. Đây là phủ đệ của cường giả viễn cổ. Vạn Linh Tôn giả nhìn phía trước, ánh mắt chấn động. Nơi này chúng ta đi vào như thế nào đây? Lam Thập Tam nói. Nhị đệ, phía trước hình như có nơi tiến vào. Dương Quá nhìn phía trước, trong đó có một chỗ dường như lôi điện yếu hơn một chút. Bên trong có thể mơ hồ nhìn thấy một lối tiến vào. Uy lực của đám lôi điện này sợ rằng không nhỏ, muốn đi vào cũng không dễ dàng. Hàn Ngọc Tôn giả nói. Siêu siêu. Trong đoàn người có người đã bắt đầu không nhịn được, lập tức có vài đạo thân ảnh bắt đầu phóng về phía trước. Từ dáng vẻ dường như đều là người của cùng một thế lực, cả đám đều có tu vi vương cấp. Siêu.
Một người có tu vi vương cấp, Vũ Vương Lục Trọng nhanh chóng bố trí hộ thân cương khí rồi thận trọng đi về phía trước. Một bước, hai bước, ba bước, mỗi một bước người này đều vô cùng cẩn thận. Siêu siêu. Khi người này tới vị trí cách không gian tràn ngập lôi điện 100 thước. Trong bầu trời đột nhiên có một đạo sấm sét đánh xuống. Đạo sấm sét này to bằng cánh tay dùng một tốc độ bằng mắt thường hầu như khó có thể nhìn thấy được ầm ầm đánh xuống. Khi Vũ Vương Lục Trọng kia cảm nhận được đạo sấm sét này muốn chạy trốn cũng đã muộn rồi. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang lên, đạo sấm sét này rơi vào trên hộ thân cương khí rồi nổ tung, trên hộ thân cương khí tràn ngập lôi điện sau đó phân thành 4-5 mảnh. Không gian trực tiếp xuất hiện một lỗ đen, thân thể Vũ Vương Lục Trọng kia lập tức bị nổ thành nát bấy. Thật mạnh. Mắt nhìn Vũ Vương Lục Trọng trực tiếp bị đánh chết, mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Siêu siêu. Mấy cường giả còn lại đang chạy tới nhìn thấy cảnh Vũ Vương Lục Trọng trong nháy mắt bị đánh chết tức thì bị dọa lập tức thối lui. Siêu siêu. Cùng lúc đó, trong bầu trời có mấy đạo điện mang phá không đánh ra, trong nháy mắt từ trên cao đánh xuống. Điện mang phá không mà ra mang theo lôi điện quanh quẩn giống như là mãng xà đánh vào trên người mấy cường giả đang nhanh chóng lui lại này. Không gian như nổ tung, mấy cường giả trong nháy mắt hóa thành tro cốt, hồn anh bị hủy diệt. Quả nhiên không dễ dàng như vậy. Phiên Hải Vương nhíu mày, ánh mắt không ngừng biến ảo. Dường như còn chưa tới cấp bậc như Tử Kim Huyền Lôi. Lục Lâm Thiên nhíu mày, lôi điện lực này dường như còn chưa đạt tới đẳng cấp của Tử Kim Huyền Lôi. Tuy rằng đánh chết mấy Vũ Vương kia, thế nhưng có lẽ mọi người cũng nhìn ra, lôi điện lực này tuy rằng cường hãn, thế nhưng cũng còn chưa tới mức không thể ngăn cản nổi. Không tốt. Lúc này, Tiểu Long nhìn vào không trung. Dường như nó đã cảm nhận được thứ gì đó, ánh mắt lập tức quay sang Lục Lâm Thiên nói. Lão đại, dường như đệ cảm nhận được có thứ gì đó. Thật không? Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, dự cảm của Tiểu Long không bao giờ sai. Siêu siêu. Hầu như cùng lúc đó, trong bầu trời có một cỗ khí tức quỷ dị bạo phát. Không gian chắc quanh vặn vẹo, bằng mắt thường có thể thấy được, bầu trời đột nhiên hôn ám, trong bầu trời tràn ngập lôi điện chằng chịt. Giống như là có một thác nước màu trắng bằng lôi điện hiện lên giữa không trung. Năng lượng đáng sợ ba động từ bên trong truyền ra, gợn sóng trong không gian quanh người bắn tứ tung. Không xong, lôi điện này dường như đang di chuyển. Sợ rằng mấy tên hỗn đản vừa rồi đã động phải cấm chế nào đó. Trong nháy mắt mọi người biến sắc, chỉ trong chốc lát toàn bộ bầu trời bị một đám lôi vân màu trắng cùng với khí tức khiến cho tim mọi người đập nhanh bao phủ. Uy áp cường hãn từ bên trong không ngừng tràn ra khiến cho trong lòng mọi người cảm thấy lạnh lẽo. Chạy! Một ít người tự biết thực lực mình không đủ, tiêu hao cũng rất nhiều, đồng thời trên người còn có thương thế bất đồng, sắc mặt đám người này lập tức đại biến. Chân khí, linh lực như biển trong người tràn ra, thân thể hóa thành từng đạo tàn ảnh chạy trốn. Bởi vì trong không gian lôi điện này bọn họ đã cảm giác được sự nguy hiểm tuyệt đối. Chỉ tiếc là dường như đã chậm. Bầu trời trắng xóa kia và không gian lôi điện trong nháy mắt tương liên, dường như hòa thành một thể, vô số lôi điện đánh xuống. Siêu siêu. Chỉ trong nháy mắt trên bầu trời có một đám lôi điện phô thiên cái địa đánh xuống. Toàn bộ không gian tràn ngập thanh âm bạo liệt, âm hưởng trầm thấp vang lên liên tục. Nơi lôi điện đi qua, không gian ầm ầm rung động. Lôi điện mang theo lực lượng đáng sợ đánh xuống, thanh thế lúc này đáng sợ tới cực điểm. Nhanh phòng ngự. Trong các sơn môn lớn, cường giả tôn cấp nhanh chóng bố trí thủ đoạn phòng ngự. Những người có tu vi thấp tức thì trốn vào trong vòng phòng ngự mà cường giả tôn cấp bố trí. Toàn bộ không gian tức thì hỗn loạn, mọi người đều bố trí thủ đoạn phòng ngự của bản thân. Nhanh đi đến vòng phòng ngự của ta. Hắc Phủ truyền âm nói với đám người Lục Lâm Thiên, cảm nhận uy áp mạnh mẽ trong lôi điện, Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Thiên Sĩ Tuyết Sư, Như Hoa trong nháy mắt đi tới trong vòng phòng ngự của Hắc Phủ. Linh thú bát giai. Lúc này Long Linh mới cảm nhận được khí tức trên người Hắc Vũ, đôi mắt xinh đẹp mang theo vẻ nghi hoặc nhìn chăm chú vào Hắc Vũ. Người cũng qua đây đi, người bị thương nặng trong người, còn chưa chống đỡ được lôi điện lực này. Nhìn Long Linh, Hắc Vũ truyền âm nói. Long Linh do dự một chút rồi tiến vào trong vòng phòng ngự của Hắc Vũ. Thế nhưng ánh mắt vẫn không nhìn được mà nghi hoặc nhìn vào Hắc Vũ. Phanh 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 phanh. Lôi điện lực tràn ngập không trung giống như pháo hoa đánh xuống, cả không gian bạo liệt. A! Từng tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Dưới đạo lôi điện thứ nhất,
Trong nháy mắt có không ít Vũ Vương bị đánh chết, hồn anh không thể chạy ra. Khục khục, Vũ Vương cao trọng miệng phun máu, căn bản không thể chống lại dưới lôi điện lực này. Chỉ có người trong đại môn đại phái, có cường giả tôn cấp bảo hộ thì không có vấn đề gì quá lớn. Chỉ là cường giả tôn cấp lúc này tiêu hao cũng vô cùng lớn, còn có không ít cường giả tán tu cũng có thể chống lại. Có một ít tán tu tụm năm tụm ba lại với nhau, miễn cưỡng có thể chống lại lần công kích đầu tiên của lôi điện lực. Chỉ là những người thực lực thấp, vận khí không tốt ngã xuống vô cùng nhiều. Ồ, lúc này không ít người dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía trước. Lúc này có hai đạo thân ảnh đang đứng giữa không trung, hoàn toàn không bố trí phòng ngự. Lôi điện bổ vào thân thể người này dường như không có một chút tác dụng nào. Hai người này quả thực quá biến thái. Mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Lão đại, quả thực có chút tê dại, thế nhưng hình như hoàn toàn không có việc gì, huynh thì sao? Giữa không trung, Tiểu Long hỏi Lục Lâm Thiên, quanh thân tràn ngập lôi điện, thế nhưng lại không có một chút tổn hao nào. Ta cũng không có việc gì. Lục Lâm Thiên mỉm cười. Lôi điện này bổ vào trên người hắn không tạo thành một chút ảnh hưởng nào quá lớn. Điện mang tiến vào trong cơ thể, tuy rằng lực lượng mạnh mẽ thế nhưng không thể phá hư thân thể của hắn. Thân hình của Lục Lâm Thiên đã sớm được Tử Kim Huyền Lôi rèn luyện, lôi điện này còn chưa đạt tới cấp bậc như Tử Kim Huyền Lôi, cho nên thân thể của hắn dường như có lực kháng cự với lôi điện. Vốn Lục Lâm Thiên còn có chút lo lắng, thế nhưng sau khi thử qua hắn mới biết được, công kích của lôi điện đối với hắn mà nói. Hoàn toàn không có chút công hiệu nào. Siêu siêu. Lần thứ hai lại có lôi điện đánh xuống vào người hai người, vẫn không có một chút ảnh hưởng nào. Đặc biệt là Lục Lâm Thiên, lôi điện đánh xuống thì lập tức tiến vào trong cơ thể rồi biến mất không thấy, thậm chí còn bị cơ thể hắn hấp thu, đối với thân thể còn một chút tác dụng. Lục Lâm Thiên nhìn về phía Tiểu Long, lúc này Tiểu Long cũng như vậy, hoàn toàn không có việc gì. Lôi điện sau khi quanh quẩn trên người nó một chút rồi lập tức biến mất không còn tung tích. Nhíu mày, Lục Lâm Thiên cũng không cảm thấy kỳ quái cho lắm, bởi vì lực phòng ngự của Tiểu Long vốn đã mạnh lại thêm huyền vũ thần xác, bản thân lại trải qua tử lôi huyền đỉnh dung hợp cho nên trên người cũng chiếm được không ít chỗ tốt. Lúc này có thể miễn dịch với lôi điện này cũng là chuyện bình thường. À, hai người Lục Lâm Thiên hoàn toàn miễn dịch với lôi điện, thế nhưng những người khác cũng không có vận khí tốt như vậy. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, không ít người trực tiếp bị hôi yên phi diệt. Siêu siêu. Lần nữa lại có từng đạo lôi điện giống như pháo hoa từ trong không gian lôi điện mạnh mẽ đánh xuống. Lôi điện xé rách không gian mang theo tiếng xé gió vô cùng đáng sợ hung hăng bổ vào trong không gian. Khục khục. Dưới cỗ lực lượng kinh khủng này, không gian tức thì như nổ tung, không ít cường giả phun ra một ngụm máu tươi. Coi như là cường giả tôn cấp lúc này cũng không khá hơn là bao. Sắc mặt tái nhợt. Lão đại, chúng ta vào trước xem. Tiểu Long nhìn về nơi tiến vào phía trước rồi nói. Đi. Lục Lâm Thiên cúi đầu đáp một tiếng, thân thể trong nháy mắt trực tiếp nari về phía trước. Tuy rằng hắn không e ngại lôi điện lực này, thế nhưng cũng phải cẩn thận một chút. Không ai biết được nơi này còn nguy hiểm gì khác nữa không? Dựa theo địa đồ trên đồ cổ, kiến trúc này chính là cửa thứ ba để tiến vào, đây là nơi không thể không đi qua. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hai người trực tiếp xuất hiện trong không gian lôi điện. Nhìn thấy hai người tới gần vị trí kia, những người khác lập tức sốt ruột. Nhanh, mau theo sau. Ánh mắt Huyền Minh Tôn giả trầm xuống, bố trí hộ thân cương khí quanh thân bảo hộ cường giả trong giới vào trong. Lôi điện lực dường như không thể phá vỡ được hộ thân cương khí của người này. Huyền Minh Tôn giả nhanh chóng phóng về phía trước. Người linh vũ giới đuổi theo, tất cả các cường giả nhíu mày. Sau đó lập tức theo đuôi. Thánh Linh Thiên Tôn, Thánh Vũ Thiên Tôn dựa vào thực lực của bản thân bảo hộ chúng trưởng lão Thánh Linh Giáo vào bên trong. Lấy thực lực của bọn họ, muốn bảo vệ cường giả Thánh Linh Giáo đương nhiên không thành vấn đề. Nhìn thấy giáo chủ dẫn đầu đi vào trong không gian lôi điện, hai người tức thì đuổi theo. Chúng ta đi. Hắc Vũ vung tay, trên người vô hình trung tản ra sự phóng khoáng, phiêu giật, thế nhưng trong sự phóng khoáng này lại có chút bá đạo. Trong nháy mắt thân thể cũng phóng về phía trước, dưới hộ thân cương khí của hắn, từng đạo lôi điện đánh xuống lập tức hóa thành hư vô, căn bản không có một chút tác dụng nào với hộ thân cương khí của hắn. Không ít cường giả trong Nhật Sát Các, Thiên Vân Đảo, Tinh Ngục Các đều dùng ánh mắt cực kỳ nghi hoặc nhìn về phía Hắc Vũ. Bọn họ có thể cảm nhận được Hắc Vũ chính là linh thú bát giai, thế nhưng cấp bậc thế nào lại không thể dò xét được.
Lão đại, đây là nơi tiến vào. Thân ảnh Tiểu Long xuất hiện trước không gian lôi điện rộng lớn, lúc này nhìn cánh cửa đá lớn xuất hiện trong không gian lôi điện phía trước, Tiểu Long nhíu mày. Bởi vì trong cửa đá này vô cùng sâu, giống như liếc mắt không nhìn thấy tận cùng. Vào xem. Quay đầu nhìn đám người phía sau đang phóng tới, ánh mắt Lục Lâm Thiên biến ảo không ngừng, do dự một chút rồi lập tức chạy vào trong không gian lôi điện. Siêu siêu. Lôi điện sát biên giới không gian tràn ngập lôi điện càng thêm chằng chịt, vô số lôi điện ầm ầm đánh vào trên người Lục Lâm Thiên. Toàn thân Lục Lâm Thiên run lên, cỗ lực lượng này rõ ràng so với lôi điện lực bên ngoài còn lớn hơn rất nhiều. Phanh! Sao lại mạnh như vậy? Một thanh âm trầm thấp vang lên, thân hình Tiểu Long phóng vào trong không gian, nhưng lại bị đẩy văng ra bên ngoài cách đó mấy thước. Tiểu Long không có việc gì chứ? Lục Lâm Thiên tức thì hỏi. Đệ không có việc gì, chỉ là có chút tê dại mà thôi, cảm giác không được tốt cho lắm. Tiểu Long trong nháy mắt đứng lên, nơi vừa bị đánh trúng trên người không ngừng truyền tới cảm giác tê dại khiến cho nó vô cùng khó chịu. Không có việc gì là tốt rồi. Lục Lâm Thiên thở dài rồi nhìn về phía trước, đây chính là một cánh cửa đá cao chót vót. Cánh cửa đá này hình vòm, cao chừng 50 trượng, trình độ khổng lồ khiến cho người khác phải líu lưỡi. Hoàn toàn là do đá tạo thành. Bên trên không ngừng có khí tức thê lương, cổ xưa lan tràn ra. Cỗ khí tức này khiến cho Lục Lâm Thiên có cảm giác cánh cửa đá này chính là miệng của một đầu mãnh thú viễn cổ, khiến cho hắn không dám tiến vào. Lão đại, nơi này không đơn giản chút nào. Con mắt nhỏ của Tiểu Long không ngừng chuyển động, khí tức ở nơi này khiến nó kiêng kỵ. Cẩn thận một chút, ngàn vạn lần không thể sơ ý. Lục Lâm Thiên nói. Siêu. Đột nhiên trong không gian lôi điện truyền ra ba động. Phanh phanh phanh. Dưới mấy đạo lôi điện công kích có mấy đạo thân ảnh tiến tới. Lục Lâm Thiên quay đầu lại nhìn lập tức nhíu mày. Đám người vừa mới tiến vào chính là 9 người huyền minh tôn giả của Linh Vũ Giới. Lúc này huyền minh tôn giả cũng nhìn về phía Lục Lâm Thiên, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt tràn ra hàn ý. Tuy rằng hiện tại hắn rất muốn ra tay với Lục Lâm Thiên, thế nhưng rõ ràng thực lực bên người Lục Thiếu Du cũng không kém. Quan hệ với những nhóm khác không tồi. Nếu như ra tay tuy rằng hắn không sợ hãi, thế nhưng cũng cực kỳ phiền phức, hơn nữa điều quan trọng hiện tại chính là đoạt bảo vật. Huyền Minh Tôn giả nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên này hắn nhất định sẽ đối phó. Thế nhưng trước lúc đoạt bảo, bây giờ hắn nên giữ lại thực lực thì tốt hơn. Một đường tới đây, ở trong không gian quỷ dị này vì đánh chết không ít yêu thú, linh thú không muốn sống kia đã khiến hắn tiêu hao rất nhiều. Điều này đối với hắn mà nói vô cùng bất lợi. Lục Lâm Thiên cũng không sợ hãi chút nào, ánh mắt tràn ngập hàn ý nhìn thẳng vào mặt Huyền Minh Tôn giả. Hiện tại Huyền Minh Tôn giả và Nam Thiên Nhị Tôn này hắn đã hoàn toàn không đặt vào trong mắt. Bằng vào đội hình bên người hắn bây giờ muốn giết 9 người này đảm bảo ngay cả hồn anh cũng không thể chạy thoát được. Thế nhưng hiện tại cũng không phải là lúc, đoạt bảo quan trọng hơn tất cả. Huyền Minh Tôn giả trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên rồi lạnh lùng cười. Sau đó ánh mắt cũng nhìn vào cánh cửa đá tỏa ra khí tức cổ xưa, thế lương kia. Cỗ khí tức này khiến cho trong lòng hắn cảm thấy bất an. Siêu siêu. Chỉ trong chốc lát, trước không gian lôi điện lần nữa xuất hiện ba động. Đám người theo đuôi tới chính là Hắc Vũ, Bàn Hủy, Bàn Vân, ngay sau đó là đám người Nhật Sát Các, Kiền Hiên Đảo, Thiên Vân Đảo. Mọi người dưới sự bảo hộ của cường giả tôn cấp trong môn mới có thể bình yên tiến vào trong không gian này. Siêu siêu, Thánh Linh Thiên Tôn, Thánh Vũ Thiên Tôn cùng với đám người Khôn Dương Đảo, Nguyệt Long Các cũng liên tục đi tới. Người của Thiên Ưng Lâu, Thánh Linh Cốc, Tiêu Giao Bang dưới sự che chở cật lực của Hàn Ngọc Tôn Giả, Ngân Đao Tôn Giả, Quy Ngọc Tôn Giả cũng miễn cưỡng tiến vào được nơi này. Phanh phanh, ngoài không gian lôi điện truyền tới thanh âm bạo liệt, không ít người chật vật tới ngoài không gian lôi điện lại bị điện mang đánh thành cho tàn. Thế nhưng cũng có không ít người không biết là của thế lực nào và một ít cường giả tán tu cũng tiến vào được bên trong. Có không ít cường giả tuy rằng thực lực không tới tôn cấp, thế nhưng sau khi thi triển linh khí huyền cấp và hoàng cấp không ngờ lại có thể thoát khỏi nguy hiểm tiến vào trong không gian này. Chỉ trong chốc lát nhân số bên trong đã đạt tới mấy trăm người, người có thể tiến vào được trong không gian này đều là cường giả. Lúc này có thể tiến vào không gian lôi điện này tuyệt đối đều là cường giả nổi danh bên ngoài. Cho dù là người được cường giả tôn cấp bảo hộ đi vào, ở bên ngoài cũng tuyệt đối không yếu. Đám cường giả một khi tiến vào lập tức nhìn vào trong cánh cửa đá. Cỗ khí tức cổ xưa,
thê lương từ trong cánh cửa đá chậm rãi tràn ra khiến cho sắc mặt mọi người có chút biến hóa. Nhìn thấy mọi người tới, ánh mắt Lục Lâm Thiên biến đổi, thân thể khẽ động, trực tiếp đi về phía mọi người. Mà nhìn thấy hành động này của Lục Lâm Thiên, khóe miệng đám người Khôn Dương đảo, Linh Vũ giới, Nguyệt Long các cùng tán tu không khỏi co quắp. Trong lòng thầm mắng một tiếng tiểu tử gian trá, Lục Lâm Thiên này rõ ràng không muốn là người thứ nhất đi vào trong cánh cửa đá, hắn muốn kẻ khác xung phong làm kẻ đi vào đầu tiên a. Lúc này còn có mấy người tiến tới, có thể vào tới đây đều là cường giả cả. Chỉ là nhìn cánh cửa đá phía trước, cũng không có ai dám đi lên. Mọi người nhìn nhau, không ai muốn xung phong đi đầu. Đối với sự chờ mong của mọi người, Lục Lâm Thiên không thèm để ý tới. Ngón tay sờ mũi, khóe miệng khẽ mỉm cười. Hiện tại trong đám người có mặt ở đây cũng chỉ có hắn và người của hắn là tiêu hao ít nhất. Còn có con bài chưa lật như Hắc Vũ, chỉ ít từ mặt ngoài có thể nói thực lực của đám người hắn là mạnh nhất. Cho dù thực lực của hai người Thánh Linh Thiên Tôn và Thánh Vũ Thiên Tôn ở bên trong này cũng tuyệt đối là tồn tại số một số hai, có lẽ cũng chỉ có Huyền Minh Tôn giả kia mới có thể so sánh được. Nhìn đám người trước mặt, Lục Lâm Thiên không ngừng suy nghĩ, đến lúc đó nếu như động thủ thì hắn sẽ có mấy thành nắm chắc. Những người này có lẽ hiện tại cũng đang âm thầm bảo lưu thực lực chân chính còn chưa hiển lộ ra. Cũng chỉ có thể đợi tới lúc cuối cùng mấy người này mới thi triển ra. Người của những đại môn đại phái này ai mà không có con bài chưa lật thì mới là lạ. Có lẽ cả đám đều đang cố gắng chờ tới lúc đoạt bảo a. Thiếu chủ, khí tức nơi này càng ngày càng mạnh, ta thấy sẽ có nguy hiểm cực lớn, nếu như là phủ đệ của linh đế, phụ đế viễn cổ, sợ rằng sẽ có chỗ tốt lưu lại, cũng có nguy hiểm. Cường giả cấp bậc như thế, bảo vật lưu lại muốn lấy được phải xem duyên phận. Thứ hai cũng không phải là thứ mà kẻ tài trí bình thường có thể nhận được. Cho nên tất cả phải cẩn thận, không thể cậy mạnh. Thanh âm của Hắc Vũ truyền tới trong tay Lục Lâm Thiên. Người tâm trí bình thường sẽ phóng qua trước, Lục Lâm Thiên trước kia chỉ là người bình thường, thế nhưng hiện tại Lục Lâm Thiên tuyệt đối không phải là kẻ có tâm trí bình thường như trước nữa. Lục Lâm Thiên mở miệng cười, thứ mà cường giả viễn cổ lưu lại đương nhiên sẽ không nguyện ý để cho kẻ có tâm trí bình thường sử dụng. Cho dù là đồ của hắn hiện tại cũng không nguyện ý đem cho những kẻ có tâm trí bình thường sử dụng. Ngoài không gian lôi điện, thi thoảng sẽ có một ít cường giả phóng tới. Cũng có người trực tiếp bị đánh chết, người vào hiển nhiên đều phát hiện biến hóa bên trong, cả đám đều dừng lại, không ai dám đi vào trước. Hừ, thần kim các chúng ta không vô sỉ giống như kẻ nào đó. Thanh âm của địa cương vương thần bộ tiêu, ánh mắt dường như hữu ý vô tình nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Rõ ràng ý tứ của hắn chính là ám chỉ việc Lục Lâm Thiên vừa rồi lùi lại. Nghe địa cương vương nói vậy, Lục Lâm Thiên đương nhiên hiểu rõ thần bộ tiêu này đang nói mình. Thế nhưng chỉ bằng vào những lời này Lục Lâm Thiên cũng không ngại, kẻ ngu si mới là kẻ đi đầu mạo hiểm a. Lục Thiếu Du nhíu mày, lạnh nhạt nói. Xem ra địa cương vương muốn là người thứ nhất tiến vào a. Vậy thì ta phải cầu chúc cho địa cương vương tìm được bảo vật rồi. Hừ, không cần phải khích bác ta. Ngươi chỉ có một chút thủ đạo ấn như vậy thôi sao? Địa cương vương liếc mắt nhìn Lục Lâm Thiên, thủ ấn trong tay được kết. Một đạo lưu quang từ trong nhẫn chữ vật của hắn xuất hiện, đây chính là một đầu khôi lỗi hệ kim, từ khí tức có thể nhận ra, đây mới chỉ là khôi lỗi cấp 4 mà thôi. Đi! Thủ ấn trong tay thần bộ tiêu vung lên, cỗ khôi lỗi màu đen cấp 4 trước mặt lập tức đi vào trong cánh cửa đá. Khóe miệng Lục Lâm Thiên nhếch lên. Thần bộ tiêu này móc ra khôi lỗi cấp 4, sợ rằng cũng có tiếng khôi lỗi cao cấp A. Khôi lỗi của thần bộ tiêu đi tới phía trước, ánh mắt mọi người lập tức nhìn vào đầu khôi lỗi này. Cả đám đều ngẩng đầu nhìn chăm chú về phía trước. Siêu! Đầu khôi lỗi này tiến vào trong cánh cửa đá, vẫn không ngừng tiến tới, mãi cho tới khi biến mất không còn thấy thân ảnh của nó ở bên trong. Mà lúc này vẫn không có một chút động tĩnh nào xảy ra. Nhìn thấy đầu khôi lỗi kia không có vấn đề gì, trong lòng mọi người khẽ thở dài một hơi, vẻ mặt biến đổi. Không có nguy hiểm, mau đi vào. Mọi người dũng mãnh đi vào trong cánh cửa đá, tốc độ nhanh tới cực hạn. Hỗn đản! Thần bộ tiêu thấp giọng mắng một câu, lúc trước không có ai đi vào, mọi người đều không có hành động. Thế nhưng nhìn thấy không có nguy hiểm cả đám lập tức chen chúc vào, thần bộ tiêu thầm mắng một tiếng cũng vội vã tiến vào trong cánh cửa đá. Chúng ta đi. Lục Lâm Thiên quay đầu lại nói với mọi người bên cạnh, bàn chân đạp mạnh mặt đất, quang mang chợt lóe, thân thể hóa thành một đạo quang mang màu xanh,
nhanh như thiểm điện lao vào trong cánh cửa đá. Tốc độ của Tiểu Long cũng không dưới Lục Lâm Thiên, ngay sau đó đám người Lục Tâm Đồng, Bàn Hủy, Bàn Vân, Thiên Thủ Quỷ Tôn, Thiên Sĩ Tuyết Sư cũng nhanh chóng đi theo. Quả thực đúng là tiểu tử giảo hoạt. Vừa nhìn thấy không có nguy hiểm, Lục Lâm Thiên lập tức có hành động, trong động không ít người của Thiên Vân Đảo, Kiền Hiên Đảo, Tinh Ngục Các không khỏi cười khổ một cái. Lục Lâm Thiên này quả nhiên đúng là dối trá. Cả đám cũng không chần chờ chút nào liền nhảy lên, đem tốc độ đề thăng tới cực hạn, dũng mãnh chen chúc đi vào trong cửa đá. Tốc độ Lục Lâm Thiên cực kỳ nhanh chóng, đồng thời trong lòng cũng cảnh giác nguy hiểm không biết tên có thể xảy ra chung quanh. Một đường đi tới vượt qua bao nhiêu người, hầu như trong chớp mắt đã vọt ra khỏi cánh cửa đá. Không gian trước mắt sáng ngời, ánh mắt Lục Lâm Thiên kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mặt. Xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên hiện tại chính là một cái sân rộng. Cái sân này rộng vượt quá sự tưởng tượng của mọi người. Mà lúc này phía sau sân rộng có một khối đá lớn. So với nó cảnh cửa đá kia lại có vẻ nhỏ bé. Phía dưới khối đá này có 9 cửa đá nhỏ, nói là nhỏ thế nhưng cũng cực kỳ khổng lồ, không biết là kéo tới đâu.